Đan Đại Chí Tôn, Khương Phàm. Tập 46. Khương Phàm quá nam tử, vì nữ tử của mình lại dám mở ra điều kiện như vậy. Biển người kích động, ánh mắt nóng bỏng, hô to để Khương Phàm cho chút chỉ dẫn. Ta chỗ này có ba cái manh mối. Cái đầu tiên, huynh muội U Mộng đến từ Thập Vạn Đại Sơn, bọn họ từ 5 năm trước đã bị diệt môn. Cái thứ hai, cửa hàng Thanh Bình chính là hung thủ an bài đến giám sát. Cái thứ ba, trên cổ U Mộng có treo một viên ngọc thạch, là hung thủ để lại. Khương Phàm giơ ngọc thạch trong tay lên, nhìn xung quanh toàn trường. Mọi người dùng sức đưa cổ, cố gắng muốn thấy rõ ngọc thạch. Giọng Khương Phàm cao vút, vang vọng trên con phố dài. Thù của U Mộng, chính là thù của ta. 5 năm trước, bọn hắn đổ sát toàn tộc U Mộng, Khương Phàm ta nợ máu trả bằng máu, chẳng cần biết bọn họ là ai, chỉ cần điều tra rõ, sẽ đổ cả nhà bọn hắn, một tên cũng không để lại. Khương Phàm ta, nói được thì làm được, các vị cứ việc buông tay điều tra, đừng có áp lực, bất kỳ hậu quả gì, Khương Phàm ta gánh chịu. Nếu như trong quá trình các ngươi điều tra, không may mắn đắc tội một ít người, một ít thế lực, cứ tới tìm ta, Khương Phàm ta bảo đảm an toàn cho các ngươi. Hoa! Biển người ầm vang tản ra, nhanh chóng khuếch tán tin tức. U Mộng si ngốc nhìn Khương Phàm, con mắt mông lung, nước mắt tràn mi mà ra. Nghị công tử, người thật muốn thay chúng ta báo thù. Ta nói lời giữ lời, nói được thì làm được. Khương Phàm U Mộng mời về Thanh Đồng Tiểu Tháp, quay người nói với Mộ Dung Tĩnh. Bây giờ ta có tư chưa? Mộ Dung Tĩnh cau mày, lại khó mà bình tĩnh. Vì một nữ tử hoa lâu, người phải vận dụng thân phận xí thiên giới. Người hỏi qua giới chủ xí thiên giới chưa? Ta chỉ đang hỏi ngươi vấn đề. Ngươi chỉ cần cho ra giải thích, liền có thể làm bằng hữu, nhưng ngươi nhất định phải cự tuyệt, thật chẳng lẽ chính là bọn ngươi? Ta nói, ta không thích thái độ của ngươi nói chuyện với ta. Ngươi là trưởng lão xí thiên giới, ta cũng là truyền nhân thanh ngục của nhân gian ngục, chúng ta hẳn là nên tôn trọng lẫn nhau. Ta thấy ngươi là có vấn đề thật. Triệu Thế Hùng, lấy danh nghĩa Hung Linh Hầu Phủ, xin mời Mộ Dung Tĩnh đến Hầu Phủ làm khách. Các ngươi dám... Nhân gian ngục bất luận đi đến nơi nào, đều không có người dám bất kính, huống chi một hầu phủ nho nhỏ các ngươi. Không ai dám bất kính, đó là các ngươi không có đụng phải ta. Khương Phàm, ngươi muốn làm kẻ địch của nhân gian ngục. Đừng cầm nhân gian ngục hù dọa ta, tổ chức sát thủ trung vực muốn thay thế các ngươi, không có 10 cái cũng có 8 cái, tam đại chúa tể khác cũng đều nguyện ý nhìn thấy nhân gian ngục xuống dốc. Nếu như xí thiên giới chủ động cùng một chỗ nào đó hợp tác, ta nghĩ bọn hắn khẳng định rất nguyện ý tới nắm tay. Khương Phàm ra hiệu với Triệu Thế Hùng. Mời hắn đến Hầu Phủ làm khách. Xảy ra vấn đề, ta toàn quyền gánh chịu. Triệu Thế Hùng rất bất đắc dĩ, lắc đầu, đi đến phía trước. Mộ Dung huynh, mời đi. Nếu như ta không đi, nhìn thái độ của hắn, ngươi có thể tha thứ. Hắn chỉ là một trưởng lão mà thôi, có thể tùy tiện chỉ huy Triệu Thế Hùng ngươi. Ngươi đường đường là tiểu hầu gia. Vậy mà lại nghe lệnh Khương Phàm. Ngươi khích bác quá rõ ràng. Đi thôi, đừng để chuyện huyên náo quá lớn, đối với ngươi và ta cũng không tốt. Ta lui tới xí thiên giới nhiều năm như vậy, chưa từng có nhận qua đãi ngộ như vậy, hy vọng các ngươi nghĩ rõ ràng. Đừng ồn ào, ngươi vẫn là đi theo ta đi. Nếu như ta không mời nổi ngươi, Hung Linh Hầu Phủ sẽ đến mời ngươi. Nếu như Hung Linh Hầu Phủ không mời nổi, tin tưởng ta, Bá Vương Phủ sẽ liên hợp Tam Đại Hầu Phủ. Tự mình đến mời ngươi. Không cần hoài nghi hắn phát bệnh điên cuồng. Hắn mắc bệnh. Người bình thường có thể làm chuyện này. Triệu Thế Hùng bắt lấy bả vai Mộ Dung Tĩnh, mạnh mẽ kéo rời khỏi. Khương Phàm lạnh lùng nhìn cường giả thanh ngục khẩn trương trong phòng. Không cần khẩn trương, chỉ là dẫn hắn đi về hỏi vài câu mà thôi. Nếu quả như thật sự không liên quan, hắn sẽ an toàn trở về. Nếu quả như thật có liên quan, tin tưởng ta, các ngươi đều phải chết. Sau khi hắn rời khỏi, Tề trưởng lão từ trong phòng đối diện đi tới, chau mày, cảnh giác, lại càng uất ức. Tới một cái phế một cái. Nhân gian ngục cho tới bây giờ đều không có gặp được đối thủ như vậy. Hoàn toàn làm việc không theo mưu kế, ỷ là địa bàn của mình, muốn làm gì thì làm, không hề cố kỵ. Trong đầu tên điên này liền không có hai chữ quy củ sao. Xem ra nhất định phải xin mời kẻ càng cường thế hơn, càng hung ác hơn. Cường giả hắc ngục đi đến bên cạnh hắn. Tề trưởng lão,
Khương Phàm lại muốn thành thân cùng U Mộng. Đây có phải là quá khoa trương hay không? Không chỉ khoa trương, cũng rất bất ngờ. Tề trưởng lão lắc đầu, cảm thấy rất tồi tệ. Trước đó Mộ Dung Tĩnh phân tích rất có đạo lý, Khương Phàm khoa trương hành động, rất có thể là bởi vì có tức giận, xem thù của U Mộng như mối thù của mình, bởi vậy mới suy đoán Khương Phàm có liên quan cùng Niết Bàn Thạch. Thế nhưng, đột nhiên thành thân, giống như lý do rất tốt để giải thích tại sao Khương Phàm lại tức giận, hắn đang vì nữ tử mình yêu mà nổi điên, làm thế nào cũng đều không quá phận. Cũng chính là không nhất định có liên quan cùng Niết Bàn Thạch. Mặc dù hắn cảm giác có chút vấn đề, nhưng thời điểm Hắc Ngục nơi đó lắng nghe báo cáo, chỉ nhìn chứng cứ. Nếu như hắn bởi vì Khương Phàm quá quan tâm một nữ tử, mà phỏng đoán Khương Phàm chính là người bọn họ muốn tìm, Hắc Ngục nơi đó khẳng định sẽ cho rằng hắn quá qua loa, thậm chí hoài nghi năng lực của hắn. Dù sao tình yêu nam nữ, cũng có thể khác thường. Đáng chết! Tề trưởng lão nghiêm mặt đi tới đi lui trong phòng. Trước đó thật vất vả mới rõ ràng tình huống, đột nhiên bị Khương Phàm huyên náo càng hồ đồ rồi. Tên Khương Phàm này rốt cuộc có phải người bọn họ muốn tìm hay không? Nếu như là người của thế lực khác còn chưa tính, trực tiếp bắt lấy nghiệm tra. Nhưng Khương Phàm hết lần này tới lần khác lại thành người của Xí Thiên Giới, còn thu được địa vị quan trọng. Ở bên ngoài, Khương Phàm còn có cường giả cấp thánh nhân, cùng chi đội sát thủ ác nhân gốc danh Trấn Phương Bắc. Trước khi không có nắm chắc hoàn toàn, hắn thật không dám loạn đụng. Dù sao chuyện này liên lụy rất lớn, dính đến tiên tổ nơi đó. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tề trưởng lão đi tới đi lui, cuối cùng dừng lại. Muốn thăm dò Khương Phàm, vẫn phải dùng biện pháp của Mộ Dung Tĩnh. Không tiếc cái giá xin mời một chủ nhân Niết Bàn Thạch tới, lấy tên hung thủ, trực tiếp xử tử ngay trước mặt Khương Phàm. Điều kiện tiên quyết là, Mộ Dung Tĩnh có thể cắn chặt răng. Phụ thân, ngài trở về, ta là bị Khương Phàm kéo đi ra, liền đi ra ngoài một hồi. Triệu Thế Hùng trở lại thạch điện, phát hiện phụ thân đang ngồi ở nơi đó, liền vội vàng hành lễ. Hung Linh Hầu treo xiềng xích, yên lặng minh tưởng. Khương Phàm, hắn bắt truyền nhân Thanh Ngục, Mộ Dung Tĩnh trở về. Triệu Thế Hùng rất bất đắc dĩ. Đầu tiên là nhị hoàng tử Cổ Hoa, sau lại là Điêu Lãnh Phong của Vạn Đạo Thần Giáo, bây giờ lại là truyền nhân Thanh Ngục, Hung Linh Hầu phủ bọn hắn đều nhanh thành lao tù tư nhân của Khương Phàm. Bởi vì chuyện gì? Giọng Hung Linh Hầu khàn khàn lạnh nhạt. Hắn muốn báo thù cho U Mộng của Hồng Quán. Chính là Hoa Khôi Hồng Quán cướp về trước đó. Ta nói hắn không có tư cách, vậy mà hắn lại ở trước mặt mọi người tuyên bố muốn cưới U Mộng. Chuyện của nàng có liên quan cùng Thanh Ngục thật. Chỉ mong không có liên quan gì với Thanh Ngục đi. Triệu Thế Hùng cũng không biết nói cái gì cho phải. Khương Phàm rõ ràng rất khôn khéo, lại luôn xung đột động. Chỉ là một nữ tử hoa lâu mà thôi, cần thiết hay không? Đây chính là nhân gian ngục đó. Nếu thật náo lên, Hung Linh Hầu phủ bọn hắn đều khó mà kết thúc. Khương Phàm mang theo Mộ Dung Tĩnh đến trong đình viện. Ngươi bây giờ liền giải thích cho ta, hay là liều chết mấy ngày? Ngươi là chủ động giải thích cho ta, hay là chờ ta dùng chút thủ đoạn? Mộ Dung Tĩnh khôi phục tỉnh táo, liếc mắt nhìn nam tử xa lạ ngồi xe lăn dưới bóng cây, mới nói. Khương trưởng lão, ta không thể không bội phục sự can đảm của ngươi. Dưới tình huống không có bất cứ chứng cứ gì, cũng dám cầm truyền nhân Thanh Ngục ta đây tới Hung Linh Hầu phủ. Lúc chúng ta vừa gặp mặt tại Thái Dương Cung, ngươi còn nói thích tính cách ta như thế này, khoái ý ân oán thù địch, tính tình thật thà, mà rất nam tử, bây giờ thì thế nào? Chúng ta cũng đều đừng nói nhảm, nói cho ta biết tình huống Ngọc Thạch, còn có tại sao muốn giết toàn tộc U Mộng, tại sao lại ném các nàng tới nơi đây? Ta không cần thiết phải giải thích với ngươi, ngươi lại không dám làm gì ta. Ta nhắc nhở ngươi một chút. Làm việc không nên quá phận, ngươi bây giờ, còn chưa có tư cách. Không phải ngươi đã nghiên cứu qua ta sao? Chỉ cần bị ta vẽ vào bên trong phạm trù kẻ địch, ngươi liền cách cái chết không xa. Chết, ngươi còn muốn giết chết ta? Khương Phàm ơi Khương Phàm, ngươi để cho ta đã hiểu cái gì gọi là người không biết không sợ. Ngươi quá để mắt ngươi, coi như hai bên không phải kẻ thù, ta giết ngươi, nhân gian ngục cũng không có cách bắt ta. Ha ha. Ngươi có thể thử một chút. Thử một chút. Khương Phàm trực tiếp lấy ra một viên đan dược từ trong nhẫn không gian. Khương Phàm, ngươi cũng đừng làm ẩu. Mộ Dung Tĩnh khẽ thay đổi sắc mặt, nói đến là đến.
Mặc dù hắn không biết là đan dược gì, nhưng bây giờ hắn chính là đang ở thời kỳ mấu chốt tại sinh tử cảnh, không thể nào tùy tiện dùng đan dược, nếu không thật là sẽ muốn mệnh. Khương Phàm vuốt vuốt đan dược, lạnh lùng nói. Muốn biết bên trong xí thiên giới gần đây xảy ra chuyện gì không, muốn biết Tác Ngọc Đường đã làm cái gì chọc giận giới chủ không? Tất cả đều là công lao của nó. Nó tên là yêu linh phần huyết đan, là đan dược mà linh hồn cảnh cửu trọng thiên dùng để liều mạng. Chỉ cần một viên, là có thể cưỡng ép tăng cảnh giới lên tới sinh tử cảnh, triệt để phóng thích tiềm lực, dùng năng lượng cao nhất tới gần niết bàn cảnh, sau đó tự bạo mà chết. Tác Ngọc Đường vụng trộm luyện mấy viên yêu linh phần huyết đan, muốn dùng nó để hại ta, kết quả liên lụy đến giới chủ, chúng ta suýt nữa mất mạng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta đột nhiên tiến vào sinh tử cảnh. Mộ Dung Tĩnh chăm chú nhìn đan dược, hô hấp dần dần dồn dập lên. Loại đan dược này, còn giống như đã từng nghe nói qua. Khương Phàm nhìn chằm chằm Mộ Dung Tĩnh. Ta sẽ không trực tiếp giết ngươi, nhưng ta có thể dùng nó để cho ngươi tự mình chết. Đến lúc đó do xí thiên giới tự mình ra mặt, cùng nhân gian ngục làm giao dịch, chuyện này có thể tùy tiện lắng lại. Ngươi tin hay không? Nhân gian ngục coi như có thể đồng ý hòa giải. Xí thiên giới các ngươi cũng sẽ bỏ ra một cái giá lớn, vì một tiện nhân hoa lâu, ngươi đáng không? Còn xem cùng ta bàn bạc có đáng giá hay không? Ngươi thật giống như còn không có thấy rõ ràng tình thế. Khương Phàm, rốt cuộc tại sao ngươi lại vì một nữ tử hoa lâu mà báo thù, hay là đang phát tiết lửa giận của mình? Mộ Dung Tĩnh đột nhiên nhìn chằm chằm Khương Phàm. Khương Phàm cười lạnh nói. Ta là đang vì nàng, phát tiết lửa giận. Thật sao? Ngươi thật sự sẽ thích một nữ tử hoa lâu. Ngươi gặp mặt một lần, cũng bởi vì cái gọi là hứa hẹn với nàng mà đắc tội bá vương phủ. Ngươi sẽ vì báo thù cho nàng, mà đắc tội nhân gian ngục. Tỉnh lại đi, nếu như ngươi thật sự là người xúc động như vậy, thì không thể nào đi đến hôm nay. Ngươi thật ra đang phát tiết lửa giận của mình, ngươi đang điều tra bí mật của Ngọc Thạch. Mộ Dung Tĩnh cường thế phản kích, lưu ý biểu tình thay đổi của Khương Phàm. Nhưng... hắn dưới sự kích động mà phản kích, lại đang hỗn tạp ý tưởng thật sự sâu trong ý thức của mình, loại ý nghĩ này vừa vặn có thể bị Nạp Lan Thanh Cảnh đang ngồi dưới bóng cây bắt được. Khương Phàm lật ra niết bàn thạch, dùng đầu ngón tay vuốt vuốt. Miếng ngọc kia còn có bí mật. Đừng giả bộ, chính ngươi rất rõ ràng nó có bí mật gì. Trách không được. Trách không được cái gì. Trong lòng Mộ Dung Tĩnh khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm Khương Phàm. Trong đôi mắt như ánh trăng của Nạp Lan Thanh Cảnh lấp lóe, thừa dịp Mộ Dung Tĩnh kích động mấy giây, theo dõi phản ứng chân thực sâu trong nội tâm. Trách không được Thiệu Vinh Hoa. Khương Phàm cầm ngọc thạch, như có điều suy nghĩ. Thiệu Vinh Hoa đã nói cái gì với ngươi sao? Mộ Dung Tĩnh vẻ mặt nghiêm trọng. Thiệu Vinh Hoa được coi là nhân vật phong vân của nhân gian ngục, cũng là đỉnh cấp truyền nhân được Thiệu gia chú tâm bồi dưỡng, một thời gian trước phụng mệnh tới phối hợp Tề trưởng lão. Kết quả không đợi mấy ngày liền bị rút về, giống như gặp chuyện ngoài ý muốn đặc thù nào đó. Thời điểm hắn tới còn đặc biệt hỏi qua Tề trưởng lão, chỉ là Tề trưởng lão lại im miệng không nói. Chẳng lẽ Thiệu Hoa Vinh đã tiết lộ bí mật của Niết Bàn Thạch? Khương Phàm đột nhiên lấy Ngọc Thạch đi, tiếp cận Mộ Dung Tĩnh. Mộ Dung Tĩnh bị ánh mắt đột nhiên chằm chằm của Khương Phàm khiến cho có chút bỡ ngỡ, lập tức cảnh giác. Khương Phàm khẽ nhếch khóe miệng. Gắn thuốc bột trên khuôn mặt của Mộ Dung Tĩnh. Đan dược trước đó, bị hắn bất chi bất giác nắm thành phấn. Đây không phải là yêu linh phần huyết đan thật sự, mà là đan dược có thể kích phát huyết khí bình thường. Dùng để dọa người. A, à, Mộ Dung Tĩnh kêu lên đầy sợ hãi, điên cuồng đập gương mặt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Loại dược hiệu này vô cùng mãnh liệt, giới chủ cũng bởi vì hút lầm một chút, suýt chút nữa đã mất mạng. Mộ Dung Tĩnh. Chúc ngươi may mắn. Khương Phàm quay người rời khỏi, cố ý nói với Nạp Lan Thanh Cảnh. Thay ta coi chừng hắn, lúc nào cầu xin tha thứ, thì gọi ta đưa thuốc giải. Có thuốc giải. Mộ Dung Tĩnh vừa mới kích động, dược hiệu nhanh chóng kích thích huyết khí toàn thân. Đây không phải yêu linh phần huyết đan, nhưng hiệu quả kích thích huyết khí vẫn rất rõ ràng. Toàn thân khô nóng, da thịt đỏ lên, linh hồn, cảm xúc đều bị liên lụy, bắt đầu nhanh chóng sao động. Hỗn đản, hỗn đản, tên hỗn đản ngươi. Mộ Dung Tĩnh tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng trên mặt đất, cố gắng áp chế, nhưng thực lực bị kích thích liền nhanh chóng sao động, liệt diễm nóng hổi mãnh liệt lao ra, giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời.
Càng là muốn khống chế, tình huống càng là nghiêm trọng. Hắn bắt đầu bối rối, bắt đầu sợ hãi. Càng như vậy, sao động cũng càng mãnh liệt. Từ giữa trưa đến trạng vạng tối, lại đến đêm khuya. Mộ Dung Tĩnh đau đến không muốn sống, giống như muốn bị đốt thấu, tiềm lực toàn thân cũng bị kéo dài kích phát ra, lặp đi lặp lại nhiều lần đều muốn bạo thể mà chết. Một mực dày vò đến rạng sáng ngày thứ hai. Mộ Dung Tĩnh hấp hối nằm dạp trên mặt đất, huyết khí linh hồn các loại rốt cuộc cũng lắng lại. Mặc dù rất suy yếu, rất mệt mỏi, nhưng ít ra cũng đã sống lại. Hắn gục ở chỗ này không nhúc nhích, có cảm giác hoảng hốt sống sót sau tai nạn. Yêu linh phần huyết đan, không gì hơn cái này. Thật lâu, Mộ Dung Tĩnh nhắc mí mắt mệt mỏi lên, nhìn nam tử dưới bóng cây. Nạp Lan Thanh Cảnh yên lặng nhìn hắn, thờ ơ. Mộ Dung Tĩnh chậm chậm, mệt mỏi chống thân thể lên, rời đến bên cạnh cái bàn đá, dùng mấy viên đan dược đơn giản điều trị trạng thái, nhìn Nạp Lan Thanh Cảnh. Ngươi là phế nhân. Nạp Lan Thanh Cảnh vẫn không nói lời nào, trong đôi mắt thâm thúy lóe ra điểm điểm sáng rực, cứ như vậy một mực nhìn Mộ Dung Tĩnh. Mộ Dung Tĩnh cũng không để ý đến hắn nữa, một bên điều trị thân thể, một bên lo lắng lấy tình cảnh bây giờ của mình. Làm như thế nào để ứng phó Khương Phàm? Lại làm như thế nào để thăm dò Khương Phàm? Còn có chuyện Khương Phàm nói Thiệu Hoa Vinh, là thật hay giả? Hắn ở chỗ này yên lặng cân nhắc, ý tưởng thật sự cũng rõ ràng phản hồi đến trong ý thức Nạp Lan Thanh Cảnh. Liên tiếp 5 ngày, Nạp Lan Thanh Cảnh đều ngồi dưới bóng cây, trông coi, Mộ Dung Tĩnh, nhìn trộm Mộ Dung Tĩnh. Mộ Dung Tĩnh không đợi được Khương Phàm, dần dần buông lỏng cảnh giác, bắt đầu suy nghĩ càng nhiều bí mật. Ở trước mặt Nạp Lan Thanh Cảnh, hắn suy nghĩ, tương đương với lộ rõ. Sau 5 ngày, ngươi là thông minh, hắn là khôn khéo. Ngươi giỏi về tính toán, hắn am hiểu sinh tồn. Ngươi đang cùng hắn chơi trò chơi, hắn đang cùng ngươi làm sinh tử. Ngươi, đáng tiếc. Nạp Lan Thanh Cảnh để lại câu nói, chuyển xe lăn rời khỏi đình viện. Có ý gì? Mộ Dung Tĩnh không hiểu thấu nhìn hắn rời khỏi, trong lòng nói thầm còn tưởng rằng là người câm. Khương Phàm chờ ở trong cánh rừng phía ngoài, đẩy Nạp Lan Thanh Cảnh rời khỏi. Cha thuận lợi không? Ta có thể xác định 6 điểm. Điểm đầu tiên, hắn đối với người có hoài nghi rất sâu, nhưng hắn còn không có chứng cứ trực tiếp. Điểm thứ hai, hắn bắt đầu chuẩn bị kế hoạch, muốn tiến hành nghiệm chứng sau cùng. Kế hoạch này, hẳn là còn rất ác độc. Điểm thứ ba, ngọc thạch này đối với nhân gian ngục vô cùng quan trọng, có tổ chức phụ trách chuyên môn. Số lượng ngọc thạch rất nhiều, mỗi miếng đều nhận giám sát bí mật. Điểm thứ tư, hắn chỉ là đến hiệp trợ, hắn không thuộc về tổ chức này. Nhưng hắn rất ngạc nhiên đối với tổ chức này, cũng rất kiêng kỵ. Điểm thứ năm, bây giờ bọn hắn chỉ là đang điều tra ngươi, ước định liên quan giữa ngươi cùng ngọc thạch, còn không có báo cáo tình huống cặn kẽ với tổ chức. Còn thái độ cuối cùng của nhân gian ngục, cũng là muốn sau khi tổ chức kia có được báo cáo, kỹ càng ước định mới quyết định. Khương Phàm đẩy Nạp Lan Thanh Cảnh đi trên con đường nhỏ giữa khu rừng u tĩnh, yên lặng suy nghĩ. Số lượng ngọc thạch lại có rất nhiều, còn được tổ chức bí mật đơn độc giám sát. Bởi vậy có thể suy đoán, Thiệu Thanh Duẫn sớm đã đoán được hắn sẽ trùng sinh, cũng một mực chờ đợi. Mặc dù phương pháp dùng niết bàn thạch không tính là khôn khéo, nhưng tương đối ổn thỏa. Ngọc thạch tựa như mồi câu, chỉ cần mồi câu đủ nhiều, luôn có thể câu được cá. Mà, lấy những gì hắn hiểu về Thiệu Thanh Duẫn, nếu khai thác biện pháp, hẳn là còn sẽ có biện pháp khác, cũng đang làm lấy chuẩn bị khác. Mộ Dung Tĩnh còn không có xác định chính thức, cũng không có báo cáo với tổ chức, nói rõ tổ chức nơi đó chỉ là biết hắn, còn không có chân chính tiếp cận hắn. Nhưng Mộ Dung Tĩnh có kế hoạch, còn rất ác độc. Cái này cần đặc biệt chú ý. Nạp Lan Thanh Cảnh nói. Điểm thứ 6, người phụ trách cửa hàng Thanh Bình hẳn là còn ở trong thành. Điểm này có thể xác định 100% không? Hai mắt Khương Phàm tỏa sáng. Chỉ cần có thể tìm tới người kia liền có thể nghiêm hình tra khảo, gắt gao khẳng định nhân gian ngục chính là kẻ cầm đầu đồ sát toàn tộc U Mộc, sau đó khởi xướng khiêu chiến đối với nhân gian ngục. Chủ động khiêu chiến nhân gian ngục mặc dù rất mạo hiểm, nhưng tuyệt đối là phương thức rơi vào đường cùng có hiệu quả nhất. Nạp Lan Thanh Cảnh nói, ta đã liên tục xác định qua, hẳn là đang tại chỗ bọn hắn ở. Nạp Lan, ta kể cho ngươi hiểu tình huống của ta bây giờ, ngươi giúp ta phân tích xem, ta kỳ thật có chút lo lắng đối với việc khiêu chiến nhân gian ngục.
Khương Phàm đẩy Nạp Lan Thanh Cảnh yên lặng đi tới, nói tình cảnh bây giờ, cùng bí mật của Ngọc Thạch. Nạp Lan Thanh Cảnh chăm chú nghe xong. Đề nghị của ta cũng là chủ động xuất kích. Có thể nói một chút lý do không? Ngươi thói quen bị động sao? Có người ngày ngày muốn nhìn trộm bí mật của ngươi, ngươi chẳng phải đứng ngồi không yên. Khương Phàm cười cười. Vậy cũng đúng. Nếu như lựa chọn bị động, ngươi sẽ bị động khắp nơi, đang ở trong bị động chờ đợi may mắn, cầu nguyện bọn hắn không có phát hiện bí mật, sau đó tự mình rút đi. Nhưng kết quả, không phải ngươi khống chế, mà là bọn hắn. Nếu như lựa chọn chủ động, ngươi có thể chủ động khắp nơi, trong lúc chủ động lại tìm kiếm hy vọng, chỉ ít kết quả cuối cùng, ngươi có thể tranh thủ. Khương Phàm chậm rãi gật đầu, lời nói này đã nói đến trong lòng hắn. Còn có nguyên nhân khác không? Mấy điểm ngươi nghĩ đến kia chính là lý do. Nếu quả thật muốn ta lại nói thêm một cái, ta cảm giác ở sâu trong nội tâm ngươi, rất chờ mong đối kháng cùng nhân gian ngục, mà sớm muộn ngươi cũng muốn cùng nhân gian ngục đối đầu, đây chính là cơ hội. Nhưng ta thật sự có lo lắng, ta sợ biến khéo thành vụng. Khương Phàm không biết vì sao, vậy mà lại nguyện ý thảo luận cùng Nạp Lan Thanh Cảnh. Khả năng do tính cách Nạp Lan Thanh Cảnh an tĩnh, để hắn rất dễ chịu, cũng có thể là chuyện này hắn thật cần một người đứng xem để nói chuyện. Ngươi là lo lắng hay là đang sợ sệt? Ta thật không sợ nàng, chỉ là bây giờ còn không phải thời điểm đối mặt. Cái gì mới là thời điểm? Nàng lại có cái gì đáng sợ? Nạp Lan Thanh Cảnh tùy ý khẽ nói, lại làm cho Khương Phàm trầm mặc. Đúng vậy, lúc nào mới là thời điểm kết minh với Cửu Thiên Thần Giáo? Hay là chờ hoàn thành các loại chuẩn bị? Cái gọi là thời điểm, chẳng phải là thời điểm chân chính làm tốt đối mặt thiên hạ. Một khắc này sợ rằng phải chờ tới khi ta đăng lâm bách tộc chiến trường. Thiệu Thanh Duẫn lại có cái gì đáng sợ? Nếu nàng đang chờ hắn, chính là muốn giết hắn, là muốn báo thù. Bất luận như thế nào, nàng giống như đều không có tất yếu lập tức liền công nhiên tuyên cáo thiên hạ, bởi vì như vậy vừa đến, hoàng đạo các phương đều sẽ bổ nhào tới, nàng ngay cả cặn bã cũng không chiếm được. Cho nên tại giai đoạn trước, Thiệu Thanh Duẫn sẽ chỉ cùng hắn đấu đá, tìm cơ hội, thực sự không được, mới có thể chiêu cáo thiên hạ. Nạp Lan Thanh Cảnh lại nói. Ngươi lo lắng bại lộ, kỳ thật chỉ là chủ động xuất kích tạo thành cục diện bết bát nhất, nhưng bây giờ vẫn chưa đi đến một bước kia. Nhìn vấn đề đơn giản. Đầu tiên, nếu chúng ta lựa chọn chủ động xuất kích liền cầm quyền chủ động, cũng sẽ dùng hết khả năng khống chế lại cục diện. Thứ hai. Coi như cuối cùng thất bại thì đã có sao, Thiệu Thanh Duẫn nàng dám thật công bố với thiên hạ sao? Lực lượng của Thiệu Thanh Duẫn nàng, chúng ta gánh không được sao? Cho nên, còn gì mà phải sợ? Khương Phàm tươi cười, trong lòng lại dễ dàng chút. Cảm ơn ngươi. Nạp Lan Thanh Cảnh nói. Ta hiểu rõ ngươi, luôn luôn không sợ hãi, hào hùng nhiệt huyết, xem như tình huống tuyệt vọng, cũng có thể dứt khoát bước về phía trước, từ bên trong cái chết ôm đi ra hy vọng. Tính cách như người đây luôn có thể cảm nhiễm đến người bên cạnh, mang đến cho người ta hy vọng vô hạn. Nhưng lần này, người thật giống như không phải là đang lo lắng, mà không nguyện ý đối mặt, hoặc chính người đều không có nghĩ đến phải làm như thế nào để đi đối mặt. Khương Phàm lại đứng vững, cũng hoảng hốt. Đúng vậy, rốt cuộc ta đang lo lắng chuyện bản thân, hay là đang lo lắng về nàng? Hắn yêu nàng không? Xác thực yêu. Nàng yêu hắn không? Có lẽ... đã từng yêu. Bọn hắn từng có qua thời gian mỹ hảo không? Xác thực cũng từng có. Ngay cả thiên hậu đều từng nhắc nhở qua hắn, hắn có chút quá mê luyến Thiệu Thanh Duẫn, mê luyến tính cách của nàng, mê luyến phong tình phía sau sát phạt trong nàng. Thế nhưng, hình ảnh sinh mệnh sau cùng, lại là khuôn mặt nàng dữ tợn đến điên cuồng, cùng đầu lâu đẫm máu bầy đầy bên cạnh nàng. Thiệu Thanh Duẫn. Khương Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía trung vực xa xôi. Nạp Lan Thanh Cảnh không có quấy rầy Khương Phàm, bình tĩnh nhìn hồ nhỏ trước mặt trong cánh rừng. Thật lâu, Khương Phàm từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, cười khổ hai tiếng. Ta bỗng nhiên cảm giác đi cùng với ngươi. Sợ hãi. Nạp Lan Thanh Cảnh cười nhạt. Thế thì không có. Khương Phàm không biết nên nói thế nào, tựa như bị gỡ trái tim ra, đào ra bí mật tầng sâu nhất, nội tâm thật sự nhất. Nếu như không có chuyện khác, ta cần phải trở về. Ngươi ở lại đây mấy ngày đi, ta sẽ mời người xí thiên giới điều phối đan dược cho ngươi, giúp ngươi khôi phục hai chân. Cái này không cần, ta đã quen ngồi xe lăn. Ta dò xét nội tâm người khác,
7 phần dựa vào linh văn, 3 phần dựa vào suy tư, xe lăn để cho ta an tĩnh, để cho ta có thể tốt hơn suy nghĩ. Cái kia, ngươi có gì cần không, ta có thể mời ngươi đến giúp đỡ không? Đừng có khách khí như vậy, chúng ta không phải người ngoài. Khương Phàm đẩy Nạp Lan Thanh Cảnh tiếp tục đi lên phía trước, thuận miệng hỏi một câu. Nếu như ta thật sự chủ động xuất kích, người cảm giác phương pháp thích hợp nhất là cái gì? Bước đầu tiên, bắt lấy người phụ trách cửa hàng Thanh Bình, cao điệu tuyên cáo, nhân gian ngục chính là kẻ cầm đầu đồ sát toàn tộc U Mộng. Nhân gian ngục lúc đầu còn sẽ không coi trọng, sẽ chỉ nghĩ đến phái người đến hoạt động điều giải, bởi vì bọn hắn không tin ngươi dám khiêu chiến thật. Một bước này nhất định phải nhanh, không thể thả đi bất kỳ một vấn đề gì. Chỉ cần khống chế bọn hắn, chẳng khác nào khống chế báo cáo điều tra của bọn hắn, những vấn đề mà tổ chức thần bí hiểu rõ về ngươi, liền cực hạn tại, ngươi có chút vấn đề, chỉ thế thôi. Bước thứ hai, điều kiều gia và ác nhân cốc lên phía bắc trung vực, tại thời gian ngắn nhất bôn tập các cứ điểm của nhân gian ngục, có thể giết thì giết, có thể hủy thì hủy. Một đòn đánh trọng thương nhân gian ngục, tuyên cáo với thiên hạ ngươi là đến thật. Một bước này càng mấu chốt, phải làm đến vô cùng tàn nhẫn nhất, làm đến tuyệt nhất, để toàn bộ ánh mắt nhân gian ngục tập trung đến bên trên báo thù, triệt để xem nhẹ Ngọc Thạch. Bước thứ ba, phái ác nhân cốc bí mật liên hệ tổ chức sát thủ khác ở Nam Bộ, liên hợp tập kích nhân gian ngục. Bước này trọng điểm là phải triển khai chiến toàn diện, không chết không thôi, kiềm chế tất cả tinh lực nhân gian ngục lại, tránh cho trong thời gian ngắn lại điều tra ngươi. Nạp Lan Thanh Cảnh thuận miệng ra ba bước đi, để Khương Phàm sửng sốt tại chỗ. Chỉ là muốn tùy tiện tâm sự, làm sâu sắc tình cảm, thuận tiện dùng góc độ người đứng xem của Nạp Lan Thanh Cảnh nhìn xem có nơi phải chú ý hay không. Ai biết Nạp Lan Thanh Cảnh lại há miệng đã quy hoạch cả chàng hành động cho mình như thế. Khi loạn thế thì dùng trọng điển, khi loạn cục thì dùng trọng truy. Trọng điển ra thịnh thế, trọng truy mở sinh môn. Đối mặt thế lực phức tạp như nhân gian ngục, đối mặt cục diện để cho ngươi bàng hoàng như bây giờ, ngươi không thể nào bị động chờ đợi, nhất định phải dùng trọng truy xuất kích, nắm giữ quyền chủ động, khống chế ở cục diện. Tương lai ngươi lên phía bắc, càng quấn bọn hắn không ra, chủ động xuất kích, vung lên trọng truy, đảo loạn cục diện trung vực, Nam Bộ, kiềm chế toàn bộ tinh lực của nhân gian ngục. Bọn hắn sẽ không uy hiếp được ngươi. Ba bước đi mà ta nói, chỉ cần có thể hoàn thành hoàn mỹ, cũng đủ để triệt tiêu băn khoăn của ngươi, trong thời gian ngắn sẽ không lại bị Ngọc Thạch khốn nhiễu, cũng không bị nhân gian ngục uy hiếp, ngươi có thể an toàn hơn vượt qua trung vực và Nam Bộ, lên cửu tiêu thiên phía bắc. Về phần sau này đi như thế nào, ngồi đợi cục diện phát triển như thế nào. Ta tin tưởng ngươi so với ta lại càng giỏi về tìm kiếm sinh cơ trong lúc hỗn loạn hơn. Sau khi Nạp Lan Thanh Cảnh nói xong thì chậm rãi lắc đầu. Lấy tính cách của Khương Phàm, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết phải sợ đầu sợ đuôi đối với chuyện như thế này. Sở dĩ hắn như vậy lo lắng, có lẽ còn là trong lòng của hắn còn có ràng buộc, không muốn đối mặt. Khương Phàm bỗng nhiên có loại cảm giác lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới Nạp Lan Thanh Cảnh trầm mặc ít nói vậy mà lại cho mang đến cho hắn một cái vui mừng lớn như thế. Ngươi có hứng thú ở lại Xí Thiên Giới hay không? Nạp Lan Thanh Cảnh cười nhạt nói. Ta càng thích hợp ở lại Thánh Địa hơn. Không có Tác Ngọc Đường uy hiếp, phụ thân hoàn toàn có thể ứng phó Hoang Mãng Nguyên, ngươi ở lại nơi đó thật uổng phí tài năng. Ta thích an tĩnh, Thánh Địa rất tốt. Nạp Lan Thanh Cảnh từ chối nhã nhặn lời mời của Khương Phàm, bởi vì nơi đó đã có thứ để hắn lo lắng. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý lại Thánh Địa cả một đời? Vị trí của ta bây giờ, đã là độ cao mà vô số người hy vọng xa vời. Ta, thỏa mãn, cũng thỏa mãn. Khương Phàm còn muốn mời, Nạp Lan Thanh Cảnh lại lắc đầu cười nói. Ta, không có đặc biệt ngươi tưởng tượng như vậy, ngoại trừ có thể nhìn trộm lòng người ra, chính là có thể phát hiện được linh bảo, bây giờ có thể giúp ngươi bận bịu một chút, sau này ta cũng không có tác dụng gì nữa. Về phần những quan điểm ta nói kia, kỳ thật ngươi có thể tự mình nghĩ đến, chỉ là bởi vì trong lòng có ràng buộc, trói buộc mình lại. Coi như ta không nói, rất nhanh ngươi cũng có thể nghĩ đến. Khương Phàm gặp Nạp Lan Thanh Cảnh rất kiên trì, cũng không còn cưỡng cầu. Ngươi ở mấy ngày nữa, giúp ta xử lý xong sự kiện lần này. Ừm, được thôi. Nạp Lan Thanh Cảnh nhẹ vỗ về mèo đen trong ngực, bất đắc dĩ lắc đầu. Khương Phàm sắp xếp người tìm sân nhỏ an tĩnh cho Nạp Lan Thanh Cảnh, sau đó lại đi tìm Hung Linh Hầu. Ta muốn mượn mấy vị cường giả của Hầu Phủ, càng mạnh càng tốt.
ngươi muốn ra ngoài, hay là phải bắt người? Bắt người, bắt lão bản của cửa hàng Thanh Bình, Thanh Ngục hắn đang đặt chân tại biệt viện kia. Ngươi có thể xác định hắn ở đâu? Nếu như không có người, chúng ta xông vào chẳng khác nào mạo phạm nhân gian ngục. Vô cùng xác định. Cho ta chân dung, ta sắp xếp người đi, mời, hắn tới. Khương Phàm nói lời cảm tạ. Bọn hắn đều là các sát thủ, nếu như gặp phải nguy hiểm, sẽ quả quyết cắn độc tự sát, ngàn vạn lần phải bắt sống. Triệu Thế Hùng ở bên cạnh nói. Ngươi thật muốn đấu cùng nhân gian ngục, bọn hắn là tổ chức sát thủ, nếu thật là làm lớn chuyện, giới chủ đều rất khó kết thúc cho ngươi. Không cần giới chủ, chính ta có thể xử lý. Khương Phàm truyền ý thức vào tầng thứ 3 của Thanh Đồng Tiểu Tháp. Ngươi còn nhớ rõ bộ dáng lão bản của cửa hàng Thanh Bình không? Vẽ cho ta một bức tranh, tận lực vẽ cẩn thận một chút. Ngươi muốn bắt hắn. Du Cảnh Chiến bỗng nhiên đứng dậy, miệng đầy máu tươi. Không phải máu của chính hắn, mà là tên Sở Khang xui xẻo. Trước đó nấu hai cái chân của Sở Khang, bây giờ lại đang gặm cánh tay của hắn. Sở Khang đã bị tra tấn không thành nhân dạng. Niệm An núp ở một nơi hẻo lánh, sắc mặt tái nhợt, nàng cũng bị một màn tra tấn trước mắt làm cho hỏng mất, nàng thậm chí đã không biết đó là ca ca của nàng. Nếu như thuận lợi, hôm nay liền có thể bắt lấy. Có thể giao cho ta không? Du Cảnh Chiến lập tức trở nên dữ tợn, miệng đầy máu tươi, dáng vẻ giống như là ác quỷ. Sau này đã, tạm thời còn không được, ta phải dùng hắn. Tuy nhiên, gần đây ta sẽ khởi xướng hành động đối với nhân gian ngục. Đến lúc đó ngươi phối hợp với ác nhân cốc, tùy tiện giết. Khương Phàm cũng cảm giác tinh thần của Du Cảnh Chiến như đang xảy ra vấn đề, thật sự nếu không phóng thích, hắn có khả năng sẽ triệt để bị thù hận thôn phệ. Du Cảnh Chiến phù phù quỳ xuống. Đến lúc đó nhất định phải cho ta biết, ta chết, cũng muốn chết trong đống xác chết tại nhân gian ngục. Ca ca. Niệm An mím chặt môi đỏ, đôi mắt mông lung trượt xuống nước mắt. Khương Phàm nhẹ giọng thở dài. Vẽ đi, vẽ cẩn thận một chút. Du Cảnh Chiến cùng chỉ gặp qua lão bản của cửa hàng Thanh Bình mấy lần mặt, nhưng kể từ khi biết thân phận thật sự của lão già, hắn đã vô số lần huyễn tưởng báo thù, cho nên bộ dáng đều đã từ từ rõ ràng trong trí nhớ. Rất nhanh Khương Phàm đã lấy ra một tấm chân dung, đưa cho Hung Linh Hầu, nhắc nhở lần nữa phải cẩn thận xử lý, tuyệt đối không được để bọn hắn tự sát. Hung Linh Hầu nhận chân dung. Ngươi trở về đợi. Trước Hừng Đông liền có thể đưa người đến. Triệu Thế Hùng thấy Khương Phàm rời khỏi, lập tức nghiêm túc nói. Phụ thân, tại sao người phải giúp Khương Phàm? Mặc dù chúng ta đang cùng hắn hợp tác, nhưng cũng không cần thiết phải bồi tiếp hắn hổ nháo như thế. Hắn làm việc không hiểu nặng nhẹ, luôn luôn làm sao cho thật hung ác, nếu thật sự là làm lớn chuyện, chúng ta rất khó bàn giao cùng giới chủ. Xem tiếp đi, nhìn cái gì, phụ thân. Vì sao ngài lại dung túng Khương Phàm như vậy? Triệu Thế Hùng chưa từng thấy phụ thân lạnh lùng lại, dụng tâm, đối với người nào như vậy, cơ hồ là muốn gì có nấy. Hung Linh Hầu thờ ơ, tiếp tục minh tưởng, yên lặng cảm ngộ, huyết mạch, mà Khương Phàm, Khương Diễm nhắc đến. Nửa đêm, biệt viện tĩnh mịch. Tề trưởng lão đứng ở ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn qua mặt trăng thanh lãnh trên cao. Đều đã 5 ngày, Khương Phàm còn không có thả mộ dung tính. Cũng không có tin tức gì, thật giống như đã biến mất. Tuy nhiên, hắn cũng không phải quá lo lắng mộ dung tính sẽ để lộ bí mật ra ngoài, nếu không coi như lão phụ thân kia cũng không giữ được cái mạng nhỏ của hắn. Bây giờ thanh ngục bên kia đã có được tin tức, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có người tìm đến Khương Phàm đàm phán, mời mộ dung tính về. Bây giờ hắn chỉ chờ mấy vị trưởng lão khác đáp lại. Sau khi mộ dung tính bị bắt đi, hắn đã mở ra điều kiện vô cùng phong phú. Chính là nếu như xác định Khương Phàm thật có liên quan cùng Ngọc Thạch, ai giúp hắn, hắn liền sẽ gánh vác công lao cùng với người đó. Tính toán thời gian, trong mấy ngày này hẳn là sẽ có đáp lại. Thế nhưng, nếu như bọn hắn không đồng ý, hắn lại nên thăm dò Khương Phàm như thế nào? Ngục chủ của bọn hắn làm việc vô cùng nghiêm cấm, chỉ nhìn chứng cứ, không nghe phán đoán suy đoán gì. Nhất là tình huống Khương Phàm bây giờ vô cùng đặc thù, nếu như không có 80% nắm chắc. Tùy tiện tấu với ngục chủ, nhất định sẽ nhận nghiêm trị. Tề trưởng lão đột nhiên giật mình, giống như có gì đó đang tiếp cận hắn. Hắn là độc hạt thú linh văn, tính cảnh giác vô cùng cao. Thế nhưng, cảm nhận một lát, cũng không hề phát hiện thứ gì. Khụ khụ,
Tề trưởng lão cảnh giác ho nhẹ vài tiếng, cùng chào hỏi bọn thị vệ sát thủ ẩn núp các nơi trong biệt viện. Rất nhanh, các thị vệ liên tiếp truyền về thanh âm, có chim hót, có chó sủa, thanh âm rất tự nhiên, truyền lại tin tức minh xác. Bọn hắn đều ở đó, xung quanh rất an toàn. Tề trưởng lão lắc đầu, buông lỏng xuống. Nhưng tại giây phút này, mặt đất sau lưng lại nổi lên gợn sóng, giống như mặt hồ nhộn nhạo. Một bóng người đột nhiên luồn lên, xuất hiện ở phía sau hắn. Không một tiếng động, lại nhanh như lôi đình. Sắc mặt Tề trưởng lão hơi biến đổi, bỗng nhiên quay đầu, con người bỗng nhiên co rụt lại. Tượng đá. Phía sau hắn xuất hiện một cái tượng đá to lớn lại xấu xí, tản ra mảng lớn bóng ma. Mặt tượng đá như ác quỷ, tứ chi trắng kiện, phía sau lưng có hai cánh cong lên, một cái đuôi thật dài dơ lên cao cao, mũi nhọn hiện ra ý lạnh. Tề trưởng lão trong nháy mắt hoàn hồn, lập tức liền muốn phản kích. Nhưng, phốc phốc, mặt đất sau lưng dập dờn, lại có một thạch tượng quỷ động xuất hiện không một tiếng, cái đuôi bạo kích, từ phía sau xuyên thủng lồng ngực của hắn. Một nguồn lực lượng đáng sợ hóa đá nhanh chóng lan tràn toàn thân. Thạch tượng quỷ trước mặt cũng cầm một cái chế trụ đầu của hắn, khí tức hóa đá từ đầu hướng xuống, khống chế đầu trước tiên. Cùng lúc đó, hơn 10 vị sát thủ ẩn núp trong biệt viện cũng đang bị tập kích cùng lúc. Gọn gàng mà linh hoạt. Không có bất kỳ một người nào đào thoát. Mặc dù bọn hắn đều là sát thủ có kinh nghiệm phong phú, nhưng người nào lại có thể tưởng tượng được, đột nhiên săn giết bọn hắn lại không phải là người, mà là pho tượng, mà còn là xuất hiện từ dưới đất không có bất cứ dấu hiệu nào. Ta không có gì để nói. Mộ Dung Tĩnh cảnh giác Khương Phàm đi đến sân nhỏ, triển khai tư thái, phòng ngự. Ngươi đã không cần lại nói thêm gì nữa. Khương Phàm nhìn bộ dáng của hắn mà cười lạnh. Lúc nào ta có thể rời khỏi? Ngươi cũng không đi được nữa. Ngươi biết ngươi không thể nào vĩnh viễn giữ ta ở lại nơi này. Ta tới muốn nói một chuyện với ngươi. Chúng ta phát hiện lão bản của cửa hàng Thanh Bình đang trốn ở biệt viện Thanh Ngục các ngươi. Trong lòng Mộ Dung Tĩnh lắc một cái, cố gắng ổn định. Lão bản cửa hàng Thanh Bình gì chứ? Theo lão bản cửa hàng Thanh Bình bàn giao, hắn chính là trưởng lão mà nhân gian ngục an bài ở chỗ này, phụ trách bí mật giám sát huynh muội U Mộng. Về phần Ngọc Thạch, dùng bọn hắn dùng để câu người. Đáng tiếc, các ngươi nhận lầm người, cũng gây nhầm người. Mộ Dung Tĩnh lại khó mà bình tĩnh, bỗng nhiên giận dữ mắng mỏ. Nói bậy nói bạ, cửa hàng gì? Làm sao có thể là người của nhân gian ngục, Khương Phàm, người đang vụ oan giá họa? Đáp án ta cần đều đã có. Còn bí mật của nhân gian ngục các ngươi, ta không có hứng thú. Khương Phàm cười lạnh hai tiếng, quay người rời khỏi. Cố mà hưởng thụ thời khắc cuối cùng sinh mệnh của ngươi đi, vào cái ngày ta chính thức tuyên chiến nhân gian ngục đó, bắt ngươi tế cờ. Khương Phàm, người đang vụ oan giá họa, người không thể nào từ trong miệng hắn thẩm ra cái gì. Khương Phàm, ngươi trở lại cho ta. Mộ Dung Tĩnh lo lắng la lên, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tề trưởng lão làm sao có thể bị bắt? Tề trưởng lão lại làm thế nào mà khả năng thổ lộ bí mật được? Trong mấy ngày này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khương Phàm điên rồi sao, muốn tuyên chiến cùng nhân gian ngục thật sao? Bây giờ hắn là trưởng lão của Xí Thiên Giới, mỗi tiếng nói mỗi cử động đều đại biểu cho Xí Thiên Giới. Làm sao có thể không sợ gì như vậy chứ? Xí Thiên Giới đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Làm sao lại dung túng cho Khương Phàm? Khương Phàm, người trở lại cho ta. Mộ Dung Tĩnh lo lắng hô to, sắc mặt khó coi, trong lòng bất an. Sáng sớm, bá vương chiến quốc dần dần náo nhiệt lên, tất cả cửa hàng trên các con phố dài tại mỗi thành khu đều lần lượt mở cửa, dân chúng cùng khách các nơi lui tới ở chỗ này cũng đều đi ra đầu phố. Mọi người cũng hưởng lạc, sinh hoạt, bận rộn giống như thường ngày. Nhưng, náo nhiệt sáng sớm hôm nay rất nhanh đã bị một tin tức đột nhiên xuất hiện làm cho đảo loạn hết thảy. Trải qua 6 ngày điều tra, Hung Linh Hầu Phủ đã bắt được lão bản lẩn trốn lúc trước của cửa hàng Thanh Bình. Lão bản của cửa hàng Thanh Bình chứa chấp tại biệt viện Thanh Ngục của nhân gian ngục. Trải qua thẩm vấn trong đêm, thân phận thật sự của lão bản cửa hàng Thanh Bình được xác định là trưởng lão đặc phái của nhân gian ngục. 5 năm trước, nhân gian ngục đồ sát toàn tộc U Mộng, 1267 người, tù binh huynh muội U Mộng, giải vào hồng lâu của chiến quốc. Chỉ vì tộc nhân của U Mộng không biết chút nào, cứu qua kẻ địch mà nhân gian ngục đuổi bắt. Tin tức do Hung Linh Hầu Phủ tuyên bố,
nhanh chóng truyền khắp các thành khu chiến quốc. Thiên nhân đan được mang ra để treo giải thưởng còn đang oanh động, ai cũng không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi vậy mà đã tra được hung thủ. Càng không có nghĩ tới chính là nhân gian ngục. Tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh. Hung thủ lại là nhân gian ngục, vậy thì còn báo thù thế nào? Nhân gian ngục, chúa tể dưới mặt đất tại trung vực Nam Bộ, số lượng sát thủ trực tiếp có chừng 10 vạn, sát thủ có thể điều động phỏng đoán cẩn thận có thể tới mấy triệu người. Nhân gian ngục cùng vô số cường tộc đều có qua lại, mạng lưới liên quan rắc rối phức tạp, cực kỳ nguy hiểm, ai dám gây? Trước đó Khương Phàm nói là muốn diệt toàn tộc hung thủ. Ha ha, lần này thì đánh mặt rồi. Nhân gian ngục mặc dù không phải hoàng tộc, nhưng ngay cả hoàng tộc cũng đều kiêng kỵ. Xí thiên giới mặc dù là đỉnh cấp hoàng tộc, nhưng lợi hại ở chỗ lực ảnh hưởng, thực lực chiến đấu quả thật không phải là đối thủ của nhân gian ngục. Bất kể có phải là đối thủ hay không, xí thiên giới đều khó có khả năng vì một nữ tử hoa lâu, trực tiếp tuyên chiến cùng thế lực nguy hiểm hung tàn như nhân gian ngục được. Đúng vậy, mặc dù Khương Phàm cao điệu tuyên bố hôn sự, nhưng thân phận U Mộng vẫn còn ở đó. Ha ha, Khương Phàm chỉ sợ không nghĩ tới cha lui, vậy mà lại cha được nhân gian ngục. Lúc đầu muốn thắng được lòng mỹ nhân, kết quả, bây giờ ta cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng Khương Phàm xấu hổ đến mức da mặt đều co giật. Chuyện này hẳn là sẽ không giải quyết được gì. Nhân gian ngục đến nhà xin lỗi, Khương Phàm thấy tốt thì lấy. Làm không tốt thì lão bản cửa hàng Thanh Bình đều được bình yên vô sự thả ra. Tại sao ta cảm giác Khương Phàm sẽ không từ bỏ vậy? Lần này, hắn thật đúng là sẽ nhịn được, bởi vì Hung Linh Hầu Phủ sẽ không bồi tiếp Khương Phàm hồ nháo, xí thiên giới càng sẽ không vì Khương Phàm mà khiêu chiến nhân gian ngục. Đúng vậy, nhân gian ngục không chỉ có thực lực cường đại, chủ yếu hơn là vô cùng nguy hiểm. Khương Phàm phiền phức đã đủ nhiều, không đành lòng cũng phải nhịn. Theo tin tức khuếch tán, sáng sớm tại Bá Vương Chiến Quốc sau khi khiếp sợ thì đã nhanh chóng náo nhiệt. Tình cảnh Khương Phàm xấu hổ cũng thành đề tài cho mọi người nói chuyện trong lúc ăn điểm tâm. Giới chủ sau khi nhận được tin tức, lập tức sắp xếp người triệu hồi Khương Phàm. Ngươi thật là được đó, là Dạ An Nhiên quá lạnh nhạt, không hiểu phối hợp ngươi. Ngươi chạy ngoài tìm kích thích, còn cùng nữ tử hoa lâu đính hôn, còn muốn diệt toàn tộc người ta. Bây giờ thì tốt rồi, đã trúng miếng sắt cứng. Từ hôm nay trở đi, ngươi ở lại chỗ này cố gắng điều trị cho ta. Thiên nhân đan đã luyện tốt cho ngươi, sau này chuẩn bị dùng. Chuyện nhân gian ngục, ta tự mình xử lý cho ngươi. Giới chủ không chút khách khí của trách Khương Phàm, vung tay ném thiên nhân đan cho Khương Phàm. Gia hỏa này đời trước làm sao lại có thể làm được thần hoàng, toàn bằng một con sóng sức lực sao? Khương Phàm rất bất đắc dĩ mà nói. Ngài thật không biết nhân gian ngục là do ai khai sáng. Giới chủ nhìn biểu hiện của Khương Phàm, nhíu mày. Có quan hệ với ngươi, nhân gian ngục sáng lập mới mấy trăm năm, có thể liên quan thế nào với ngươi? Tiểu lão đầu từ trong sương mù đi tới, nói. Nhân gian ngục quật khởi rất đột ngột, ngược dòng tìm hiểu sớm nhất đến từ 700 năm trước, nhưng khi đó bọn hắn chỉ là một tổ chức nhỏ, làm việc rất điệu thấp, làm việc rất bí ẩn, cũng không có danh tiếng gì. Đại khái tại hơn 330 năm trước, bọn hắn đột nhiên bộc phát, nhấc lên đại loạn ở thế giới dưới đất tại Nam Bộ. Giữa 30 năm ngắn ngủi, quét ngang tất cả tổ chức sát thủ tại Nam Bộ, trọng chỉnh trật tự, chế định quy tắc, trở thành chúa tể dưới mặt đất mới ở Nam Bộ. Nhưng, coi như khống chế thế giới dưới đất ở Nam Bộ, phong cách hành sự của nhân gian ngục vẫn rất điệu thấp, nhất là người thành lập nhân gian ngục, càng cực ít lộ diện ở bên ngoài. Ngay cả các người xí thiên giới cũng không biết tin tức người thành lập. Hệ thống tình báo của các ngươi có phải quá kém hay không? Sau khi Thanh Ngục cùng chúng ta tiếp xúc, chúng ta đã điều tra qua nhân gian ngục, xác định trưởng khống giả phía sau bọn hắn là Thiệu Gia. Linh Văn là Dương Hỏa Khắc Tinh, Thái M Cực Diễm. Sau đó thì sao? Thái M Cực Diễm đặc thù càng quỷ dị, cổ kim hiếm thấy. Các ngươi không biết Thiệu Gia là ai? Không biết. Không phải các ngươi biết về lịch sử kiếp trước của ta sao? Là hiểu rõ, nhưng không được đầy đủ. Bên trong không có ghi chép về Thiệu Gia, không có ghi chép Tây Ngục Thiên Quốc, không có ghi chép đệ nhất hoàng phi vạn thế thần triều, Thiệu Thanh Duẫn. Tiểu lão đầu cùng giới chủ khẽ nhíu mày, sau khi trao đổi ánh mắt, đồng thời lắc đầu. Không có, thật không có, nửa điểm tin tức đều không có. Chúng ta ghi chép,
đa số đều là sau khi ngươi ở kiếp trước đi đến xí thiên giới, mà đều có liên quan cùng hắn. Ngoài ra, chỉ là miêu tả đơn giản. Nàng là đệ nhất hoàng phi của ta, là trợ lực tiền kỳ lớn nhất của ta. Nhưng sau này, nàng cùng thiên hậu tranh đoạt quyền vị, càng ngày càng mất khống chế. Ta sở dĩ có thể chết ở Đăng Thiên Kiều, toàn do Thiệu Thanh Duẫn bổ cho ta một đao. Tại thời khắc cuối cùng ta nghênh đón thiên phạt, nàng đồ sát hậu cung, mang theo 1329 cái đầu leo lên bách tộc chiến trường. Nàng là người sống sót sau khi vạn thế thần triều bị hủy diệt, nàng yên lặng 300 năm sau khi khôi phục nguyên khí, sáng lập nhân gian ngục. Một trong những mục đích chủ yếu nàng sáng tạo nhân gian ngục, hẳn là chờ đợi ta luân hồi trùng sinh. Ngọc thạch trên cổ U Mộng là Niết Bàn thạch, có thể sinh ra cảm ứng với ta, trước mắt nhân gian ngục đã tìm được rất nhiều Niết Bàn thạch, phân tán số lượng lớn tại địa khu Nam Bộ. Khi ta tiến vào Bá Vương Chiến Quốc, trước tiên đã cảm nhận được Niết Bàn thạch. Vẻ mặt giới chủ nghiêm trọng lên. Chuyện quan trọng như vậy, sao ngươi lại không nói với chúng ta? Phụ trách Niết Bàn thạch tại Chiến Quốc chính là lão bản của cửa hàng Thanh Bình. Hắn đã hoài nghi ta, cũng đã mấy lần thăm dò qua ta, sau đó phải tiến hành trận thăm dò quan trọng nhất. Một khi xác định, hắn sẽ báo lên với nhân gian ngục. Ta nhất định phải sớm ra tay, nhanh chóng giải quyết hắn, ngăn cản thăm dò của bọn hắn đối với ta, cắt đứt báo cáo của bọn hắn. Sau đó thì sao? Ta phải tuyên chiến nhân gian ngục, một là bọn hắn chú ý ta, tập trung đến báo thù ta, không phải Niết Bàn thạch, hai là mượn cơ hội này, khởi xướng tập kích, trọng thương nhân gian ngục. Giới chủ cùng tiểu lão đầu trao đổi ánh mắt. Ngươi, chuẩn bị sẵn sàng. Ta sẽ không vận dụng lực lượng của xí thiên giới, ta sẽ mời Kiều gia, ác nhân cốc, xuất chinh đến nhân gian ngục, nhưng ta cần các ngươi cung cấp tình báo cho ta. Khương Phàm tiếp nhận đề nghị của Nạp Lan Thanh Cảnh. Điều Kiều gia và ác nhân cốc tiến vào trung vực, ngoại trừ nghênh chiến nhân gian ngục, cũng có thể tại thời điểm hắn lên phía bắc, tùy thời cung cấp trợ giúp, còn phải cho tất cả mọi người biết. Hắn không chỉ là trưởng lão xí thiên giới, có được bối cảnh đặc biệt, trong tay càng nắm lực lượng tư nhân đủ để uy hiếp một phương. Đã ngươi kiên trì. Giới chủ hơi do dự, vẫn gật đầu. Chúng ta có thể cung cấp tình báo duy trì cần thiết, nhưng, phạm vi thế lực của nhân gian ngục trải rộng khắp trung vực Nam Bộ, tình báo là cường hạng của bọn hắn. Chúng ta chỉ có thể tận hết khả năng trợ giúp, nhưng không nên ôm kỳ vọng quá lớn. Chúng ta chiếm ưu thế tập kích. Trận đầu liền định tại tác chiến huyết ngục bọn hắn, chỉ đội tình báo lam ngục. Nếu như thế, chúng ta sẽ tận lực phối hợp. Sau khi nói cảm ơn, Khương Phàm rời khỏi U Cốc, muốn cùng Dạ An Nhiên giải thích chuyện của U Mộng, miễn cho có hiểu lầm. Đầu tiên chờ chút đã, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, Vạn Đạo Thần Giáo, Cổ Hoa Hoàng Thành, Huyền Nguyệt Hoàng Triều đều đã tiến vào Nam Bộ. Tới đi, ta đang chờ bọn hắn đây. Không. Lần này do chúng ta phụ trách, người cũng nhất định phải làm ra thỏa hiệp. Vì sao? Bọn hắn không có tới xí thiên giới, mà là đường vòng đi đến Hoàng Đạo Tây Nam, Thái Cổ Thần Miếu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn muốn trực tiếp đàm phán cùng Thái Cổ Thần Miếu, do Thần Miếu ra mặt, điều giải sự kiện lần này. Chúng ta đương nhiên sẽ hết khả năng bảo chủ ngươi, nhưng Điêu Lãnh Phong của Vạn Đạo Thần Giáo, nhị hoàng tử của Cổ Hoa Hoàng Thành, Tiêu Lạc Lê của Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Đều cần thả đi. Tiêu Lạc Lê không được. Tiêu Lạc Lê nhất định phải đi. Cô ta thật không được. Cô ta là công chúa Huyền Nguyệt, lại là cháu dâu của nhị trưởng lão thần giáo, nàng nhất định phải đi. Ngươi nói chuyện thử một chút, có thể không được thì không được. Ngươi dạy ta dùng cái lý do gì để bàn bạc, trưởng lão nhà chúng ta, coi trọng thê tử nhà ngươi, còn chơi nghiệt, nếu không các ngươi coi như xong đi. Ngươi đoán. Bọn hắn là dùng tay trái chạm mặt ta, hay là tay phải chạm mặt ta? Ta giữ nàng lại còn hữu dụng. Ta mặc kệ ngươi dùng như thế nào, nhất định phải giao Tiêu Lạc Lê ra. Ta, suy nghĩ một chút. Khương Phàm tìm tới nơi an tĩnh, thanh âm truyền vào trong thiết lao của Thanh Đồng Tiểu Tháp. Tiêu Lạc Lê, cho ngươi hai lựa chọn. Muốn thái em mờ đồ đằng, nằm mơ. Tiêu Lạc Lê mặc dù rất suy yếu, nhưng từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo. Chính là sợ Khương Phàm cướp thái em mờ đồ đằng của nàng. Lựa chọn đầu tiên, ngươi chủ động giao ra thái em mờ đồ đằng, ta thả ngươi rời khỏi. Lựa chọn thứ hai, ta cưỡng ép tước đoạt thái em mờ đồ đằng, ném thi thể ngươi ra. Hừ hừ, là Vạn Đạo Thần Giáo đến đòi người sao? Lần này tới, nhất định là một nhân vật lớn,
cũng là có chuẩn bị, người giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Tiêu Lạc Lê cũng không phải người khác, dễ dàng bị đe dọa Khương Phàm như vậy. Đừng tự tin như vậy, ta đã đồng ý giao Điêu Lãnh Phong ra. Nhưng liên quan tới ngươi, còn không có thỏa đàm. Khương Phàm, ngươi là người thông minh, ngươi cảm thấy ta quan trọng, hay là Điêu Lãnh Phong quan trọng? Ta đã hiểu ý của ngươi, Thái M đồ đằng quan trọng hơn. Biết liền tốt. Tiêu Lạc Lê hừ lạnh, nàng là công chúa hoàng tộc, lại là cháu dâu của nhị trưởng lão thần giáo, là mặt mũi hoàng tộc cùng hoàng đạo, huống chi nàng còn có Thái M đồ đằng. Coi như ngươi trở lại vạn đạo thần giáo, Thái M đồ đằng cũng không phải của ngươi. Bọn hắn sở dĩ còn không có xuống tay với ngươi, một là bởi vì còn bận tâm cổ hoa hoàng triều, hai là bởi vì không tìm được người thừa kế thích hợp. Cuối cùng, ngươi vẫn phải ngoan ngoãn giao ra. Ta giao cho vạn đạo thần giáo, có thể được địa vị, có thể được tôn trọng, ta nguyện ý giao, ta càng chuẩn bị kỹ càng để giao. Ngươi giao cho ta, có thể được mệnh, đừng nói nhảm, tự mình giao ra, ta cho ngươi chút tôn trọng. Nếu như ngươi nhất định phải muốn chết, đừng trách ta dùng thủ đoạn cực đoan. Chỉ là chút thủ đoạn hạ lưu, cứ việc buông tay tới, Tiêu Lạc Lê ta tình nguyện cùng Thái M đồ đằng đồng quy vô tận, cũng sẽ không giao cho ngươi. Thái M đồ đằng là vốn liếng lớn nhất để Tiêu Lạc Lê thắng được tôn trọng tại vạn đạo thần giáo, tuyệt đối không thể tùy tiện giao cho người khác. Mà, trong tay Khương Phàm đã có Thái Dương đồ đằng, nếu như lại giao ra, Khương Phàm sẽ có M Dương đồ đằng hoàn chỉnh, tương lai hẳn là tai họa ngầm. Đồng quy vô tận, ha ha, đừng phô trương thanh thế. Linh văn của ngươi là lôi hỏa song thánh văn, không thể nào cùng Thái M đồ đằng dung hợp hoàn chỉnh. Nó bây giờ chỉ có thể coi là vũ khí của ngươi, chỉ thế thôi. Ngươi cứ việc tới thử xem. Tiêu Lạc Lê sẵn sàng trận địa, hôm nay nhất định phải chống lại rốt cuộc. Nếu như thần giáo tới thật, bây giờ hiện đang bên ngoài tạo áp lực, chỉ cần nàng chịu đựng, liền có hy vọng. Ta nói, đừng phô trương thanh thế, ngươi biết ngươi không gánh nổi Thái M đồ đằng. Hừ, giữ được hay không, không phải ngươi nói. Có thủ đoạn gì, cứ tới đi. Nếu như Tiêu Lạc Lê ta thỏa hiệp, cũng không phải là Huyền Nguyệt công chúa. Ngây thơ. Khương Phàm vừa dứt lời, cửa sắt ầm vang rộng mở, kim quang hừng hực nương theo Thái Dương liệt diễm bá đạo, trong chốc lát đã lấp kín lồng giam. Là tặc điểu. Nó đã bước lên sinh tử cảnh, hóa thân kim ô, hướng phía lồng giam hắc ám phát ra tiếng gáy to sắc nhọn. Kim quang chói mắt, nhiệt độ cao kinh khủng, xung quanh của nó nhanh chóng trải rộng ra Thái Dương đồ đằng phức tạp hoa lệ. Giống như mặt trời giáng lâm, xua tan hắc ám, nướng lấy lồng giam. Tiêu Lạc Lê bị kim quang đập vào mặt bao phủ, không đợi kịp phản ứng, Thái M đồ đằng trong thân thể liền chủ động thức tỉnh. Khí tức Thái M cuồn cuộn, ánh trăng trong ngần nở rộ, chiếu thấu thân thể Tiêu Lạc Lê, phóng thích lên luồng không khí lạnh vô tận, chật ních lồng giam, nghênh kích uy lực Thái Dương. Ầm ầm, hai nguồn năng lượng cực hạn đối diện va chạm nhau. Tiếng nổ mạnh kinh khủng nương theo uy lực M Dương giao hòa, trong nháy mắt đã chấn động lồng giam. Tiêu Lạc Lê bị chấn đến be bét máu thịt, nện vào trong góc, suýt chút nữa đã hôn mê. Không, không, Khương Phàm, dừng tay, ngươi không thể làm như thế với ta. Tiêu Lạc Lê đã hiểu mục đích của Khương Phàm, mặt mũi đầy hoảng sợ, điên cuồng áp chế Thái M đồ đằng. Nhưng, Thái Dương đồ đằng đã cùng tặc điểu hoàn mỹ dung hợp. Kích phát ra uy lực Thái Dương thật sự, mãnh liệt áp chế khí tức cực lạnh trong lồng giam. Thái Dương đồ đằng càng ngày càng hừng hực, giống như mặt trời chân chính, nướng không gian tầng thứ hai, chấn động thanh đồng tiểu tháp, ngay cả tầng thứ ba, tầng thứ tư, thậm chí là tầng thứ năm đều nhận trùng kích. Ông, Thái M đồ đằng rời khỏi Tiêu Lạc Lê, nương theo khí tức cực lạnh, nhảy vọt lên, giống như một vòng ánh trăng, chật ních lồng giam. M Dương xen lẫn. Lưỡng nghi cùng nhau hợp thành. Quang ảnh bát quái huyền diệu như ẩn như hiện bên trong ánh sáng cực dương. Thái M đồ đằng xác thực không dung hợp hoàn chỉnh cùng Tiêu Lạc Lê, cho nên ý thức, bản thân, vẫn còn, tại tình huống đặc biệt, nó sẽ không bị Tiêu Lạc Lê khống chế. Tặc điểu dương cánh gáy to, uy lực kim ô thay đổi đồ đằng, tiếp tục áp chế Thái M đồ đằng. Thái M đồ đằng thì tiếp tục bộc phát, tránh thoát khỏi tất cả khống chế của Tiêu Lạc Lê. Cường thế xô ra khỏi thiết lao. Không cần, trở về. Tiêu Lạc Lê gánh chịu lấy khí tức M Dương cuồng bạo, bổ nhào về phía trước. Nhưng, cửa nhà lao ầm ầm đóng lại,
tất cả lồng giam tại tầng thứ hai nhanh chóng thay đổi vị trí, giống như là pháp trận xoay tròn ù ù, mở ra con đường đến tầng thứ ba, Thái Dương Đồ Đằng, Thái M Đồ Đằng toàn bộ bị cuốn vào. Không, không không không, Tiêu Lạc Lê thét lên, điên cuồng đụng chạm cửa nhà lao, giống như nổi điên cảm ứng đến Thái M Đồ Đằng. Trong không gian tại tầng thứ ba, tặc điểu hóa thân kim ô, vắt ngang giữa trời, diễn biến thành quá dương luân khuếch, tỏa ra ánh sáng cùng nhiệt độ cao vô tận. Thái M Đồ Đằng chống cự lại sự triệu hoán của Tiêu Lạc Lê, ở trên không diễn biến thành ánh trăng trong sáng, tỏa ra khí tức cực M, cùng Thái Dương Đồ Đằng chiếu rọi. Nhật Nguyệt thành hình, uy lực M Dương. Hai nguồn năng lượng cực hạn tiếp tục va chạm vào nhau, giống như là đại dương mênh mông, liên miên bất tuyệt, nhấc lên tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Bên trong, thủy triều, đang phập phồng, vô số tự phù thần bí nhảy vọt, mơ hồ ngưng tụ thành bát quái, diễn lại đại đạo kỳ diệu. Ngươi chuẩn bị giao Thái M Đồ Đằng cho ai? Tặc điểu xoay quanh ở trên không, giống như là thượng cổ kim ô chân chính, vô cùng tôn quý. Tự hào cùng kiêu ngạo bắt nguồn từ huyết mạch, để nó có loại khí thế phách lối bế nghễ vạn cầm thiên hạ. Còn chưa nghĩ ra. Khương Phàm lắc đầu. Muốn chân chính dung hợp Thái M Đồ Đằng, nhất định phải là thể chất cực âm cực hàn, nếu không tựa như là Tiêu Lạc Lê, lúc nào cũng có thể bị cướp đi. Chưa nghĩ ra liền giao cho Dạ An Nhiên, thế giới ngũ hành của nàng cần khí tức M Dương. Tặc điểu đề nghị. Ngươi là muốn mượn cơ hội này ở lại bên cạnh An Nhiên, không theo ta đi. Nghĩ hay lắm. Khương Phàm phản bác. Yêu thú sinh tử cảnh là biến đổi chân chính, không có thay đổi cảnh giới như nhân tộc. Bọn chúng tại giai đoạn này là thật sự cường đại, nhất định phải mang theo. Chút thủ đoạn nhỏ của tặc điểu bị nhìn thấu, xấu hổ cười cười. Tương lai Thái M Đồ Đằng phải phối hợp cùng ta, ngươi nhất định phải cho ta một mỹ nữ. Không chỉ phải đẹp, còn phải có khí chất, không chỉ có vóc người đẹp, còn phải mê người. Ta thích cuồng dã, khiêu gợi, cuồng dã đến mức ruột gan ngươi đứt từng khúc, gợi cảm đến mức ngũ tạng ngươi câu phần. Khương Phàm vừa muốn đả kích nó, bỗng nhiên linh quang lóe lên trong đầu, nghĩ đến Hướng Vãn Tình. Linh văn của Hướng Vãn Tình là cửu vĩ thiên hồ, thuộc tính âm hàn, có lẽ có thể thử dung hợp. Nếu quả như thật có thể thành công, nói không chừng nàng còn có thể đột phá gông cùng xiềng xích, đạt tới vấn đề như tỷ tỷ sinh đôi của nàng. Khương Phàm chuyển ý thức đi tới trong góc tầng thứ ba. Hướng Vãn Tình đang lẳng lặng nằm ở bên trong. Dáng người linh lung chập trùng bên dưới áo bảo hoa lệ có thể thấy rõ ràng. Da thịt trắng tuyết, má ngọc xinh đẹp không gì sánh được. Mặc cho ai nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, đều phải rung động tạo vật chủ thật bất công. Cho dù là đang mê man, khóe miệng đều như mang theo nụ cười nhạt ý, quyến rũ động lòng người, câu hồn đoạt phách. Thử một chút không? Khương Phàm có chút do dự. Hướng Vãn Tình cũng không phải là lựa chọn hoàn mỹ, nhưng chuyện nào có hoàn mỹ? Tặc điểu đều không phải lựa chọn hoàn mỹ của Thái Dương Đồ Đằng, không làm theo dung hợp. Khương Phàm di chuyển quan tài thủy tinh đến phía dưới Thái M Đồ Đằng. Khí lạnh cực M, ánh trăng thanh lãnh, giống như là thủy triều, bao phủ lấy quan tài thủy tinh. Hướng Vãn Tình mới đầu không có cái gì phản ứng, nhưng dần dần, trên trán trắng nõn trơn bóng hiện ra linh văn rõ ràng. Một con ngọc hồ đẹp đẽ duy mỹ, đường vân nhu hòa tinh tế tỉ mỉ, phác họa sinh động như thật. Nó ngồi xổm cúi đầu, tĩnh mịch như xử nữ, chín cái đuôi thon dài, tản ra tự nhiên ở hai bên trên trán. Linh văn dần dần sáng tỏ, hình dáng ngọc hồ càng phát ra rõ ràng. Rất nhanh, năng lượng của Thái M Đồ Đằng đã thẩm thấu qua quan tài thủy tinh, che mất bên trong. Khương Phàm sẵn sàng trước biến cố, nếu như tình huống không thích hợp, lập tức di chuyển quan tài thủy tinh, để tránh tổn thương Hướng Vãn Tình. Thế nhưng... Đường vân ngọc hồ lấp lóe lúc sáng lúc tối, giống như muốn sống lại, cái đuôi đong đưa, tùy tiện dẫn dắt ánh trăng cực M hội tụ tới linh văn. Bắt đầu hấp thu. Hai mắt Khương Phàm tỏa sáng, nếu quả thật Thái M Đồ Đằng có thể dung nhập vào thân thể Hướng Vãn Tình, không chỉ có thể vĩnh viễn giữ nàng ở bên cạnh, còn có thể có được một lực lượng cường đại. Tương lai khi đối kháng vạn đạo thần giáo, cũng có thể trở thành vũ khí chủ yếu, nói không chừng còn có thể mang theo tỷ tỷ thánh vương kia của nàng. Đơn giản là một công nhiều việc. Hồ ly thật tốt, ta thích hồ ly. Tặc điểu ở trên không, hưng phấn mà nghêu ngao gọi, khí tức tôn quý trước đó không còn sót lại chút gì. An phận chút, khống chế Thái Dương Đồ Đằng cho tốt.
Khương Phàm lập tức cảnh cáo, bây giờ Thái M Đồ Đằng vẫn thuộc về Tiêu Lạc Lê. Ta an phận không được, ta sao động. Ha ha, huynh đệ, cảm ơn ngươi. Ngươi sao động cái rắm, ta là tìm chủ nhân cho Thái M Đồ Đằng, cũng không phải tìm thê tử cho ngươi. Thái M Thái Dương, một đôi trời sinh. Đôi đại gia ngươi, an phận một chút cho ta. Ngươi có ý gì, có phải ngươi coi trọng người ta hay không? Ngươi là tên xúc vật, còn muốn làm tam thê tứ thiếp. Liên tiếp ba ngày, ánh trăng cực M của Thái M Đồ Đằng không ngừng liên tục thẩm thấu vào quan tài thủy tinh, thấm vào linh văn. Ngọc Hồ Linh Văn rất ưa thích loại năng lượng này, tùy tiện hấp thu, truyền vào thân thể hướng vãn tình, chảy trong kinh mạch, lắng động tại khí hải. Ngày thứ tư, hàng mi thật dài của hướng vãn tình nháy mấy cái, mở mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là Khương Phàm nằm nhoài bên trên quan tài thủy tinh trừng tròng nhìn nàng. Hướng vãn tình duy mỹ vừa thần bí, khóe miệng câu lên một đường cong. Ngươi là đang thưởng thức ta, hay là đang suy nghĩ lung tung? Khương Phàm chỉ vào, mặt trăng, trên trời. Đó là Thái M Đồ Đằng, cô nhanh thử một chút có thể dung hợp hay không? Thái M Đồ Đằng của Tiêu Lạc Lê. Hướng vãn tình nhắm lại mắt, thoáng chậm chậm thần, điều trị ý thức còn không có hoàn toàn tỉnh táo. Cô không cần phải để ý đến Tiêu Lạc Lê, thử một chút có thể dung hợp hay không? Khương Phàm thúc giục nói. Hướng vãn tình mở mắt ra, đẩy nắp quan tài ngồi xuống. Nàng nhìn Thái M Đồ Đằng trên bầu trời một chút, lại nhìn Thái Dương Đồ Đằng ở xa xa, còn có hai kiện thần binh đang oanh oanh liệt liệt dung hợp. Đây là nơi nào, ta đang nằm mơ sao? Nơi này là vũ khí không gian của ta, rất an toàn. Thế sao, ta thử trước một chút. Hướng vãn tình rời khỏi quan tài thủy tinh, dáng đi ưu nhã bước tới bầu trời, đi trong ánh trăng sáng. Giống như tiên tử dưới trăng, thật lộng lẫy. Ngay cả Khương Phàm đều có chút thất thần, một màn này quá đẹp, đẹp đủ để thành tranh vẽ. Khi ánh trăng vô tận che mất bóng dáng của nàng, nàng quay đầu mỉm cười với Khương Phàm, mở cặp váy ra. Váy dài hoa lệ, áo lót bên trong, từ không trung bay xuống. Một tiếng thét dài to rõ vang vọng giữa trời cao, ánh trăng sáng tỏ cuồn cuộn kịch liệt. Hướng vãn tình hóa thân thành cửu vĩ thiên hồ, xông về bầu trời. Bởi vì đã là niết bàn cảnh. Hóa thân yêu thể vô cùng triệt để, toàn thân trắng như tuyết, bạch ngọc không tì vết, mi tâm lóe tuệ quang linh động, dáng người thon dài xinh đẹp yêu kiều, chín cái đuôi xóa tung mà khổng lồ, tùy tiện lay động. Cho dù là yêu thú, đều có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Ngay cả Khương Phàm đều không thể không thừa nhận mị lực của nàng, trách không được vạn đạo thần giáo muốn hiến nàng cho Bắc Thái đế quân. Cửu vĩ thiên hồ tăng vọt hình thể, lớn như cự nhạc. Chín cái đuôi giống như dòng lũ màu trắng, quay quanh đi qua phía ánh trăng. Khí tức Thái M Đồ Đằng cực lạnh tăng vọt trong nháy mắt, đối diện bao phủ cửu vĩ thiên hồ, chống cự lại chín cái đuôi giam cầm. Lão tặc, tản ra. Khương Phàm cao giọng thét lên ra lệnh. Tặc điều lập tức khống chế Thái Dương Đồ Đằng một lần nữa trở lại thân thể, tản ra liệt diễm cùng cường quang ngập trời. Không có Thái Dương Đồ Đằng kích thích, ánh sáng Thái M Đồ Đằng nhanh chóng ảm đạm. Chống cự đối với cửu vĩ thiên hồ cũng dần dần yếu bớt. Khương Phàm, ngươi đang làm gì? Dừng tay, mau dừng tay, Thái M Đồ Đằng là của ta, là của ta. Ngươi không thể làm như vậy với ta. Khương Phàm, ta và ngươi không đội trời chung. Tên hỗn đản ngươi, hỗn đản. Trong thiết lao tại tầng thứ hai, Tiêu Lạc Lê đột nhiên đã ý thức được gì, nàng điên cuồng đụng chạm cửa nhà lao. Rầm rầm, xiềng xích bạo kích. Vô tình đâm xuyên qua lồng ngực của nàng, kéo lấy nàng vọt tới cửa nhà lao. Khương Phàm, ta phải giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Tiêu Lạc Lê sụp đổ thét lên, cực lực muốn tỉnh táo, thế nhưng thương tích cùng mấy tháng mỏi mệt, rốt cuộc cũng đạt tới cực hạn tại thời khắc này. Khi Tiêu Lạc Lê hôn mê, khống chế đối với Thái M Đồ Đằng cũng nhanh chóng yếu bớt. Bầu trời tại tầng thứ ba, cửu vĩ thiên hồ bao phủ bên trong ánh trăng mát mẻ. Dùng cái đuôi giam cầm Đồ Đằng, phóng thích máu tươi từ trong miệng, thử dung hợp Thái M Đồ Đằng. Thái M Đồ Đằng trước đó đã nhận chủ cùng Tiêu Lạc Lê, nhưng bởi vì thuộc tính nên từ đầu đến cuối vẫn không có dung hợp triệt để. Bởi vì Tiêu Lạc Lê hôn mê, đã mất đi khống chế, hướng vãn tình, xâm lấn, rất nhanh đã đến được Thái M Đồ Đằng tán thành. Hướng vãn tình liên tục phóng huyết khí, đuổi đi những vết tích đã từng có của Tiêu Lạc Lê. Hai ngày sau.
Hướng Vãn Tình triệt để thanh lý hết các vết tích, bắt đầu dung hợp Thái M Đồ Đằng. Thái M Đồ Đằng thức tỉnh, ánh trăng nở rộ vô tận. Thái Dương Đồ Đằng chiếu rọi, dâng lên ánh sáng đầy trời. Thái Dương, Thái M. Dạ An Nhiên bị Khương Phàm mời đến tầng thứ ba, ngước mắt nhìn cảnh tượng nhật nguyệt tranh huy kỳ diệu, còn có kim ô, thiên hồ sâu trong đồ đằng. Đó chỉ là đồ đằng thời đại thượng cổ sao? Khương Phàm nói. Bí mật luyện binh chàng dưới mặt đất so với chúng ta tưởng tượng còn phức tạp hơn, Thái M Thái Dương đồ đằng làm lực lượng phong ấn, cũng có thể là càng cường đại hơn so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Về phần bí mật cụ thể là gì, chỉ sợ cần tặc điều cùng Hướng Vãn Tình sau khi dung hợp chiều sâu, từ từ khai quật, từ từ cảm ngộ. So với đồ đằng thượng cổ còn muốn thần bí hơn, chẳng lẽ là đến từ thái cổ, viễn cổ, hay là nói, bọn chúng là đồ đằng, lại không chỉ là đồ đằng. Dạ An Nhiên thì thào khẽ nói. Bọn chúng cũng không chỉ là đồ đằng. Sau khi Khương Phàm biết được bí mật về Hỗn Nguyên Linh Bảo, liền đoán được Thái M Thái Dương đồ đằng khẳng định không đơn giản, nếu không thì làm sao có tư cách phong ấn không gian dưới đất. Nhưng về phần bí mật cụ thể là gì, ngay cả Đan Hoàng cũng đoán không ra. Hỏa Diễm Huyễn Điểu đã cùng Thái Dương đồ đằng dung hợp nhiều năm như vậy, liền không có cảm ngộ đặc biệt gì. Trí thông minh của nó có chút vấn đề, cũng không có phần tinh lực kia. Nhìn Hướng Vãn Tình đi, nếu như nàng thật có thể dung hợp chiều sâu, hóa thân đồ đằng, có lẽ sẽ có thể tháo gỡ bí mật bên trong, đến lúc đó để tặc điểu trông mèo vẽ hổ, cảm ngộ Thái Dương đồ đằng của nó. Khương Phàm nhìn hình ảnh trên không trung, rất bất đắc dĩ mà lắc đầu. Thái Dương Thái M tranh nhau phát sáng, M Dương lưỡng nghi diễn biến, hình ảnh rung động cỡ nào, thần bí cỡ nào. Kết quả tặc điểu hóa thân Tam Túc Kim Ô, vậy mà lại mang theo mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng, trực nhìn chằm chằm thiên hồ trắng tuyết bên trong khí tức Thái M, một mặt để Khương Phàm đều cảm giác mất mặt. Dạ An Nhiên khẽ mỉm cười cười, gia hỏa này thật sự là cực phẩm. Khương Phàm nói, nếu như Hướng Vãn Tình có thể dung hợp, ta muốn để bọn hắn cùng nàng phối hợp một thời gian, nhìn xem có thể ảnh hưởng đến thế giới ngũ hành của nàng hay không. Ý của chàng là, các ngươi phối hợp lẫn nhau, thử cảm ngộ lực lượng của nhau. Nói không chừng nàng còn có thể kích phát ra bí mật của Thái M Thái Dương Đồ Đằng, lực lượng đặc thù của Thái M Thái Dương Đồ Đằng cũng có thể ảnh hưởng đến diễn biến thế giới ngũ hành của nàng. Cái này thật đúng là có thể thử một chút. Dạ An Nhiên trước đó đã cùng Khương Phàm nghiên cứu thảo luận Sơn Hà Đại Táng, liền có cảm ngộ mới đối với uy lực Sơn Hà này. Quá trình diễn biến thế giới ngũ hành khó khăn nhất chính là ánh sáng cùng bóng đêm. Đến bây giờ nàng đều chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra, hình, mà không có chất. Nếu quả thật có thể có cảm ngộ rõ ràng, hoặc có thể hấp thu chút lực lượng, đối với diễn biến thế giới ngũ hành của nàng khẳng định rất có lợi. Trước tiên không nôn nóng, chờ bọn hắn dung hợp lại nói. Khương Phàm đưa Dạ An Nhiên ra khỏi thanh đồng tiểu tháp, nhìn xung quanh không có người, lông mày nhíu lại, lộ ra nụ cười xấu xa. Dạ An Nhiên đang suy nghĩ tính khả thi của Thái M Thái Dương. Đột nhiên chú ý tới ánh mắt từ từ nóng như lửa của Khương Phàm, trong lòng giật mình, má ngọc lập tức đỏ bừng. Ta còn có chuyện muốn. Khương Phàm chặn ngang ôm lấy Dạ An Nhiên, chui vào trong cánh rừng trước mặt. Thời gian an tĩnh không nhiều lắm, phải lợi dụng cơ hội thật tốt. 3 ngày sau, Hướng Vãn Tình không phụ kỳ vọng, thật sự đã dung hợp được Thái M Đồ Đằng. Cảm giác thật kỳ diệu. Hướng Vãn Tình nhẹ vỗ về cái trán chân bóng. Linh văn đã phát sinh thay đổi. Đường vân 9 cái đuôi ngọc hồ tản ra có chút dương lên, hiện ra tư thế tụ lại ở giữa, nơi đó xuất hiện linh văn mới. Một vòng mặt trăng mượt mà. Cửu vĩ cùng nguyệt. Song linh văn. Hướng Vãn Tình không thể tưởng tượng nổi, có thể ảnh hưởng linh văn. Lại còn là linh văn mặt trăng hoàn chỉnh. Thiên phẩm. Khương Phàm đều sợ hãi thán phục trước kỳ tích dung hợp, có thể cưỡng bức tích tụ ra thiên phẩm linh văn. Đúng vậy, thiên phẩm. Hướng Vãn Tình nhẹ vỗ về trên trán, vừa mới thức tỉnh liền đạt được cơ duyên như vậy, ước mơ thức tỉnh thiên phẩm linh văn tha thiết. Đến mức nàng vẫn có cảm giác hoảng hốt như đang nằm mơ. Cô và tỷ tỷ cô là tỷ muội song sinh, bản thân đã mang theo tiềm lực thiên phẩm linh văn. Khương Phàm càng kích động, bởi vì có thể kích phát ra mới linh văn liền mang ý nghĩa Thái M Đồ Đằng đã thật sự công nhận Hướng Vãn Tình, cũng mang ý nghĩa bí mật của Thái M Đồ Đằng. Tuyệt đối có thể so với Hỗn Thiên Linh Bảo.
ta nên cảm ơn ngươi như thế nào? Hướng Vãn Tình nhìn hắn, tươi đẹp động lòng người, toàn thân lưu chuyển lên ánh trăng thản nhiên, khí chất vũ mị nhiều hơn mấy phần cảm giác thần bí. Không cần cảm ơn ta, ở lại bên cạnh ta là được rồi. Đây là, bày tỏ tình cảm. Hướng Vãn Tình nháy mắt mấy cái, dáng vẻ hoạt bát cực kỳ mê người, đơn giản là muốn mạng người. Khương Phàm lúng túng nói. Ta không phải ý kia, ta nói là, cô tạm thời ở lại bên cạnh ta trước, phối hợp Thái Dương Đồ Đằng cảm ngộ Thái M. Ta tin tưởng uy lực của Thái M Đồ Đằng còn không có hoàn toàn kích phát ra đến, thành tựu của cô càng không chỉ có như thế. Tình cảnh bây giờ của ngươi là thế nào? Hướng Vãn Tình đưa tay ngoắc ngoắc cái cằm Khương Phàm. Khương Phàm tranh thủ thời gian muốn né tránh, Hướng Vãn Tình cười nói. Ngươi chỉ là ý thức thể, sợ cái gì? Ta còn có thể làm gì ngươi sao? Khương Phàm nói. Kiều gia và ác nhân cốc đều đã tránh khỏi đuổi bắt, còn giết hai vị thánh tổ và hai vị bán thánh cổ hoa. Bây giờ ta đang ở xí thiên giới, trở thành trưởng lão tam đẳng, thân phận nên tính là ổn định. Xí thiên giới, tiểu đệ đệ của ta, ngươi thật đúng là một bảo bối, luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Hướng Vãn Tình khẽ nhếch môi, khó có thể tin. Thế lực trung lập như xí thiên giới, vậy mà lại có thể tiếp đãi một đứa con buôn chiến tranh như thế này. Làm sao hắn làm được? Nếu quả thật có thể gia nhập xí thiên giới, chẳng khác nào Khương Phàm ở trước mặt quần hùng san sát, cường tộc đại phái, có quyền nói chuyện nhất định. Thời điểm cô ngủ say đã xảy ra rất nhiều chuyện, ra ngoài lại từ từ trò chuyện. Tóm lại, cô đã an toàn, coi như vạn đạo thần giáo biết được cô còn sống, cũng không thể tùy tiện cướp cô đi. Điểm này, ta có thể sử dụng tính mạng của ta cam đoan. Hướng Vãn Tình nhìn mắt Khương Phàm thật sâu, bỗng nhiên bước về phía trước, tiến đến bên mồm của hắn, hôn một cái giống chuồn chuồn lướt nước. Đừng chạy, đây là cảm ơn ngươi. Nếu không phải thế, lễ lớn như vậy, ngươi còn nhớ ta lấy thân báo đáp không? Khương Phàm mơ hồ ý thức thể, tiếp nụ hôn Hướng Vãn Tình dâng. Hướng Vãn Tình nhìn dáng vẻ hắn câu nệ, cười khanh khách. Ta còn có thể dễ ngươi ăn. Khương Phàm đều đưa Hướng Vãn Tình và Tặc Điểu ra Thanh Đồng Tiểu Tháp, sau khi giới thiệu cho Dạ An Nhiên, bọn họ cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận về M Dương cùng ngũ hành. Sau mấy ngày ngắn ngủi, Lý Dần, Dương Biệt, Khương Bân cùng Hỗn Thiên Linh Bảo dung hợp đã bắt đầu chuẩn bị kết thúc. Ở trên vạn lần xé rách và dung hợp, bọn hắn từ cơ thể đến linh hồn đều chiếm được thăng hoa, năng lượng phi phàm càng làm cho thực lực của bọn hắn lần nữa được tăng cường. Khương Bân tiến vào sinh tử cảnh. Lý Dần bước lên cửu trọng thiên, Dương Biện bởi vì là tu luyện lại từ đầu, cảnh giới tăng lên càng nhanh, đã đi đến cao giai linh hồn cảnh. Khương Phàm kích động càng chờ mong. Mặc dù mọi người cũng còn không trưởng thành thật lớn mạnh, nhưng tiềm lực đã có thể đoán được. Đau khổ dẫy dụa nhiều năm như vậy, rốt cuộc hắn cũng đã có lòng tin đối với việc trùng kiến thần triều. Phần này lòng tin đến từ sự trưởng thành của hắn, càng đến từ việc bên cạnh càng ngày càng nhiều bằng hữu. Khương Phàm, chúng ta lại gặp mặt, để cho ngươi đợi lâu rồi. Khi Khương Phàm nhận được triệu hoán, đi đến Xí Thiên Đại Điện, nơi này đã đứng đầy người. Tỷ tỷ Điêu Lãnh Phong, Điêu Lãnh Nguyệt mang theo hung quang đầy mắt tiếp cận Khương Phàm. Đám người đến từ Vạn Đạo Thần Giáo, Cổ Hoa Hoàng Thành, Huyền Nguyệt Hoàng Triều, cũng đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn Khương Phàm. Chỉ qua mấy tháng mà thôi, vậy mà tên hỗn đản này lại đã đặt chân vững vàng tại Xí Thiên Giới. Còn triệt để diệt trừ uy hiếp từ Tác Ngọc Đường. Khi bọn hắn nhận được tin tức thật sự là không thể nào tiếp thu được, cũng không thể không thừa nhận bây giờ Khương Phàm đã thành uy hiếp chân chính. Cho nên bọn hắn đã thay đổi hành trình, liên thủ bái phỏng Thái Cổ Thần Miếu. Khương Phàm trưởng lão, hân hạnh. Một nam tử cao lớn khí tức vũ dũng đầy người đánh giá Khương Phàm, tướng mạo đường đường, thân thể thẳng tắp, một đôi mắt rộng rãi lấp lóe. Chỉ là đứng ở nơi đó liền như có thể khiến người ta cảm nhận được khí tức lăng vân, chiến ý hào hùng, khí chất vô cùng bất phàm từ hắn. Khương Phàm dừng bước chân lại, đón nhận ánh mắt nam tử. Thái Tuế Hình Phù Đồ. Hắn còn sống. Giới chủ ngồi trên đài cao, tự mình giới thiệu. Vị này là truyền nhân của Thái Cổ Thần Miếu, Hình Phù Đồ. Khương Phàm rất tự nhiên trấn an được cảm xúc, gật đầu ra hiệu với Hình Phù Đồ, lại tiếp tục đi tới phía trước. Giới chủ gọi ta tới là tiếp đãi khách sao? Hình như ta không phải quá phù hợp. Khương Phàm, đừng nói nhảm, giao Tiêu Lạc Lê ra.
Tam công chúa Huyền Nguyệt Hoàng Triều, Tiêu Lăng Nguyệt quát tháo, nàng và Tiêu Lạc Lê đã cùng nhau gả đến Vạn Đạo Thần Giáo. Tiêu Lạc Lê, ta không thấy. Khương Phàm nói rất vô tội. Khương Phàm, đừng giả bộ choáng váng, nơi này cũng không có đồ đần, giao người ra. Còn nữa, nếu như ngươi đụng một sợi lông trên người Tiêu Lạc Lê, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Tiêu Lăng Nguyệt không dám tưởng tượng Tiêu Lạc Lê rơi vào tay Khương Phàm sẽ phải gánh chịu dạng tra tấn gì, cho nên khi nhìn thấy bộ dáng này của Khương Phàm nàng liền tức giận không thôi, hình tượng công chúa đoan trang tôn quý bình thường cũng không còn sót lại chút gì. Cường giả Huyền Nguyệt Hoàng Triều càng trợn mắt nhìn, hận không thể bắt lấy Khương Phàm, kéo về Huyền Nguyệt Hoàng Triều nghiêm hình tra tấn. Hình như các ngươi đã tìm nhầm người, Tiêu Lạc Lê không ở trên tay của ta. Khương Phàm tùy tiện mà cười cười, không để ý ánh mắt xung quanh chút nào. Chỉ là khóe mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn hình phù đồ, hình ảnh sâu trong ký ức liên tục hiện lên. Điêu Lãnh Nguyệt ra hiệu Tiêu Lăng Nguyệt tỉnh táo, nói. Khương Phàm, chúng ta đã cùng giới chủ thỏa đàm, thần giáo chịu nhận lỗi với xí thiên giới khoan dung Điêu Lãnh Phong mạo phạm. Hai bên hòa giải, không xâm phạm lẫn nhau. Điêu Lãnh Phong, nhị hoàng tử, Tiêu Lạc Lê, đều theo chúng ta đi. Mà ngươi, có thể tạm thời ở lại xí thiên giới. Tạm thời, chỉ cần chúng ta tra được ngươi có liên quan cùng cái chết của Hướng Vãn Tình trưởng lão, vẫn sẽ đến hướng xí thiên giới đòi người. Giới chủ cũng nói, đã phái người đi mời bọn người Điêu Lãnh Phong, chẳng mấy chốc sẽ tới, ngươi cũng giao Tiêu Lạc Lê ra đi. Bầu không khí trong điện thoáng an tĩnh. Các cường giả Huyền Nguyệt Hoàng Triều, Vạn Đạo Thần Giáo đều nhìn chằm chằm Khương Phàm, bắt đầu làm chuẩn bị. Chỉ cần Khương Phàm giao Tiêu Lạc Lê ra, bọn hắn có thể thừa cơ nổi lên, chất vấn Khương Phàm phục kích phu thê Điêu Lãnh Phong, tội ác bắt công chúa Hoàng Triều. Đây là điều mà bọn hắn đã sớm thiết kế tốt. Vừa mới bắt đầu là thỏa hiệp các loại, để giới chủ đồng ý trả ba người lại, cuối cùng đợi đến sau khi Khương Phàm xuất hiện, nhờ vào chuyện đó để cường thế giằng co, thay đổi cục diện. Nếu như có thể mang Khương Phàm đi, không thể tốt hơn, coi như mang không đi, cũng phải khiến cho xí thiên giới từ bỏ Khương Phàm. Khương Phàm vẫn lắc đầu. Tiêu Lạc Lê thật không ở trên tay của ta. Khương Phàm, giới chủ các ngươi còn không ra lệnh cho ngươi được rồi. Điêu Lãnh Nguyệt quát tháo một tiếng, nói với giới chủ. Giới chủ, chúng ta đã thỏa đàm, sẽ không bội ước chứ. Xin mời Thái Cổ Thần Miếu, chủ trì công đạo. Các cường giả Huyền Nguyệt, thần giáo hô to nhìn hình phù đồ. Hình phù đồ ra mặt nói. Giới chủ, chuyện cũng đã nên kết thúc, không cần thiết phải dây dưa tiếp. Giới chủ khẽ nhíu mày, ngữ khí nghiêm khắc. Khương Phàm, giao người. Bầu không khí lần nữa an tĩnh, các cường giả Vạn Đạo Thần Giáo cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều một lần nữa chuẩn bị sẵn sàng, từ ngữ sớm thiết kế tốt đều đã đội lên đầu lưỡi, liền chờ, nã pháo. Ta thật không có bắt Tiêu Lạc Lê. Tuy nhiên một thời gian trước ta ở bên ngoài nhặt được một con mụ điên, nhìn thật đáng thương, liền mang về. Không biết, có phải Tiêu Lạc Lê mà các ngươi muốn tìm hay không? Khương Phàm khẽ nhếch khóe miệng, giống như cười mà không phải cười nhìn về người của Vạn Đạo Thần Giáo cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Ngươi! Đám người lời vừa tới miệng quả thực đã ngừng lại, có mấy người còn bị mình đến sặc. Hình phù đồ có chút nhíu mày, tốt thay cho một tên xảo quyệt. Giới chủ nói. Mời đi ra nhìn. Trạng thái tinh thần của nàng không tốt lắm, luôn lời nói điên cuồng, trường hợp này không thích hợp, vẫn là thôi đi. Mời đi ra, nếu như không phải, người lại lấy đi. Nếu như đúng, ta sẽ để Vạn Đạo Thần Giáo cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều cảm tạ ngươi. Giới chủ liếc mắt nhìn người của Huyền Nguyệt cùng Vạn Đạo, thản nhiên nói. Đúng không? Cảm tạ, chúng ta cảm tạ tám đời tổ tông hắn. Đám người á khẩu không trả lời được. Đây cũng không phải là tràng diện bọn hắn dự đoán. Được thôi, nếu như không phải, các ngươi cũng đừng thất vọng, nếu thật là phải, các ngươi phải cảm ơn ta đó. Khương Phàm phóng Tiêu Lạc Lê đã sụp đổ ở bên trong tầng thứ hai ra. Y phục tả tơi, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, vô cùng suy yếu. Lạc Lê, Tiêu Lăng Nguyệt lập tức đỡ lấy Tiêu Lạc Lê, sau khi lo lắng kiểm tra, giận dữ mắng mỏ Khương Phàm. Ngươi đã làm gì nàng? Thời điểm ta nhặt được nàng đã như vậy, ngươi mau nhìn xem có phải là Tiêu Lạc Lê công chúa không? Tên hỗn đản ngươi! Tiêu Lăng Nguyệt lần nữa kiểm tra thân thể Tiêu Lạc Lê. Nếu như ngươi đụng đến nàng,
Huyền Nguyệt Hoàng Triều ta sẽ không để yên cho ngươi. Các cường giả Huyền Nguyệt Hoàng Triều nổi giận đùng đùng, nhìn dáng vẻ Tiêu Lạc Lê, khẳng định đã nhận không ít tra tấn. Cũng không biết có lăng nhục nàng hay không, nếu như có, chỉ sợ sau này Tiêu Lạc Lê rất khó đặt chân tại Vạn Đạo Thần Giáo. Nói không nên nói lung tung, nàng đều điên rồi, ta sao có thể khi dễ người khác. Khương Phàm lại gần, chậc chậc hai tiếng. Thật đúng là Tiêu Lạc Lê rồi, làm sao lại biến thành như thế này, ta cũng chưa nhận ra được. Tên hỗn đản ngươi, cường giả Huyền Nguyệt Hoàng Triều lên cơn giận dữ, suýt chút nữa bổ nhào qua. Tỷ tỷ, Tiêu Lạc Lê ngưng tụ con ngươi, khôi phục một chút ánh sáng. Muội đã an toàn, ta tới đón muội về nhà. Tiêu Lăng Nguyệt tranh thủ thời gian đưa đan dược cho nàng, nhẹ giọng an ủi. Tiêu Lạc Lê nhìn đám người trong điện, lại nhìn Khương Phàm ở bên cạnh, cảm xúc tức giận lập tức dũng mãnh phun ra, chỉ là quá mệt mỏi, suýt chút nữa đã ngất đi. Khương Phàm, hắn hỗn đản, hắn cướp Thái M đồ đằng của ta. Thái M đồ đằng. Hình phù đồ tiếp cận Khương Phàm cùng Tiêu Lạc Lê. Thái M đồ đằng là cái gì? Tại sao trước đó không có nhắc đến điểm ấy? Khương Phàm, giao Thái M đồ đằng ra. Huyền Nguyệt Hoàng Triều cùng Vạn Đạo Thần Giáo lập tức quát tháo. Nhất là Vạn Đạo Thần Giáo, sau khi bọn hắn để Điêu Lãnh Phong cưới Tiêu Lạc Lê mới biết được, vị công chúa hoàng tộc này lại đạt được Thái M đồ đằng. Sau khi trải qua kiểm tra đã xác định, tuổi tác đồ đằng vô cùng xa xưa, vô cùng có khả năng ẩn chứa bí mật rất lớn. Rất nhiều lão tổ trong thần giáo đều xuất quan, muốn chiếm lấy đồ đằng, chỉ là thế lực phe phái của nhị trưởng lão tại thần giáo lại khổng lồ. Sau khi trải qua cạnh tranh, các phương không thể không thỏa hiệp, thừa nhận tất cả thuộc về bọn hắn. Nhưng phe phái của nhị trưởng lão còn không có tìm tới người thừa kế thích hợp, liền tạm thời không có lấy từ trên thân Tiêu Lạc Lê ra. Thái M đồ đằng gì chứ, đừng vu oan người khác. Khương Phàm đưa bàn tay đến trước mặt Tiêu Lăng Nguyệt. Tạ lễ đâu, mặc dù ta chỉ là cứu muội muội của ngươi ngoài ý muốn, nhưng các ngươi là hoàng tộc cao ngạo, dù sao cũng phải bày tỏ một chút đi chứ. Ngươi, cho tới bây giờ Tiêu Lăng Nguyệt chưa thấy qua người nào vô liêm sỉ như vậy, nàng tức giận đến nói không ra lời. Tiêu Lạc Lê cố nén suy yếu, rằng co, lập tức chụp mũ tội danh cho Khương Phàm. Thái M đồ đằng đã thuộc về Vạn Đạo Thần Giáo, người cưỡng ép cướp đoạt, chính là đang khiêu chiến thần giáo. Khương Phàm ha ha cười khẽ. Tinh thần của nàng có chút vấn đề, mọi người chớ để ý. Các cường giả thần giáo về phía trước quát tháo. Thái M đồ đằng đúng là chí bảo của thần giáo. Người tốt nhất nên ngoan ngoãn giao ra, nếu không chúng ta bác bỏ tất cả hiệp nghị hòa giải trước đó, coi ngươi là kẻ địch. Khương Phàm không nóng không vội mà nói. Ta đều nói rồi, nàng là ta do nhặt được, thời điểm ta nhặt nàng, tinh thần đều đã xảy ra vấn đề. Những ngày này cứ luôn bảo rằng là ta đã cướp mất Thái M đồ đằng của nàng, ta rất vô tội. Các ngươi tốt nhất là mang về nàng cố gắng mà điều trị, chờ khôi phục ký ức, mới có thể khẳng định rõ ràng, rốt cuộc là ai cướp đi. Khương Phàm, ngươi cho rằng giả ngu giả đần liền có thể lừa dối được sao? Bất luận là thần giáo hay là hoàng triều, đều giận dữ quát tháo. Cho tới bây giờ bọn hắn thật sự là chưa thấy qua người nào không biết xấu hổ như vậy, quả thực là lưu manh vô lại. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Khương Phàm hừ một tiếng. Không muốn cho tạ lễ thì cứ không cho, ta cũng không ép buộc các ngươi, nhất định phải tìm loại này lấy cớ, còn biết xấu hổ hay không? Ai không biết xấu hổ? Mấy lão nhân cũng nhịn không được mà la mắng. Giới chủ lên tiếng cảnh cáo. Mời các ngươi chú ý hình tượng, nơi này là Xí Thiên Đại Điện. Cũng xin mời giới chủ ước thúc trưởng lão của ngài, tôn trọng hòa giải chúng ta vừa mới đạt thành. Dẫn đội thần giáo là thất trưởng lão, lệ thuộc vào phe phái của nhị trưởng lão. Giao Thái M đồ đằng ra, chúng ta đi ngay bây giờ. Nếu như không giao, chúng ta chính thức xác định Khương Phàm là kẻ địch, nhất định phải diệt trừ kẻ địch, mặc kệ hắn có thân phận gì. Nếu thật là Khương Phàm mạo phạm các ngươi, Xí Thiên Giới sẽ chủ trì công đạo cho các ngươi. Giới chủ mặt không biểu tình, không giận tự uy, ở trên cao nhìn xuống Khương Phàm. Ngươi cướp Thái M đồ đằng của Tiêu Lạc Lê cô nương. Khương Phàm ngẩng đầu. Ta không có. Giới chủ gật đầu, nhìn thất trưởng lão. Các ngươi nhìn xem, hắn không có. Đám người tức giận, suýt chút nữa đã thổ huyết.
thế này là xong rồi. Qua loa như thế. Lừa gạt ai đây? Thất trưởng lão cao giọng quát tháo. Giới chủ, ngươi cùng Khương Phàm thông đồng xong chưa? Chí bảo của vạn đạo thần giáo, các ngươi cũng dám cướp. Giới chủ không để ý đến, mà thản nhiên liếc mắt hình phù đồ. Là thái cổ thần miếu các ngươi tự mình ra mặt, ta mới đồng ý điều giải. Nhưng thái độ của bọn hắn để cho ta vô cùng thất vọng. Nếu bọn hắn không nguyện ý cùng hòa giải, xí thiên giới chỉ có thể tiễn khách. Bọn người Điêu Lãnh Phong, trước hết cứ ở lại nơi này đi. Hình phù đồ không thể không ra mặt, có người nói với thần giáo. Dựa theo hiệp nghị, chỉ cần xí thiên giới trả lại Điêu Lãnh Phong, nhị hoàng tử, Tiêu Lạc Lê liền có thể hòa giải. Chuyện thái M đồ đằng, không ở bên trong, còn xin các vị tỉnh táo đối đãi. Vạn đạo thần giáo cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều vô cùng kiên trì. Chúng ta nhất định phải mang thái M đồ đằng đi. Tiêu Lạc Lê cũng nói. Khương Phàm đã có thái dương đồ đằng, tuyệt đối không thể để hắn lần nữa có được thái M đồ đằng. Còn có thái dương đồ đằng. Hình phù đồ kinh ngạc, cũng khá hứng thú. Có thể làm cho vạn đạo thần giáo kích động như thế, khẳng định là đồ đằng có bí mật lớn, mà thái M thái dương vốn là một trong những lực lượng chí cường của thế gian, chính là diễn biến lưỡng nghi, khởi nguyên của bát quái. Thái cổ thần miếu bọn hắn cho tới bây giờ khống chế uy lực M dương cũng đều là thiếu M thiếu dương. Không nghĩ tới, vậy mà trong tay Khương Phàm lại có thể nắm chặt bảo bối như vậy. Thất trưởng lão thần giáo lưu ý đến đáy mắt hình phù đồ lấp lóe tinh mang, thầm nghĩ muốn hỏng, tranh thủ thời gian nói với Khương Phàm. Thức thời một chút, giao thái M đồ đằng ra, tất cả chuyện trước đó, chúng ta đều có thể bỏ qua. Nếu như ngươi khăng khăng giữ lại, ta cam đoan không bao lâu, lệnh truy nã liên quan tới ngươi sẽ giải đầy đại địa Nam Bộ. Nếu như vạn đạo thần giáo nhất định phải xử tử người nào đó, xí thiên giới không ngăn được, thái cổ thần miếu cũng không ngăn được. Khương Phàm không sợ hãi chút nào. Có thái cổ thần miếu trông coi, công nhiên nói lời như vậy, thích hợp sao? Nếu như chỉ là ân oán nhỏ bình thường, chúng ta tôn trọng quy củ cần thiết, nhưng ngươi cướp đi chí bảo của thần giáo, quy củ gì cũng đều không ngăn được chúng ta. Thất trưởng lão thần giáo cố ý tỏ thái độ nghiêm khắc, cảnh cáo Khương Phàm, cũng đang nhắc nhở hình phù đồ. Giới chủ nói, ta thấy thần giáo không nguyện ý hòa giải, đàm phán hôm nay đến đây là kết thúc, có ai không, tiễn khách. Giới chủ khoan đã. Hình phù đồ đi đến chính giữa đại điện, nói với vạn đạo thần giáo. Các ngươi tới tìm ta là điều giải ân oán của hai bên, mang người tạm giam ở chỗ này đi. Bây giờ, xin hỏi thất trưởng lão. Các ngươi vẫn là ý nguyện này sao? Thất trưởng lão nói. Hôm nay chúng ta nhất định phải mang người đi. Hình phù đồ lại nói với giới chủ. Trước đó nên nói ta đều đã nói qua, vì Nam Bộ ổn định, vì không cần thiết phân tranh, còn xin giới chủ tiếp nhận điều giải, chủ động thả người. Giới chủ tỏ thái độ. Người, có thể cho bọn hắn mang đi, nhưng ước định trước đó nhất định phải được cam đoan. Ba bên vạn đạo thần giáo vĩnh viễn không được lại bước vào lãnh địa xí thiên giới, trong lúc Khương Phàm ở xí thiên giới, ba bên vạn đạo thần giáo cũng không thể lấy bất cứ hình thức gì tổn thương hắn. Nhưng thái M đồ đằng, thất trưởng lão vừa muốn mở miệng, lại bị hình phù đồ đưa tay ngăn lại. Còn muốn mang người đi không? Sắc mặt thất trưởng lão âm trầm, quá oan uổng, vạn đạo thần giáo lúc nào lại nhận qua đãi ngộ như vậy? Mục đích chủ yếu hắn tới lần này là mang bọn người Điêu Lãnh Phong đi, tuyệt đối không thể bị giam tại xí thiên giới như thế. Thế nhưng, thái M đồ đằng mang ý nghĩa trọng đại, phe phái bọn hắn đang cố gắng tìm kiếm, người tiếp nhận, thích hợp, sao có thể để thái M đồ đằng ở lại nơi này? Lại còn ở trên tay Khương Phàm. Tiêu Lạc Lê liên tục lắc đầu với thất trưởng lão, ngàn vạn lần không thể để lại. Thái dương đồ đằng đã tìm được ký chủ. Thái M đồ đằng cũng đã dung nhập thân thể người nào đó. M dương kích thích, đồ đằng giao hội, rất có thể sẽ xuất hiện biến cố không tưởng tượng được, ví dụ như, dung hợp chiều sâu, chân chính nhận chủ. Đến lúc đó bọn hắn lại muốn cướp đi sẽ rất khó khăn. Giới chủ nói, ta rất muốn hòa giải, thành ý hòa giải, nhưng loại thái độ do dự này của các ngươi, ta thấy coi như xong đi. Người đâu, tiễn khách. Ngoài điện. Bọn thị vệ lập tức đi đến đại điện. Mời. Ánh mắt các phương đều rơi xuống trên thân thất trưởng lão, chờ đợi quyết định của hắn. Thất trưởng lão cắn răng một cái. Chúng ta nguyện ý tiếp nhận điều giải,
thực hiện ước định trước đó. Nhưng Khương Phàm nhất định phải trả lại Thái M đồ đằng cho vạn đạo thần giáo. Nếu như hắn làm theo, ta có thể dùng danh nghĩa thần giáo cam đoan, ân oán với Khương Phàm hoàn toàn xóa bỏ, tuyệt đối sẽ không lại dùng bất cứ phương thức nào tìm hắn để gây sự. Nếu như hắn cự tuyệt, ta lấy danh nghĩa thần giáo cam đoan, chỉ cần Khương Phàm rời khỏi lãnh địa của Xí Thiên Giới, chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bắt hắn lại. Khương Phàm, ngươi quyết định. Giới chủ nhìn về phía Khương Phàm. Ta không biết Thái M đồ đằng ở đâu. Khương Phàm cười lạnh, hoàn toàn xóa mọi ân oán với ta. Lừa gạt quỷ sao? Khương Phàm, ngươi sẽ phải phụ trách vì quyết định của mình. Từ hôm nay trở đi, ngươi tốt nhất nên vĩnh viễn núp ở Xí Thiên Giới, nếu như muốn bước ra ngoài, vậy thì hãy ngẫm lại đầu mình có đủ chặt hay không. Nếu Khương Phàm ta sợ uy hiếp, còn có thể sống đến bây giờ. Lão đầu nhi, tỉnh lại đi. Đây không phải uy hiếp, đây là thẩm phán thư tử vong dành cho ngươi. Ngươi, phải chết, ai cũng ngăn không được. Thất trưởng lão lần nữa liếc nhìn hình phù đồ, trong lời nói mang theo cảnh cáo. Bọn hắn xin mời Thái Cổ Thần Miếu tới là để hỗ trợ, thế nhưng hình phù đồ nghe được Thái M đồ đằng lại bắt đầu là lạ. Sau đó không lâu, Điêu Lãnh Phong, nhị hoàng tử lần lượt được đưa tới, chỉ là hai bên, hòa giải, để bọn hắn vô cùng uất ức. Bị nhốt lâu như vậy, vậy mà nói hòa giải liền coi như xong. Đừng nói người cao ngạo như bọn hắn, ngay cả người bình thường đều chịu không được. Chúng ta cáo từ. Thất trưởng lão giận dữ nhìn Khương Phàm, mang theo đội ngũ rời khỏi. Hắn đụng ngươi sao? Điêu Lãnh Phong nhìn thấy bộ dáng y phục tiêu lạc lê tả tơi, chau mày. Kẻ thù liên quan, thân phận công chúa, còn đẹp khuynh quốc khuynh thành, Khương Phàm có thể chịu được. Không có. Ánh mắt tiêu lạc lê đầy lạnh lẽo, hỗn đản này đang suy nghĩ gì? Điêu Lãnh Phong quay đầu nhìn Khương Phàm trong Xí Thiên Đại Điện, sự tức giận trong lòng lại nén giận. Hắn là thiên phẩm linh văn cao ngạo, là một trong ngũ đại thiên kiêu được vạn đạo thần giáo chú tâm bồi dưỡng, lúc nào đã nhận qua loại nhục nhã này. Hắn nhất định phải tự mình báo thù. Nếu không chuyện này sẽ là vết nhơ cả đời không vung đi được của hắn. Ai nguyện ý ở lại giám sát Khương Phàm? Ngũ trưởng lão thần giáo thấp giọng hỏi lấy ở hai bên. Nếu hình phù đồ biết Thái M Thái Dương đồ đằng, rất có thể sẽ nghĩ biện pháp lấy tới tay. Đám người Thái Cổ Thần Miếu kia, nhìn vô dục vô cầu, điệu thấp thần bí, nhưng gặp đồ bọn hắn muốn, cho tới bây giờ đều không từ thủ đoạn. Bọn hắn là thế lực khiêm tốn nhất trong 12 hoàng đạo. Cũng là nguy hiểm nhất trong 12 hoàng đạo. Quảng trường trước Xí Thiên Đại Điện. Hình phù đồ nhiệt tình đi đến chỗ Khương Phàm. Khương Phàm trưởng lão, có thể cho ta nhìn Thái M đồ đằng một chút hay không? Ta không có Thái M đồ đằng. Khương Phàm thầm nghĩ cho ngươi ai nhìn cũng không thể cho ngươi. Không không, ta nói sai, là nhìn Thái Dương đồ đằng của ngươi. Ta cũng không có Thái Dương đồ đằng, đều là con mụ điên kia ăn nói lung tung. Khương Phàm trưởng lão không cần khẩn trương, ta chỉ muốn kiến thức một chút về đồ đằng có thể làm cho vạn đạo thần giáo cố chấp. Để hình công tử thất vọng, ta thật không có. Khương Phàm trưởng lão không tin thanh danh Thái Cổ Thần Miếu chúng ta. Ta có thể dùng danh nghĩa truyền nhân thần miếu, mượn dùng thưởng thức. Hình phù đồ không nghĩ tới Khương Phàm đã vậy lại còn quá không tôn trọng hắn, nhưng hắn người của Thái Cổ Thần Miếu là thế lực mà Xí Thiên Giới dựa vào. Hình công tử. Ngươi thật hiểu lầm rồi. Ta cũng là hôm nay mới nghe nói tới Thái M Thái Dương đồ đằng, nếu như tương lai may mắn có được, nhất định mời hình công tử nhìn cho đủ. Khương Phàm mỉm cười, cáo từ rời khỏi. Ta còn có đan dược chuẩn bị luyện, cáo từ. Chó ngồi kiệu không biết điều. Đáy mắt hình phù đồ hiện lên ý lạnh, vẫn duy trì nụ cười. Ta muốn về Thái Cổ Thần Miếu, không biết Khương Phàm trưởng lão có hứng thú đi qua làm khách hay không? Thái Cổ Thần Miếu từ xưa đến nay đều rất phong bế, cực ít tiếp kiến khách, cũng rất ít ra ngoài, điều này cũng làm cho vô số người tràn đầy hướng tới cùng tò mò đối với nơi đó. Nếu như có thể được mời, càng là vinh hạnh đặc biệt khó có được, cũng tương đương với việc được coi là khách của thần miếu. Lấy tình huống Khương Phàm bây giờ, nếu như vạn đạo thần giáo vừa rời khỏi, cao điệu tiến về Thái Cổ Thần Miếu làm khách, không khác nào đang đưa ra cảnh cáo với rất nhiều người, ai cũng không nên trêu chọc Khương Phàm. Cho nên, hình phù đồ cho rằng Khương Phàm sẽ chăm chú cân nhắc. Nhưng Khương Phàm cũng không quay đầu lại. Tạ ơn có ý tốt,
Nhưng nếu như vạn đạo thần giáo tuyên bố ta rời khỏi xí thiên giới liền giết chết ta. Ta, vẫn nên thành thành thật thật ở trong xí thiên giới luyện đan thôi. Rốt cuộc, nụ cười trên mặt hình phù đồ cũng đã không giữ vững không nổi. Đây không phải không biết điều, mà là không biết tốt xấu. Hình công tử đường xa đến vất vả, không bằng ở chỗ này tạm mấy ngày. Giới chủ tự mình mời hình phù đồ, chỉ là ngữ khí và thái độ không có chút nhiệt tình nào. Hình phù đồ nhìn giới chủ, cười nhạt một tiếng. Giới chủ luân hồi trở về, ta còn không có tự mình đến nói qua câu chúc. Chúc mừng, nỗi khổ 3000 năm tại thâm không, không phải ai cũng đều có thể nhịn được. May mắn mà thôi. Giới chủ cũng chẳng suy nghĩ gì về việc hình phù đồ biết bí mật của nàng nữa, dù sao cũng là quen biết đã lâu. Lần này ta tới, cũng là được thần miếu nhờ mời giới chủ đi qua làm khách, nghiên cứu thảo luận cục diện Tây Nam Bộ, thuận tiện. Ha ha, thỉnh giáo bí mật cửu u thâm không? Ta bây giờ chỉ là sinh tử cảnh, không tiện ra ngoài, chờ ta bình an vượt qua, sẽ tự đi qua bái phỏng. Vậy thái cổ thần miếu ta xin đợi đại giá của giới chủ. Hình phù đồ lần nữa nhìn phương hướng Khương Phàm rời khỏi, mang theo người hầu rời khỏi. Thái tuế hình phù đồ, hắn lại sống lại. Giới chủ nhìn hình phù đồ rời khỏi, vẻ mặt dần dần nghiêm trọng. Tiểu lão đầu từ phía sau đi tới. Thái tuế hình phù đồ, ma thai, nhân thần, minh hồn, cổ kim hiếm thấy. U minh mặc kệ, luân hồi không độ. 900 năm vừa chết 900 năm. 9 độ tuần hoàn, 9 độ siêu phàm. Cửu cửu đến cực điểm, viên mãn đại thiên hoàng. Hắn đây là thế thứ mấy rồi? Hẳn là đời thứ 7, cũng là một thế cực kỳ quan trọng. Nếu như một thế này hắn có thể trọn vẹn vượt qua, đời thứ 8 đời thứ 9 phía sau. Cơ hội thức tỉnh Thánh Hoàng Linh Văn tăng hơn rất nhiều. Thời kỳ cuối kiếp trước của hắn, chính là thời đại Khương Phàm quật khởi. Ngươi cảm thấy, Khương Phàm nhớ kỹ hắn không? Khương Phàm hẳn là nhớ kỹ hắn, hắn còn không có nhớ tới Khương Phàm. Tiểu lão đầu chậm rãi lắc đầu. Đoạn lịch sử kia mặc dù đã bị phong tồn, nhưng không có thật sự chôn vùi, chỉ là yên lặng. Giống như xí thiên giới bọn hắn có ghi chép, giống như Thiệu Thanh Duẫn đang chờ đợi. Giống như hình phù đồ ngoài ý muốn cũng đang ẩn núp như thế này. Khương Phàm lần này đi trung vực, rất có thể sẽ còn gặp phải các loại ngoài ý muốn, bừng tỉnh càng nhiều bí mật. Thân phận của hắn, chỉ có thể tận khả năng che giấu, nhưng sẽ có một ngày sẽ oanh động thiên hạ. Biện pháp tốt nhất là Khương Phàm bị vây ở xí thiên giới, thành thành thật thật trưởng thành, nhưng Khương Phàm chờ không nổi, hắn muốn trước khi thân phận của hắn bị bày ra ánh sáng, tận khả năng tìm kiếm đến bảo hộ cường đại. Cửu Thiên Thần Giáo. Thần miếu thái tuế, hình phù đồ, ha ha, lại gặp lại. Đời trước, ta cũng không ít lần bị ngươi giày vò, đời này, chúng ta lại cùng tuổi. Khương Phàm đi đến nơi xa liền ngừng lại, nhìn qua phương hướng hình phù đồ rời khỏi, nhếch miệng lên hiện ra nụ cười phức tạp. Kiếp trước, thời điểm khi hắn quật khởi, hình phù đồ đã hơn 800 tuổi, tuổi tác chênh lệch nương theo thực lực chênh lệch, hắn không ít lần bị hình phù đồ giày vò. Sau khi hình phù đồ bị tu la trọng thương liền lùi về thái cổ thần miếu, không còn có đi ra qua. Có thể là hắn sợ chết, cũng có thể là thái cổ thần miếu sợ hắn chết, dù sao cũng đã kiên trì lục thế. Sau này mỗi lần luân hồi, cũng sẽ là thánh vương linh văn, còn có thể xuất hiện thánh hoàng linh văn. Bảo bối như vậy, ai có thể bỏ chết được. Hình phù đồ sống lại, Diệp Trục Thiên đạt được tinh thần đại táng, thái cổ thần miếu một thế này có chút nhanh nhẹn dũng mãnh nhỉ. Khương Phàm lắc đầu, đi đến tế đàn không gian, sau khi liên tục vượt qua không gian mấy lần, đi tới chỗ thật xa của xí thiên giới. Dạ An Nhiên đang ở nơi này phối hợp với Hướng Vãn Tình cùng Hỏa Diễm Huyễn Điểu diễn dịch Thái M Thái Dương ảo diệu. Có thể là do khí tức hỗn độn của thế giới ngũ hành ảnh hưởng, cũng có thể là Thái M Thái Dương gặp nhau cảm ứng, uy lực đồ đằng liên tục được phóng ra, lại cùng Hỏa Diễm Huyễn Điểu và Hướng Vãn Tình sinh ra liên hệ càng kỳ diệu hơn. Thậm chí có cảm giác muốn triệt để hóa thân thành Thái Dương Thái M. Dạ An Nhiên cũng bởi vì đồ đằng thức tỉnh thả ra khí tức M Dương, đối với diễn biến ngũ hành cũng có cảm ngộ mới. Khương Phàm tham dự vào bên trong tiểu thế giới, cũng cảm ngộ Sơn Hà Đại Táng của mình. 7 ngày sau, Kiều Vô Hối dẫn đầu Kiều gia, Ác Nhân Cốc, bí mật đến. Khương Phàm gặp được bọn hắn trong rừng rậm bên ngoài hoang dã, sau khi giới thiệu tình huống xí thiên giới. Trực tiếp tuyên bố mệnh lệnh tập kích. Thay đổi kế hoạch lúc trước,
linh hồn cảnh tam trọng thiên đi lên toàn bộ hành động. Mục tiêu, nhân gian ngục. Cho các ngươi thời gian 3 ngày, tiếp xúc cùng chi đội tình báo của xí thiên giới, hiểu rõ cặn kẽ tình huống nhân gian ngục, 3 ngày sau lên phía bắc trung vực. Hành động cụ thể, do chính các ngươi bố trí. Nhưng lúc đầu nhất định phải đả kích hung ác, nhất định phải triệt để, tận hết khả năng trọng thương nhân gian ngục. Kiều Vô Hối và đám người đằng đằng sát khí, trịnh trọng cam đoan có thể hoàn thành nhiệm vụ. Kể từ khi biết Khương Phàm đã hợp tác cùng xí thiên giới, bọn hắn đã có lực lượng, cũng càng hy vọng, lấy chiến dưỡng chiến, mau chóng mạnh lên. Nhân gian ngục, vừa vặn thích hợp cho bọn hắn mài đao. An Minh Hề, ta giao Ngô Khuynh Thành cho ngươi. Sau khi ngươi đến trung vực, mau chóng liên hệ cùng hỗn độn tử phủ. Trước đó ta đã nhờ bọn hắn điều tra qua nhân gian ngục, thời gian dài như vậy, hẳn là có thể nắm giữ chút bí mật. Trước đó Khương Phàm không nghĩ tới chuyện phát triển đến cục diện này, cho nên không cần thiết tự mình đi chạm mặt cùng hỗn độn tử phủ, giao cho An Minh Hề là được rồi. Giao cho ta. An Minh Hề vui vẻ lĩnh mệnh. Vô Hối, đi theo ta. Linh hồn cảnh tam trọng thiên trở xuống chuẩn bị một chút, chờ một lúc ta thu các ngươi vào thanh đồng tiểu tháp, mang vào xí thiên giới. Khương Phàm mang theo Kiều Vô Hối đi đến phía trước. Mẫu thân thức tỉnh chưa? Nhớ mong duy nhất của Kiều Vô Hối chính là mẫu thân. Tình huống rất ổn định, cũng sẽ nhanh thôi. Vậy thì tốt rồi. Kiều Vô Hối hơi cúi đầu, rớt lại phía sau 3 bước, biểu thị tôn trọng đối với phụ thân. Các ngươi lần này đi trung vực, chú ý 3 điểm. Đầu tiên, hãy nắm chắc cơ hội ban đầu, trước khi nhân gian ngục kịp phản ứng, trọng thương hồng ngục, lam ngục. Tận khả năng phá hủy lực lượng lệ thuộc trực tiếp của nhân gian ngục. Điểm thứ hai, triển khai tư thế khai chiến toàn diện, làm lớn chuyện, kích thích những tổ chức sát thủ khác tham dự vào, giảm bớt áp lực của chúng ta. Điểm thứ ba, Cổ Hoa, Huyền Nguyệt, Chí Tôn Kim Thành, thậm chí là Vạn Đạo Thần Giáo, khi lấy được tin tức đều có thể sẽ bổ nhào qua. Các ngươi tuyệt đối không nên ham chiến, chỉ cần cảm giác chuyện không thể làm, nhất định phải rút khỏi trung vực cho ta. Phụ thân yên tâm, ta sẽ khống chế tốt tiết tấu trận chiến. Có một chút đặc biệt muốn nhắc nhở ngươi, đụng phải Thánh Tổ Thiệu Gia tuyệt đối không nên dây dưa. Thái M cực diễm cùng đại mộ bí thuật của bọn hắn vừa vặn có thể áp chế hỏa diễm loại thú linh văn. Không có cái gì có thể chống lại bọn hắn sao? Bây giờ còn không có, ngươi cũng tận lực giảm bớt tiếp xúc cùng người của Thiệu Gia. Hài Nhi đã hiểu. Thời điểm rút lui, có thể làm bộ xuôi nam, bày ra tư thế muốn tìm xí thiên giới nương tựa, mê hoặc các phe sau khi truy tung nhanh chóng tây tiến. Liên hệ thiên hậu ở Đại La Sơn, trốn ở chỗ nàng một trận, sau đó lại mưu đồ khác. Thiên hậu nắm chắc được bao nhiêu phần khống chế Đại La Sơn. Nếu nàng dám mạo hiểm, hẳn là có chút nắm chắc, thời điểm đi qua không nên quá lỗ mãng, sớm làm chút liên hệ. Hài Nhi nhớ kỹ. Khương Phàm thở phào một hơi. Trong khoảng thời gian này vất vả cho ngươi. Kiều Vô Hối vội vàng nói. Có thể chia sẻ nỗi lo với phụ thân, vì phụ thân mà chiến đấu là mộng tưởng ta đã từng không dám hy vọng xa vời. Khương Phàm nói. Kiên trì thêm chút nữa, chỉ cần ta có thể tranh thủ được Cửu Thiên Thần Giáo duy trì, chúng ta cũng không cần trốn đông trốn tây. Nếu như Cửu Thiên Thần Giáo có mục đích khác thì sao? Kiều Vô Hối rất chờ mong có thể đường đường chính chính thẳng tắp lồng ngực, tuyên bố với Thương Huyền bọn hắn đã trở về, nhưng hắn xác thực lo lắng Cửu Thiên Thần Giáo. Bọn hắn khẳng định có mục đích, chỉ là xem có ở trong giới hạn chịu đựng của chúng ta hay không. Khương Phàm nhìn qua phương Bắc, buồn bã nói. Ta biết rất mạo hiểm, nhưng từ khi ta bắt đầu rời khỏi Bạch Hổ Quan, hành động, lần nào mà không phải là đang mạo hiểm, đều nói tâm tính ta như vậy, nhưng ai lại có thể hiểu tình cảnh của ta. Phụ thân, áp lực của ngài quá lớn, ở xí thiên giới nghỉ ngơi một chút đi, trước tiên hãy vượt qua sinh tử cảnh. Khương Phàm lắc đầu khẽ nói. Con đường trùng sinh này, nhất định là sẽ đi qua một con đường máu, con đường lên trời này, cũng nhất định dùng 100 triệu vạn hài cốt trải đường. Ta chỉ có thể thẳng tiến không lùi, không quay đầu lại. Không dừng bước, dù là máu có nhấn chìm đến cả yết hầu ta, dù là 100 triệu vạn hài cốt kéo lấy bước chân của ta. Kiều Vô Hối quỳ một chân trên đất ở sau lưng Khương Phàm. Hài Nhi nhất định đi theo bước chân phụ thân, lên trời, chinh chiến bách tộc, dù chết cũng không hối hận. Khương Phàm nhìn Kiều Vô Hối, thanh âm rất nhẹ cũng rất trịnh trọng. Lần này tuyên chiến nhân gian ngục,
tiến trung vực là bước đầu tiên chúng ta đi. Ta hy vọng các ngươi đều có thể an toàn, nhưng, kỳ vọng thật sự của ta, là muốn trận chiến này đầy đủ đặc sắc. Tại ngày thứ hai khi Kiều Vô Hối đến chiến quốc, sứ giả nhân gian ngục đã đến. Khương Phàm trưởng lão, hân hạnh, ta là Tang Hồng Nho của nhân gian ngục, nhận lệnh đến đây bái phỏng, hy vọng có thể giải quyết một chút hiểu lầm giữa chúng ta. Một nam tử trung niên sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn đi đến Hung Linh Hầu Phủ, khả năng nghiêm túc đã quen, sẽ không cười quá nhiều, sau khi lộ ra một nụ cười hư giả khó chịu liền khôi phục thái độ bình thường. Trong tay hắn nắm một sợi xiềng xích, kéo lấy một tiểu nam hài y phục lam lũ. Nam hài gầy gò, ánh mắt ảm đạm, giống như con rối không có linh hồn, bị dắt đi tới. Tuy nhiên, trong y phục của hắn cất giấu niết bàn thạch, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được. Khương Phàm chào một cái với Nạp Lan Thanh Cảnh ở bên cạnh, để hắn lưu ý tâm tư lão gia hỏa này. Ngươi gọi chuyện giữa chúng ta là hiểu lầm. Thật là một sự hiểu lầm. Lão bản của cửa hàng Thanh Bình trước kia đúng là trưởng lão của nhân gian ngục, tuy nhiên sau khi phạm sai lầm, đã bị đánh ra ngoài. Tại sao hắn lại ở biệt viện của Thanh Ngục? Tình huống cụ thể ta không rõ lắm, đại khái ý thức được mình sẽ bị bắt lấy, cho nên muốn xin mời Mộ Dung Tĩnh trợ giúp. Tuy nhiên ta nghĩ Mộ Dung Tĩnh hẳn là không có đồng ý hắn, vấn đề nguyên tắc như thế này, Mộ Dung Tĩnh sẽ không phạm. Tang Hồng Nho tùy tiện nói hai câu liền nhẹ nhõm thoát khỏi hiểm nghi, rũ sạch liên quan. Khương Phàm nghe được thì lắc đầu, không hổ là người nhân gian ngục phái tới đàm phán, miệng lưỡi xác thực cao minh. Nạp Lan Thanh Cảnh mỉm cười, năng lực chơi xỏ lá của tên này so với Khương Phàm cũng không kém cạnh. Mặc dù là chuyện hiểu lầm, nhưng nhân gian ngục vẫn nguyện ý đền bù cho Khương Phàm trưởng lão. Tang Hồng Nho lấy ra một cái hộp gấm, bỏ vào trên mặt bàn. Đây là 10 giò tẩy tủy dịch tinh khiết, là chân bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu, từ trước đến nay đều là có tiền mà không mua được, có thể rèn luyện huyết mạch, cũng có thể dùng để luyện đan. Một chút tâm ý, xin hãy nhận lấy. Nói như vậy, chuyện U Mộng bị giết, cứ tính như vậy. U Mộng bị giết, đều là một mình tên họ Tề kia làm, nếu Khương Phàm trưởng lão bắt được hắn, cũng bắt được người của hắn, trực tiếp xử tử chẳng khác nào đã báo thù cho U Mộng cô nương. Ha ha. Ta đợi nhiều ngày như vậy, các ngươi lại cho ta câu trả lời như thế. Các ngươi cảm thấy Khương Phàm ta không phân rõ được thật giả, hay cho rằng ta không dám khiêu chiến nhân gian ngục? Khương Phàm trưởng lão hiểu lầm, ngươi đang đợi đáp án, ta đại biểu cho nhân gian ngục đưa đáp án. Tang Hồng Nho không thay đổi sắc mặt, nhìn Khương Phàm, hắn tin tưởng sau khi Khương Phàm đang tra đến nhân gian ngục làm khẳng định cũng đã hối hận. Đồ sát nhân gian ngục. Khương Phàm không có lá gan lớn như vậy. Cho nên, hắn cho một bậc thang, Khương Phàm thuận thế đi xuống, vẹn toàn đôi bên. Tuy nhiên mục đích thật sự mà hắn tới đây vẫn là vì điều tra niết bàn thạch. Hắn cũng chính là vị trưởng lão mà Tề trưởng lão liên tục mời kia. Trước đó kỳ thật rất không nguyện ý, nhưng Tề trưởng lão bị bắt, cơ bản không có hy vọng còn sống. Hắn chỉ có thể đón lấy lời mời này, đến thay Tề trưởng lão làm thăm dò sau cùng. Cũng may hắn có một hài tử phụ trách, niết bàn thạch, có thể dùng đến sò xét. Đây không phải là đáp án ta muốn. Ngươi trở về xin chỉ thị nhân gian ngục, tất cả người liên quan, đều đưa đến nơi này cho ta, nếu không. Nếu không thì như thế nào? Khương Phàm trưởng lão, chúng ta đều là người thông minh, cũng không cần nói chuyện hồ đồ. Nhân gian ngục chúng ta không nguyện ý trở mặt cùng xí thiên giới càng sẽ không bởi vì ngươi, mà đắc tội nhân gian ngục. Cho nên, chuyện đến đây là kết thúc, đối với người nào cũng đều tốt. Ngôn ngữ Tang Hồng Nho dứt khoát, thái độ cường thế lại lạnh lẽo cứng rắn, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung chú ý thể hiện của Khương Phàm. Khương Phàm cố ý trầm mặc, thoạt nhìn đang chăm chú cân nhắc, nhưng thật ra đang cho Nạp Lan Thanh Cảnh tranh thủ thời gian nhìn trộm tâm tư Tang Hồng Nho. Một hồi sau, hắn mới nhìn về phía Nam Hải bên cạnh. Hắn là ai? Nô lệ ta vừa mua bên trên đường. Thời gian vội vàng, còn không có để hắn học được quy củ. Xin thứ lỗi. Tang Hồng Nho nói, dùng sức kéo xiềng xích một cái. Nam Hải Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, lảo đảo mấy bước liền ngã ở trên mặt đất. Tang Hồng Nho cao giọng răn dậy. Đồ hỗn trướng, trước khi đến ta đã dạy ngươi bao nhiêu lần. Nơi như thế này, khi đến liền phải xoay người cúi đầu. Nam Hải Nhi kéo căng lấy bờ môi, ánh mắt quật cường, thế nhưng quá mệt mỏi. Dãy dụa muốn đứng lên, cúi đầu, khom người xuống.
hỗn trướng, xoay người cho ai? Tang Hồng Nho nâng một chân đá vào cạnh eo Nam Hải. Nam Hải nhào vào trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, gian nan chống thân thể lên, lùi đến sau lưng Tang Hồng Nho, cúi người cúi đầu xuống. Để Khương Phàm trưởng lão chê cười. Tang Hồng Nho thản nhiên nói, tiếp tục lưu ý thể hiện của Khương Phàm. Khương Phàm có một trực giác, đứa nhỏ này hẳn là truyền nhân hậu thế của thuộc cấp kiếp trước nào đó, nhưng Nam Hải tóc tai bù xù, thấy không rõ linh văn trên trán, không dễ phán đoán thân phận. Nếu là nô lệ, liền đưa ra bên ngoài. Khương Phàm trưởng lão có chỗ không biết, tính tình hắn cực kỳ ngang tàng, luôn muốn chạy trốn. Ta cũng bất đắc dĩ mới buộc lấy hắn. Khương Phàm biết Tang Hồng Nho đang quan sát hắn, không tiện hỏi nhiều, nhịn xuống xúc động muốn cứu người, nói. Ta không có thù oán với nhân gian ngục, ta cũng không nguyện ý dùng cách như vậy đối kháng cùng nhân gian ngục. Nhưng, ta đã đồng ý với vị hôn thê của ta, sẽ thay nàng báo thù, lúc ấy ta cũng đã tuyên cáo chiến quốc, muốn nợ máu phải trả bằng máu. Tề trưởng lão đã không phải người của nhân gian ngục nữa, những gì hắn làm, đều không có liên quan gì tới nhân gian ngục. Tang Hồng Nho nhắc nhở Khương Phàm, nghe không rõ sao. Chúng ta đang tìm cho ngươi một cái lối thoát, miễn cho huyên náo lẫn nhau cũng sẽ khó khăn. Tề trưởng lão trước đó thuộc về một ngục nào trong thất ngục? Phụ trách săn giết, Hồng Ngục. Trở về phục mệnh nhân gian ngục, ta muốn ngục chủ Hồng Ngục đến đây tạ tội. Ta muốn 1267 sát thủ lệ thuộc trực tiếp Hồng Ngục đến đây chịu chết. Nếu như làm được, việc này kết thúc như vậy, ta không truy cứu nữa. Nếu như các ngươi làm không được, Khương Phàm ta nhất định phải báo thù đến cùng. Đến lúc đó không chỉ là một cái Hồng Ngục, cũng không chỉ là 1267 người. Khương Phàm dùng ánh mắt hung ác, đe dọa nhìn Tang Hồng Nho. Tang Hồng Nho cau chặt lông mày. Khương Phàm trưởng lão, người đã nghĩ thông suốt. Ta rất rõ ràng. Khương Phàm đứng dậy, cao giọng nói. Người đâu, tiễn khách. Chờ tin tức. Tang Hồng Nho trầm mặt nhìn chằm chằm Khương Phàm một lát, quay người dắt xiềng xích đi ra ngoài. Ta cho các ngươi thời gian 10 ngày, mau chóng. Khương Phàm cảnh cáo, cũng nắm chặt nắm đấm, tự hỏi nên làm sao cứu Nam Hải này đây. Lề mề cái gì? Tang Hồng Nho bỗng nhiên kéo Nam Hải Nhi một cái, tựa như đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, cố ý gây chuyện. Nam Hải Nhi đi mau mấy bước, vừa muốn đuổi theo. Tang Hồng Nho lại tăng tốc, lại kéo xiềng xích một cái nữa. Nam Hải Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, dưới chân mất tự do một cái, nhào vào trước cửa. Đồ hỗn trướng, giữ ngươi lại làm gì? Tang Hồng Nho đột nhiên nâng một chân, bàn chân lấp lóe cường quang, thế như thiết chùy, thẳng đến đầu Nam Hải Nhi. Nam Hải Nhi không có chút chuẩn bị nào, đang muốn giằng co. Bành! Răng rắc! Đầu Nam Hải Nhi vỡ nát tại chỗ, huyết thủy phun tung tóe, nhuộm đỏ bậc cửa. Tang Hồng Nho nháy mắt quay người, ánh mắt bén nhọn tập trung vào Khương Phàm. Một màn này quá đột nhiên, Khương Phàm lại đang nghĩ là nên làm sao cứu người. Tràng diện bắn nổ, huyết thủy đỏ thấm, giống như dùi nhọn đâm vào mắt hắn. Đầu Khương Phàm ông ông, định ở nơi đó. Tuy nhiên, tại một khắc Tang Hồng Nho nhìn về phía Khương Phàm này, Nạp Lan Thanh Cảnh đã xuất hiện ở trước cửa cách đó không xa, vừa vặn ngăn trở tầm mắt của hắn. Thời cơ vừa đúng. Khương Phàm bừng tỉnh, cưỡng ép ngăn chặn cơn tức giận đang muốn dâng lên, chỉ là nhíu mày, bất mãn nói. Người đây là ý gì? Tang Hồng Nho tránh khỏi Nạp Lan Thanh Cảnh, chăm chú nhìn mắt Khương Phàm. Xin lỗi, nhất thời xúc động. Khương Phàm cố gắng khống chế cảm xúc, biểu hiện chỉ có bất mãn, còn mang theo mấy phần lạnh nhạt. Ngươi có quyền xử lý nô lệ của ngươi, nhưng xin chú ý trường hợp. Ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Tang Hồng Nho lấy thi thể đi, lại lưu ý sắc mặt Khương Phàm. Không có đau đớn, không có xúc động, ngay cả niết bàn thạch cũng đều không có khiến cho Khương Phàm chú ý. Thật chẳng lẽ là tính sai rồi? Như vậy cũng tốt, nếu như Khương Phàm thật sự là người mà bọn hắn muốn chờ, ngược lại sẽ rất phiền toái. Khương Phàm trưởng lão, ta sẽ bẩm báo yêu cầu của ngươi, nhưng ta còn muốn nhắc nhở ngươi, có chừng có mực. Tang Hồng Nho để lại câu nói, rời khỏi sân nhỏ. Nên trở về đi phục mệnh. Khương Phàm, không phải người bọn họ muốn tìm. Ha ha, Tề lão đầu thật đáng thương. Lại xin mời Thiệu gia ra tay, lại xin mời Thanh Ngục hiệp trợ, còn chọc tên điên Khương Phàm này, huyên náo oanh oanh liệt liệt.
Kết quả dựng mình vào, dựng Mộ Dung Tĩnh vào, cuối cùng lại tính sai. Cho đến khi Tang Hồng Nho rời khỏi mười mấy phút, thể hiện lạnh lùng của Khương Phàm mới trở nên âm trầm. Ngươi, đã sớm biết. Nạp Lan Thanh Cảnh nói. Cảnh giới của hắn rất cao, tâm lý phòng ngự rất mạnh, ta cảm nhận không rõ ràng, nhưng ta đoán được. Vì sao không ám chỉ ta? Đây chính là thăm dò cực đoan, cũng là thăm dò cuối cùng mà ta đoán ra được từ Mộ Dung Tĩnh nơi đó. Nếu như ngươi thể hiện ra bất kỳ vấn đề gì, nhân gian ngục sẽ tiếp tục điều tra ngươi, điều tra thật sâu. Chỉ khi ngươi thông qua được kiểm tra của bọn hắn, nhân gian ngục mới có thể tạm thời hủy bỏ hoài nghi đối với ngươi. Ngươi bây giờ, tạm thời đã tính là an toàn. Nạp Lan Thanh Cảnh không có nhắc nhở Khương Phàm, là sợ Khương Phàm xúc động. Cho nên, hắn đã không để lại dấu vết dịch chuyển về phía trước, lại lợi dụng đúng cơ hội, ngăn trở ánh mắt Tang Hồng Nho, cho Khương Phàm tranh thủ thời gian. Sắc mặt Khương Phàm âm trầm đến dọa người. Thế nhưng hắn đã chết, hắn là truyền nhân thuộc cấp của ta ngay cả hắn là ai, tên là gì cũng không biết, hắn thế mà chết ở trước mặt ta. Nạp Lan Thanh Cảnh không nói lời nào, chỉ là tiếc nuối lắc đầu. Khương Phàm đi tới cửa bên ngoài, nhìn vết máu pha tạp đầy đất, hồi tưởng đến sắc mặt Nam Hải tiểu tụy tái nhợt, trong lòng tuôn ra lửa giận không cách nào kiềm chế. Những thuộc cấp kia đều đã từng là tùy tùng trung thành nhất của hắn. Hắn để lại niết bàn thạch cho bọn hắn, từng để cho bọn hắn kiêu ngạo, để bọn hắn kích động, cam nguyện làm bảo vật lưu truyền. Thế nhưng, cái gọi là vinh quang, lại đẩy truyền nhân hậu đại của bọn hắn vào biển lửa, bị người khác tra tấn người không ra người quỷ không ra quỷ. Sao hắn có thể xứng đáng với thuộc cấp đã chết đi được? Sao hắn có thể xứng đáng với sự trung thành của bọn hắn được? Thiệu Thanh Duẫn. Khương Phàm đột nhiên dữ tợn, tiếng gào thét giống như ác quỷ. Ngươi là tiện nhân phát rồ. Ta nhất định phải ngươi kéo tới trước Anh Linh Điện, vĩnh viễn quỷ ở nơi đó chuộc tội. Nạp Lan Thanh Cảnh có chút há mồm, muốn nói gì đó. Thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ Khương Phàm dữ tợn nổi điên, lời vừa tới miệng, lại trở thành. Ta đi theo Kiều gia tiến vào trung vực, muốn giữ vững ưu thế liền cần chúng ta đào sâu bí mật cứ điểm của nhân gian ngục. Nguyệt nhãn linh văn của ta có thể cung cấp một chút trợ giúp. Nhưng thật ra hắn muốn đề nghị, trước tiên đừng đi đụng những niết bàn thạch kia, đừng đi cứu những truyền nhân gặp nạn chịu khổ kia. Nếu không rất dễ dàng khiến cho nhân gian ngục cảnh giác, báo thù, một lần nữa chuyển rời đến bên trên, niết bàn thạch. Nhưng cảm xúc Khương Phàm bây giờ rất kích động, hắn không tốt để nói thẳng, chỉ có thể theo Kiều gia và ác nhân cốc hành động, đến trung vực chỉ đạo bọn hắn nên làm cái gì, nên lẩn tránh cái gì. Kỷ nguyên năm thứ 9, ngày 17 tháng 2. Tại thời điểm rất nhiều người ở chiến quốc còn xem việc Khương Phàm báo thù là trò cười, thời điểm khi nhân gian ngục khịt mũi coi thường đối với sự khiêu khích của Khương Phàm, thời điểm khi trung vực Nam Bộ còn không có không biết đã xảy ra chuyện gì, một trận tập kích mãnh liệt đột nhiên xuất hiện bộc phát. Kiều Vô Hối trải qua bố trí tỉ mỉ, được Xí Thiên Giới tình báo chỉ dẫn, khóa chặt cứ điểm, sát thủ công hội, khổng lồ nhất của nhân gian ngục, còn có tổng bộ Lam Ngục. Tổng bộ Hồng Ngục. Kiều Vô Hối dẫn đầu chư vị lão tổ Kiều gia, cùng chi đội Liệp Kiêu lao thẳng tới tổng bộ Hồng Ngục. Khương Diễm mang theo ác nhân cốc lao thẳng đến tổng bộ Lam Ngục. Kiều Anh Tung, Kiều Vạn Niên thì bôn tập sát thủ công hội trong đêm. Chiến tranh đột nhiên bộc phát. Không có bất kỳ dấu hiệu gì, không có chút gì do dự gì. Mặc dù Hồng Ngục là tổ chức săn giết mạnh nhất của nhân gian ngục, chiếm cứ số lượng sát thủ cường đại khổng lồ. Mặc dù Lam Ngục là tổ chức tình báo của nhân gian ngục, có vô số cường giả trấn thủ, mặc dù bọn hắn đều là tổ chức quan trọng nhất, đặc thù nhất của nhân gian ngục. Mặc dù, nhưng bọn hắn đều không có chút chuẩn bị nào, ngay cả cường giả cấp bán thánh, hay cao giai niết bàn cảnh căn bản là đang ở trạng thái bế quan. Tập kích bộc phát trong đêm khuya, kết thúc vào sáng sớm. Tổng bộ Lam Ngục, Hồng Ngục bị phá hủy triệt để, từ pháp trận đến cung điện. Chôn vùi thành cặn bã. Bán thánh của Hồng Ngục và Lam Ngục, toàn bộ chiến tử. Hơn 3.700 sát thủ bỏ mình. Chỉ có ngục chủ hai ngục mang theo bộ phận thân vệ may mắn đào thoát. Sát thủ công hội càng bị san thành bình địa. Nơi này không có cường giả đặc thù, nhưng lại là nơi phát ra mệnh lệnh quan trọng, đánh mất là mặt mũi. Chiến tranh kết thúc, tin tức lại giống như kinh lôi, như biển gầm, nhanh chóng quét sạch trung vực Nam Bộ. Là chúa tể thế giới dưới đất, trên thanh danh, nhân gian ngục không kém gì hoàng tộc,
cũng làm cho cường tộc kiêng kỵ. Đừng nói nhân gian ngục không nghĩ tới, ngay cả thế lực trung vực Nam Bộ cũng đều không có nghĩ đến, lại có người không kiêng nể gì tập kích bọn họ như thế. Nhưng, ai cũng không nghĩ tới, tập kích cũng không có kết thúc như vậy. Khi nhân gian ngục nhận được tin tức, trên dưới đang tức giận, Kiều Vô Hối, Khương Diễm, Kiều Anh Tung và những người khác đã nhanh chóng tập kết, thẳng đến tổng bộ thanh ngục. Lần này, Kiều Vô Hối và bọn hắn tập trung toàn bộ lực lượng. Thanh ngục cứ việc chuẩn bị sẵn sàng, vẫn nhanh chóng sụp đổ bên dưới thế công mãnh liệt như lôi đình, như mưa to, ngoại trừ đám người ngục chủ đã tiến về tổng bộ Thiệu gia, may mắn giữ được mạng sống ra, người lưu thủ trong tổng bộ thanh ngục, hầu như bị tàn sát không còn ai. Cùng lúc đó, tin tức liên quan tới thân phận kẻ tập kích, cũng nhanh chóng lan tràn trung vực Nam Bộ, gây nên oanh động càng lớn, là Kiều gia cùng ác nhân Cốc Lưu vong ở biên hoang Nam Bộ, là thế lực cường đại trong tay Khương Phàm. Nguyên nhân là Khương Phàm đã tuyên chiến nhân gian ngục, nhưng nhân gian ngục không có để ý tới. Thiệu gia, một đám phế vật, chuyện quan trọng như vậy, tại sao không nói cho ta biết trước? Khương Phàm đã công khai tuyên bố muốn tuyên chiến nhân gian ngục, các ngươi liền không hề chuẩn bị sao? Gia chủ Thiệu gia tức giận gào thét. Trước ngày hôm nay, hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Thanh ngục, Hắc ngục, đều không có báo cáo với bọn hắn. Hắn chỉ biết là Hắc ngục hoài nghi Khương Phàm có liên quan tới Niết Bàn Thạch, cũng đang điều tra. Sau bọn hắn nhận được tin tức chỉ là phê chỉ thị thận trọng xử lý. Kết quả mấy tháng mà thôi, lại gây nên tai họa lớn như vậy. Chúng ta không nghĩ tới Khương Phàm sẽ làm thật, cũng đang chuẩn bị tiếp xúc cùng Khương Phàm. Ngục chủ Thanh Ngục quỳ gối trước điện, sắc mặt khó coi. Mẹ kiếp! Ai có thể nghĩ đến tên hài tử kia ngao ngao hai tiếng liền điều động thánh nhân của hắn giết tới thật. Có thể làm chuyện như vậy sao? Cái này lại không phải là chuyện hai người cãi nhau, kích động liền nâng đao. Đây là đối kháng giữa hai siêu cấp thế lực, không được đàm phán. Không được tiếp xúc. Lại nói, đám người Kiều gia kia không phải đang đào vong sao? Không phải đang bị Chí Tôn Kim Thành cổ Hoa Hoàng Thành liên hợp đuổi bắt sao? Lúc nào lại tiến vào trung vực rồi? Không sợ bị vây bắt sao? Tất cả ngục chủ đều đã trình diện, cũng đang muốn giận dữ mắng mỏ ngục chủ Thanh Ngục, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, coi như đổi thành bọn hắn, cũng không thể nào nghĩ đến Khương Phàm lại dám trực tiếp tuyên chiến, mà còn là phương thức đổ sát như thế này. Quá hung tàn, không cố kỵ gì. Chẳng lẽ hắn không suy nghĩ hậu quả sao? Chẳng lẽ hắn không biết nhân gian ngục có thể điều động mấy triệu sát thủ sao? Gia chủ Thiệu gia căm tức nhìn ngục chủ Thanh Ngục. Ngươi là ngục chủ Thanh Ngục, phụ trách kết giao cường tộc các phương, phụ trách ước định trình độ nguy hiểm và tốt đẹp giữa các phe, càng cần kịp thời báo cáo với Thiệu gia. Khương Phàm có thể hại chết Tác Ngọc Đường, có thể tạm giam truyền nhân thiên phẩm của Vạn Đạo Thần Giáo, ngươi còn không rõ ràng về quan hệ giữa hắn cùng giới chủ Xí Thiên sao? Nếu như Khương Phàm đã tuyên chiến thì khẳng định sẽ làm chuẩn bị, trước tiên ngươi hẳn nên báo cáo với Thiệu gia. Ngục chủ Thanh Ngục nhắm mắt nói. Là Hắc Ngục nơi đó mời chúng ta chờ một lát, bọn hắn an bài Tang Hồng Nho trưởng lão đi tiếp xúc Khương Phàm, xác minh Khương Phàm phải chăng có liên quan cùng Niết Bàn Thạch. Có liên quan không? Ngục chủ Lam Ngục nhíu mày. Lam Ngục bọn hắn phụ trách tình báo, thế nhưng đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ vì quyền lợi của Hắc Ngục quá lớn, chỉ cần dính đến Niết Bàn Thạch, bất kỳ người nào không được nhúng tay, bất kỳ người nào cũng đều phải phối hợp. Đã chính thức xác định, không có liên quan. Ngục chủ Thanh Ngục lắc đầu. Hắn đang đợi nơi đó hồi phục, sau đó chính thức quyết định khai thác xem dùng cách gì để tiếp xúc với Khương Phàm. Nếu quả thật có liên quan cùng Niết Bàn Thạch, vậy thì không phải là chuyện của Thanh Ngục, giao cho Hắc Ngục xử lý. Ngục chủ Hồng Ngục đằng đằng sát khí, từ đầu đến cuối luôn nắm chặt tay, nghiêm mặt. Ngục chủ, chuyện đã xảy ra, chúng ta xác thực đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng bây giờ việc cấp bách vẫn phải thương lượng đối sách. Chúng ta không thể lại xem Khương Phàm là hài tử, phải làm thành đối thủ thật sự, mà còn là một đối thủ nguy hiểm tàn nhẫn hiếu sát, không sợ hãi, lại không tuân theo quy củ. Cũng phải coi trọng đám người Kiều gia và ác nhân Cốc kia, bọn hắn có thánh nhân, có bán thánh, thực lực không thể khinh thường. Phụ trách thương hội, ngục chủ Bạch Ngục nói. Ta thấy Khương Phàm sẽ không dám tiếp tục khai chiến. Hẳn là chỉ đánh mấy trận liền triệu hồi người đi, nếu không, phái người nói chuyện với hắn trước một chút. Ngục chủ Hồng Ngục giận dữ đứng dậy. Đàm phán,
Khương Phàm đã hủy tổng bộ tam đại ngục chúng ta, đây là đang quất vào mặt chúng ta, ăn thịt chúng ta, nếu như chúng ta còn đi đàm phán, chẳng phải là để cho người trong thiên hạ cười nhạo. Trực thuộc ở Thiệu gia, ngục chủ Tử Ngục nói. Lực lượng nhân gian ngục chúng ta vô cùng phân tán, tổng bộ bị hủy chỉ có thể coi là thương cân động cốt, không phải diệt trừ tận gốc. Lam ngục là lực lượng tình báo, thanh ngục là mạng lưới quan hệ, hồng ngục là sát thủ, đều còn đang phân tán ở bên ngoài. Chỉ cần ngục chủ các ngươi có đầy đủ năng lực, vẫn có thể trong thời gian ngắn lại bắt đầu vận hành ba ngục lại từ đầu. Cho nên, chúng ta không cần thiết phải sợ bọn họ. Khương Phàm hắn, càng là chọn sai đối thủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ánh mắt gia chủ Thiệu gia đầy hung quang, quả quyết hạ lệnh. Tuyên bố lệnh truy nã ở thế giới dưới đất tại trung vực Nam Bộ cho ta, tất cả sát thủ toàn bộ buông xuống nhiệm vụ trong tay, lập tức trở về, lùng bắt toàn bộ Kiều gia cùng ác nhân cốc. Khương Phàm muốn đấu, chúng ta sẽ bồi hắn đấu đến cùng. Cho hắn biết nhân gian ngục chúng ta là xưng bá thế giới dưới đất tại Nam Bộ như thế nào. Cho hắn biết đám người Kiều gia kia rời khỏi Đại Hoang Thâm Uyên chính là đám rác rưởi. Vị thánh nhân Kiều gia kia thì sao? Thiệu gia chúng ta không có thánh nhân sao? Linh văn của Kiều Vô Hối hắn thuộc hỏa diễm, thánh tổ Thiệu gia ta vừa vặn để hắn hiểu được cái gì gọi là áp chế toàn diện. Ta sẽ đích thân xin mời thánh tổ rời núi, tự mình thu thập Kiều Vô Hối. Những việc khác, mau chóng giải tin tức đến Nam Bộ, Tây Bộ, cùng Bắc Bộ. Nhân gian ngục chúng ta không tiếc cái giá để vây khốn Kiều gia và ác nhân cốc. Có oan ôm oan, có thù báo thù, đều mau chóng tới cho ta. Tới chậm, ngay cả canh đều không được uống. Tổng bộ hắc ngục, Kiều gia, ác nhân cốc, bọn hắn theo mệnh lệnh Khương Phàm đến báo thù. Khương Phàm lại vì một nữ tử hoa lâu thế mà điều Kiều gia và ác nhân cốc đến trung vực. Các cao tầng hắc ngục tụ tập trung một chỗ. Đối mặt tập kích bất ngờ. Bọn hắn vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Khương Phàm nói báo thù liền báo thù thật. Lại còn là vì một nữ tử hoa lâu. Hắn không sợ để người trong thiên hạ cười nhạo sao. Đã xác định được Khương Phàm không có liên quan cùng Niết Bàn Thạch. Hắn không chỉ muốn báo thù, rất có thể là muốn dùng tên nhân gian ngục chúng ta, tăng lên danh uy của hắn. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, Khương Phàm hắn ngoại trừ tựa lưng vào xí thiên giới. Còn có một lực lượng cường đại lại không sợ hãi khác, Khương Phàm hắn càng là cái gì cũng không sợ, cái gì cũng dám gây. Ngục chủ hắc ngục suy đoán mục đích của Khương Phàm. Không giống với tất cả các ngục khác khẩn trương cùng tức giận, hắn rất nhàn nhã. Hắc ngục trực thuộc ở tiên tổ Thiệu gia, không nhận bất luận kẻ nào quản thúc, mục đích của bọn hắn cũng chỉ là phụ trách điều tra Niết Bàn Thạch. Nếu Khương Phàm không có liên quan gì với Niết Bàn Thạch, chuyện này liên lụy không đến bọn hắn. Đại trưởng lão Hắc Ngục nói, Ngục chủ, ngài nói Kiều gia là đánh lén xong trực tiếp rút lui, hay là thật sự muốn khai chiến cùng nhân gian ngục chúng ta? Khó mà nói được, lấy tình cảnh của Kiều gia, bình thường hẳn là đánh xong liền rút lui, biến mất sạch sẽ. Nếu như thế thì đã có thể làm cho nhân gian ngục chúng ta không chỗ phát tiết, cũng không cho thánh tổ cổ hoa cơ hội. Thế nhưng, với tính cách của Khương Phàm, từ mấy lần sự kiện lớn liền nhìn ra, hắn không làm việc theo mưu kế, luôn có thể ra tay bất ngờ. Mục đích đúng là làm cho tất cả mọi người đều theo không kịp ý nghĩ của hắn, do hắn đến khống chế phát triển chiến trường. Nếu như thế, không phải chúng ta cũng nên làm chút chuẩn bị. Chúng ta không liên quan tới chuyện này, xem kịch là được. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hắc ngục chúng ta là đặc biệt nhất trong thất ngục, chỉ cần Khương Phàm tra được điểm ấy liền có khả năng ra tay bất ngờ tới tập kích. Không phải chúng ta nên di chuyển những người trong địa lao kia đi trước sao? Các trưởng lão khác nói. Cứ điểm này của chúng ta vô cùng bí ẩn, coi như Khương Phàm biết chúng ta đặc biệt, cũng không tìm thấy nơi này. Hẳn là không có vấn đề gì. Ngục chủ Hắc Ngục trầm ngâm một lát, nói. Không nên khinh thường, người trong địa lao, chuyển đi toàn bộ, mau chóng mang đến Thiệu gia. Đại trưởng lão, kẻ ở tầng dưới chót nhất kia do ngươi tự mình hộ tống. Đại trưởng lão khẽ chau mày, nhưng vẫn tiếp nhận nhiệm vụ. Ta sẽ thuận lợi mang hắn đến Thiệu gia. Bá vương chiến quốc, trung vực Nam Bộ đánh nhau. Khương Phàm thật sự đã tuyên chiến với nhân gian ngục, mấy ngày ngắn ngủi, đã đổ sát mấy ngàn sát thủ, phá hư số lượng lớn cứ điểm. Ngay cả tổng bộ Lam ngục, Hồng ngục, Thanh ngục đều hủy. Quá điên cuồng, quá hung tàn. Khương Phàm thật sự là lộ ra dã tính từ trong lòng.
Ta cho rằng hắn tiến vào xí thiên giới có thể thu liếm chút, không nghĩ tới lại trực tiếp động tới nhân gian ngục. Ta cảm giác nhân gian ngục đều bị làm cho ngây ra, đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, chuyện tổ chức sát thủ bị đè đầu xuống cuồng đánh như thế còn chưa từng xảy ra đâu. Khương Phàm không có sử dụng lực lượng của xí thiên giới, chỉ là dùng lực lượng cá nhân, cho nên chuyện này liền không có liên quan gì với xí thiên giới. Xí thiên giới còn có thể tiếp tục bảo đảm Khương Phàm. Thông minh, quá thông minh. Đều biết trong tay Khương Phàm có lực lượng kiều gia và ác nhân cốc như vậy, nhưng cũng đều coi là nguồn lực lượng này đang bị truy sát, không cần đến, càng không dùng đến. Không nghĩ tới, Khương Phàm lại trực tiếp điều bọn hắn đến trung vực. Chiến quốc lần nữa náo nhiệt, tiếng nghị luận tràn ngập tại tử lâu quán trà, cửa hàng đường đi, thậm chí là trong ngoài cửa thành. Người trước đó còn chế giễu Khương Phàm đánh mặt, bây giờ ngược lại thì cảm giác mặt mình nóng bỏng. Vương phủ của Thánh Quốc, hầu phủ hai nước, đều rung động không thôi. Xí thiên giới từ khi sáng lập đến bây giờ, cũng không có xuất hiện qua tên điên như vậy. Hung linh hầu là nguy hiểm, Khương Phàm là hoàn toàn điên cuồng, mấu chốt là hai gia hỏa này lại còn hợp tác với nhau. Khương Phàm, ai, nuôi trong nhà và hoang dại chính là có khác nhau. Bên trong bầy dê có một con lửa hoang, bên trong đàn voi nhiều thêm một con cuồng sư. Sau khi Khương Phàm nhận được tin tức, hắn đã rất kích động và càng khát vọng. Đã rất lâu hắn không có sảng khoái chiến đấu. Sinh tử cảnh quá oan uổng. Nếu như không phải bị cảnh giới hạn chế, hắn thật muốn xông đến trung vực Nam Bộ, tự mình săn giết sát thủ nhân gian ngục. Tuy nhiên tiếp đó mới thật sự là chiến đấu. Đám ác lang nhân gian ngục kia bị đánh thức. 100.000 sát thủ lệ thuộc trực tiếp, số lượng lớn sát thủ treo giải thưởng, chẳng mấy chốc sẽ chịu tập kết. Mà nơi đó là địa bàn của bọn hắn, lúc nào cũng có thể phát hiện tung tích của bọn người kiều vô hối. Nguy hiểm nhất là thánh tổ đang ngủ say của Thiệu gia, uy lực thái M cực diễm cùng đại mộ bí thuật tại cảnh giới thánh linh cảnh càng kinh khủng, thật sự sẽ có khả năng áp chế kiều vô hối toàn diện. Còn có cường giả của cổ hoa hoàng thành, chí tôn kim thành, thậm chí là huyền nguyệt hoàng triều. Gần đây cũng sẽ ở nhận được tin tức, bằng tốc độ nhanh nhất nhào về phía kiểu vô hối. Lần này, thiên cung sẽ lại không nhúng tay nữa, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn đi đối mặt. Gió tanh mưa máu, mới có thể đúc thành cường giả chân chính. Khương Phàm thay bọn hắn lo lắng, nhưng cũng có lòng tin đối với bọn hắn. 3 ngày sau, một vui mừng khiến cho hắn chấn phấn. Dung hợp, trong thanh đồng tiểu tháp đã kết thúc. Lý Dần cùng Tinh Thuẫn đã hòa làm một thể, hơn mấy ngàn vạn lần xé rách gây dựng lại, mang đến biến đổi kéo dài. Năng lượng Tinh Thuẫn thẩm thấu đến từng bộ vị, thậm chí là trong tế bào. Hắn cảm giác mình không thể bị phá vỡ, ý chí kéo dài trên vạn dặm núi sông. Ngay cả cảnh giới đều ổn định tại cửu trọng thiên. Tiếc nuối là Linh Văn không có đột phá đến thiên phẩm, có thể là Tinh Thuẫn chú trọng thể chất thay đổi hơn. Cũng có thể là năng lượng của hồn thiên linh bảo cần hắn tự mình kích phát ở sau này. Tuy nhiên, linh văn xác thực có thay đổi, giống như khoảng cách đến thiên phẩm chỉ cách xa một bước. Dương Biện dung hợp chiến kích, toàn thân bò đầy đường vân đỏ thẫm, lộ ra tà ác dữ tợn. Bởi vì là trùng tu, cơ sở còn ở đó, cho nên cảnh giới đã tăng lên thật nhanh. Chưa tỉnh lại, đạt đến linh hồn cảnh bát trọng thiên. Hắn mong đợi nhất là sẽ thức tỉnh kinh hồn. Cũng đã hoàn thành trong lúc này. Không phải thái cổ kình hồn, mà là ước mơ tha thiết, lại không dám hy vọng xa vời, viễn cổ kình hồn. Khương Bân cùng cây giáo hoàn thành dung hợp chân chính, khí tức đao thương phần đuôi đạt tới cực hạn, có uy thế cường đại đâm thủng cả trời. Hỗn nguyên linh bảo đã cùng các ngươi hoàn toàn dung hợp. Bọn chúng biến thành các ngươi biến thành bọn chúng. Nói một cách khác, các ngươi bây giờ chính là binh khí hình người. Hỗn nguyên linh bảo cùng các ngươi là thuộc về quan hệ ký sinh, bọn chúng sẽ bảo vệ các ngươi cũng có thể mượn dùng lực lượng của bọn chúng. Sau khi các ngươi chết, cần tế hiến linh hồn. Các ngươi là chủ nhân đầu tiên của bọn chúng, định vị tên đi. Khương Phàm phóng xuất bọn hắn ra ngoài, giới thiệu tình huống của hỗn thiên linh bảo. Trích lời tác giả, quyển thứ hai, bộc phát toàn diện. Điên cuồng dung hợp, tạo hóa thương sinh. Ngoài ý muốn mở ra, ước vạn quốc vận, bừng tỉnh đại lục thương huyền đang yên lặng. Đệ nhất hoàng phi thức tỉnh, nhân gian ngục ra tay bá đạo, ngũ đại kim thai cảm ứng, tề tụ về phần thiên chiến vực, hoàng tử quốc vận ra thân, cuồng chiến bát bộ hoàng đạo, thiên hậu ngự thiên mà đi,
vạn thú tại Đại La Sơn gọi trời, Tu La lại nổi lên cuộc chiến tại Côn Lôn, xé rách sinh tử lưỡng giới. Đất trời tung bay máu, vạn tộc chấn động. Liệt hỏa phần thiên, Ngô Hoàng vạn tuế. Khi thân phận thần hoàng chiêu cáo thiên hạ, khi Đông Nam thiên môn tái hiện thế gian, khi mấy triệu chiến hồn giết ra khỏi âm u, ngàn năm di bí dẫn bạo thương huyền đại lục. Mà trong lúc hỗn loạn vô tận, lại ẩn núp lấy u ảnh quỷ bí. Lý Dần, Dương Biện, Khương Bân bọn hắn vừa mới dung hợp, khí thế còn không dễ khống chế, đều sôi trào uy thế cường đại. Toàn thân Lý Dần phát sáng, giống như là đại lục hình người, có thể thấy rõ ràng sơn hà đại địa, rừng rậm thác nước, thậm chí có thể nhìn thấy thành quách con dân. Xung quanh Dương Biện cuồn cuộn huyết khí, hắc quang như sấm, giống như mở ra cửa địa ngục, tà ác lại càng khốc liệt hơn. Tuy nhiên viễn cổ kinh hồn của hắn quá cường đại, cũng hình thành hình dáng, mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, nhấc lên ở sâu trong huyết hải, kinh minh như ẩn như hiện, quanh quẩn giữa rất trời. Khương Bân thì cuồn cuộn liệt diễm toàn thân, hoàn toàn áp chế không nổi, một loại uy thế thẳng tới khung trời, tạo nên mê vụ cuồn cuộn, rung động lòng người. Hỗn Thiên Linh Bảo, còn có vũ khí như thế này. Lần đầu tiên Dương Biện nghe được cái tên như vậy. Tên, ta không quá rõ, tên là gì mới có thể xứng với nó. Lý Dần cảm nhận được khí tức hùng hậu phun trào khắp cơ thể, hắn rung động và càng kích động. Lần đầu tiên hắn có lòng tin to lớn, là lòng tin cưới hứa đan, là thể lòng tin khiêu chiến bản thể. Khương Phàm nói, các ngươi từ từ suy nghĩ, từ từ cảm ngộ, tóm lại bọn chúng có thể thay đổi nhân sinh của các ngươi cũng đừng phụ lòng bọn chúng. Dương Biện nhìn Khương Phàm, ngươi thật sự cứ cho ta như vậy, có điều kiện gì? Vũ khí như thế này tổng cộng có 5 kiện, đều cất giấu bí mật đặc biệt, sau khi các ngươi phát hiện nhất định phải chia sẻ cùng ta. Cái này dễ nói, còn gì nữa không? Dùng cái này làm tín vật đính ước giữa chúng ta, ta không hẹn buộc tự do của ngươi, cũng không cưỡng bách ngươi làm việc, nhưng ngươi phải đi theo bên cạnh ta, cho đến ngày nào đó ta có năng lực cùng ngươi giết trở lại thần dụ chi hải. Tín vật đính ước. Dương Biện lập tức cảnh giác. Hữu nghị. Khương Phàm cười cười. Thật không có mục đích khác. Dương Biện vẫn còn có chút hoài nghi. Đừng nghĩ ta muốn phức tạp như vậy, từ từ ở chung đi. Nếu như ngày nào đó ngươi cảm thấy chúng ta xác thực không thích hợp, ngươi có thể lấy đi rời khỏi bất cứ lúc nào. Ngươi nói có 5 hỗn thiên linh bảo, khác 2 cái. Dương Biện đang nói thì có 2 bóng người trong cánh rừng bên cạnh đi tới. Một người mỹ lệ linh động, tinh khiết duy mỹ. Một người phong thái hiểu điệu, quyến rũ động lòng người. Dáng người cao gầy, lượn lờ mềm mại mà đến, quá đẹp, hoàn toàn khác biệt phong cách mỹ diệu phong tình không có gì sánh kịp. Để cho người ta hoảng hốt, để cho người ta si mê. Giống như ngay cả xung quanh cánh rừng cũng đều tươi đẹp hơn rất nhiều. 2 kiện hỗn thiên linh bảo khác chính là các nàng. Dương Biện hoàn hồn, đáy mắt nổi lên sáng rực, không nhịn được lặp đi lặp lại dò xét. Túi da đẹp mắt có thể thấy được khắp nơi, nhưng mỹ lệ giống như vậy lại làm rung động lòng người, khí chất phi phàm, lại tản ra mị lực nữ tử đặc biệt. Khương Phàm cười nói, để cho ngươi thất vọng, 2 nam tử. Nam, cơ ngực lớn như vậy. Không phải là các nàng. À, ta nói sao, nam hài mà như thế này, để nữ tử sống thế nào. Cự kình linh văn, lại còn là kình hồn màu đen, ngươi là truyền nhân của hải thần đảo. Đôi môi mê người của Hướng Vãn Tình khẽ nói cười yếu ớt, chiếc lưỡi thơm tho ẩn hiện, khí chất mị hoặc để cho người ta căng phồng huyết mạch. Ta và Hải Thần Đảo đã không còn liên quan với nhau. Dương Biện nghe được 3 chữ Hải Thần Đảo, đáy mắt đã bùng lên ý lạnh, ngay cả huyết khí cuồn cuộn xung quanh cũng đều rung chuyển mãnh liệt, tản mát ra sát khí ngập trời. Hải Thần Đảo, đã từng là kiêu ngạo lớn nhất của hắn. Bây giờ lại giống như là cấm kỵ. Chỉ là nghe thấy thôi thì đã không nhịn được mà lên cơn giận dữ. Hắn làm sao thế? Hướng Vãn Tình kinh ngạc nhìn Khương Phàm, người này nhìn rất táo bạo. Không khác người lắm, bị ném bỏ. Tuy nhiên, hắn so với cô còn thảm hơn chút. Khương Phàm nhún nhún vai, đi đến trong bọn hắn. Tới đây, giới thiệu cho các ngươi làm. Đây là Dạ An Nhiên, ngũ hành thiên văn, đây là lão tặc, hỏa diễm huyễn điểu, là yêu linh thể. Dung hợp thượng cổ thái dương đồ đằng, đây là Hướng Vãn Tình, cửu vĩ thiên hồ linh văn, dung hợp thượng cổ thái M đồ đằng. Đây là đồ đệ của ta Lý Dần, trước mắt là chí tôn song thánh văn, người rất quen thuộc.
Đây là huynh đệ của ta Khương Bân, thân phận cụ thể ta cũng không rõ ràng, các ngươi từ từ ở chung. Khương Phàm chỉ vào Dương Biện nói. Cự Kình Thiên Văn, vừa mới thức tỉnh viễn cổ kình hồn. Viễn cổ kình hồn. Hướng Vãn Tình càng kinh ngạc. Nhân vật như vậy mà Hải Thần Đảo vậy lại từ bỏ. Không đúng, làm sao Khương Phàm lại cùng người như vậy liên lụy với nhau? Vẻ mặt cao ngạo của Dương Biện biến thành kinh ngạc. Thiên phẩm ngũ hành. Thượng cổ thái M Thái Dương đồ đằng. Khương Phàm từ chỗ nào sưu tập được nhiều cường giả như vậy? Hắn muốn làm gì? Khai sáng hoàng tộc mới sao? À, giống như thật có thể thực hiện nhỉ? Ánh mắt Dương Biện lấp lóe, rốt cuộc cũng cảm thấy được nhiệt huyết. Bằng vào lực lượng của bọn hắn, thật đúng là có khả năng đơn độc khai sáng hoàng tộc, cứ như vậy, hắn liền có thực lực báo thù Hải Thần Đảo. Khương Phàm nói, hai vị hỗn thiên linh bảo khác trong các ngươi đang ở thánh địa, một người là Chu Thanh Thọ, tinh thần linh văn, một người là Hàn Ngạo, Dực Long linh văn. Nếu ta không có đoán sai, bọn hắn đã dung hợp, một thời gian nữa có khả năng sẽ đến đây. Tinh thần, dòng, nếu như cùng bọn hắn dung hợp vũ khí, vậy tương lai chẳng phải là có thể khống chế tinh thần, diễn hóa cự long. Nguồn lực lượng này, giống như mạnh có chút quá mức rồi. Dương Biện khẽ nhíu mày. Khương Phàm, không giới thiệu chính ngươi. Tình huống của ta tương đối phức tạp, vẫn là thôi đi. Chuyện của ta, ngươi cũng biết, ta đối với ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả, cái này khiến chúng ta hợp tác ra sao? Ngươi thật muốn nghe? Đương nhiên. Đừng sợ. Sợ sệt, ha ha, ngươi quá coi thường Dương Biện ta. Khương Phàm hơi trầm ngâm, nói. Ta đã từng là đệ tử tôn chủ Liên minh Thánh địa Nam Bộ, sau này lại chạy ra, bây giờ là trưởng lão tam đẳng của Xí Thiên Giới, Hoàng tộc Nam Bộ. Ta bị Hoàng tộc Bắc Bộ là Cổ Hoa Hoàng Thành truy sát, bởi vì ta đã dẫn dắt đệ nhất đại tộc Kiều gia của bọn hắn chạy trốn, còn giết chết hai vị thánh tổ và hai vị bán thánh của bọn họ. Ta bị Hoàng tộc Tây Bộ là Huyền Nguyệt Hoàng Triều truy sát, bởi vì ta khuyến khích hai đại hoàng tộc vây bắt bọn hắn, suýt chút nữa cho bọn hắn diệt quốc. Ta bị Hoàng tộc Tây Bắc là Chí Tôn Kim Thành truy sát, bởi vì ta nhục nhã qua bọn hắn, cũng đã giết rất nhiều người của bọn hắn. Ta đang thử cùng Hoàng tộc Hỗn Độn Tử Phủ hòa giải, cũng là bởi vì ta đã bắt tiểu công chúa của bọn hắn. Còn có Hoàng đạo Tây Bắc, Vạn đạo Thần Giáo, bọn hắn vừa mới đưa ta vào danh sách phải giết. Còn có chúa tể dưới mặt đất tại trung vực Nam Bộ, Nhân Gian Ngục, mấy ngày trước ta vừa mới phái người hủy đi ba tổng bộ của bọn hắn, bây giờ hẳn là đang đánh nhau. Khương Phàm nói xong, Dương Biện triệt để ngây ngẩn cả người, con mắt trực nhìn chằm chằm Khương Phàm, ngón tay một chút động lên, lại vô ý thức đếm lại số lượng hoàng tộc mà Khương Phàm vừa mới nói. Khương Phàm cười vỗ vỗ bả vai Dương Biện. Chuyện của ngươi, còn chưa nhắc tới. Dương Biện hoàn hồn trở về. Nhìn người bên cạnh. Hắn đang khoác lác sao? Dạ An Nhiên lắc đầu cười nói. Phiền phức là nhiều một chút, người cứ từ từ tiếp nhận. Chờ một chút, để cho ta từ từ. Dương Biện xoa đầu, bỗng nhiên có loại cảm giác đã lên thuyền tặc. Mục tiêu của hắn là Hải Thần Đảo, làm sao cũng đều không để ý, nhiều kẻ địch như vậy. Khương Phàm nói không sai. Sau khi Chu Thanh Thọ và Hàn Ngạo dung hợp vũ khí xong thì rời khỏi thánh địa tiến về Xí Thiên Giới. Bọn hắn muốn nói lời cảm tạ với Khương Phàm, thuận tiện giải tình huống vũ khí. Nhưng, bọn hắn không phải tự mình tới, mà là theo Vô Hồi Thánh Chủ tới. Vô Hồi Thánh Chủ lấy danh nghĩa tôn chủ Liên minh Thánh địa Nam Bộ, mang theo đông đảo Túc Lão, Trưởng Lão, Đệ Tử, cao điệu rời khỏi La Phù Sơn Mạch, tiếp Xí Thiên Giới. Tại thời khắc trung vực Nam Bộ nhấc lên chiến tranh hỗn loạn, ánh mắt các phương tập trung Khương Phàm, Vô Hồi Thánh Chủ lấy tôn chủ tên cao điệu bái phỏng, nó có ý nghĩa không nói tự do, tạo thế. Trợ uy. Tuy nhiên Vô Hồi Thánh Chủ đánh ra danh nghĩa ngược lại rất hợp lý, xét thấy Xí Thiên Giới chủ động trả lại Ly Hỏa Lô, Vô Hồi Thánh Chủ nguyện ý cùng Xí Thiên Giới điều giải ân oán trước đó, cùng nhau giữ gìn ổn định cục diện tại Tây Nam. Sau khi Xí Thiên Giới nhận được tin tức, cũng cao điệu tuyên bố hoan nghênh Vô Hồi Thánh Chủ bái phỏng, còn nhờ bá vương của bá vương chiến quốc tự mình đến trăm dặm bên ngoài chiến quốc đóng giữ chờ đợi. Kỷ nguyên năm thứ 9, ngày mùng 1 tháng 3. Khi vô số ánh mắt chú ý xuống, đội ngũ của Vô Hồi Thánh Chủ đã đến bá vương chiến quốc, được bá vương đã chờ đợi ở nơi này nhiệt tình hoan nghênh. Cô, sao mọi người lại tới đây? Khương Phàm theo đội ngũ chiến quốc nghênh đón,
Tại thời điểm Bá Vương cùng Vô Hồi Thánh Chủ khách sáo, hắn đã tìm được cô Khương Tuyền trong đám người. Bát quái chứ sao? Khương Tuyền nhìn thấy Khương Phàm, cười ôm vào trong ngực, tiểu gia hỏa bây giờ là càng ngày càng có tiền đồ, quá cho Khương gia các nàng tranh khí. Bát quái! Khương Phàm kinh ngạc, không phải đến tạo thế cho ta. Khương Tuyền hạ giọng. Thánh chủ cùng các vị túc lão đánh cược, cược đến tức giận, nhất định phải tự mình tới. Đánh cái gì cược? Khương Phàm dở khóc dở cười, làm sao lại còn tức giận? Cược giới chủ xí thiên giới là nữ. Khương Phàm kéo khóe mắt ra. Chỉ cái này, các ngươi cũng không biết giới chủ xí thiên giới là nam hay nữ. Xí thiên giới cách Vô Hồi Thánh Địa chúng ta quá xa, lại là hoàng tộc cao cao tại thượng, trước nay chưa từng có liên hệ. Coi như Ly Hỏa Thánh Địa cũng chỉ là liên hệ cùng một ít luyện đan sư bên trong, không có tư cách trực tiếp nói chuyện cùng giới chủ. Mà, giới chủ xí thiên giới từ xưa đến nay đều rất thần bí, cực ít lộ diện ở bên ngoài. Lúc Khương Tuyền nói chuyện, Ngụy Thiên Thu và các túc lão đều lườm tới. Khương Phàm xấu hổ. Nữ. Ai? Mấy vị túc lão, trưởng lão cùng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Khương Phàm dở khóc dở cười. Có phải là các ngươi rảnh rỗi, nhàm chán hay không? Khương Tuyền lắc đầu. Đều tại ngươi, nhất định phải làm trường sinh đan gì đó. Trước đó thánh chủ cũng đã bắt đầu chuẩn bị, hậu sự, ngươi thì tốt, cho nàng tục mấy chục năm mệnh. Nàng có loại cảm giác phản lão hoàn đồng, trong khoảng thời gian này một mực phấn khởi. Mấy ngày trước còn kéo lấy sư phụ rót một đêm rượu, suýt chút nữa đưa tiễn lão đầu tử ẹo. Khụ khụ. Ngụy Thiên Thu ở phía trước dùng sức ho khan, nhà đầu này, làm sao chuyện gì cũng đều nói với bên ngoài vậy. Khương Phàm nói với Chu Thanh Thọ. Cảm giác thế nào? Chu Thanh Thọ phong độ nhẹ nhàng, phóng khoáng lắc lắc quạt lông, cười nói. Thánh Văn. Chúc mừng, cũng là có phiền não. Phiền não gì? Ta đã anh tuấn đến thần và người đều tức giận, ông trời lại để cho ta sáng tạo ra kỳ tích, ánh mắt các nữ đệ tử trong thánh địa nhìn ta cũng không giống nhau. Ai, không để ý liền thành tình nhân trong mộng của bọn họ, phiền não thật. Suýt chút nữa Na Yêu đã một chân đạp tới. Nhìn cái bộ dạng đắc ý kia của ngươi. Chu Thanh Thọ nháy mắt mấy cái với Khương Phàm, nói nhỏ. Bắt lấy. Hết dã một chút. Tiêu Phượng Ngô sẽ ghen ghét. Lúc nào hắn đến, ta phải cùng hắn tâm sự. Cảm giác kia, khá là tuyệt vời, quả thật rất dễ chịu. Khương Phàm cười lắc đầu, lại hỏi Hàn Ngạo. Chí tôn thánh phẩm rồi. Hàn Ngạo thay đổi hết sức rõ ràng, dáng người thẳng tắp hùng tráng hơn rất nhiều, phát ra sự tự tin mạnh mẽ cùng khí thế. Ta có hoài nghi, thanh đao này tựa như là dùng di cốt cự long rèn đúc, là cự long chân chính. Năm kiện binh khí đều có bí mật, chờ trở lại xí thiên giới, ta giới thiệu kỹ càng cho các ngươi. Dưới sự tiếp đãi nhiệt tình của Bá Vương, đội ngũ Vô Hồi Thánh Địa cao điệu tiến vào xí thiên giới. Con dân chiến quốc cùng Thánh quốc lập tức oanh động. Sao đội ngũ của Vô Hồi Thánh Địa lại tiến vào? Dựa theo truyền thống xí thiên giới, tất cả tân khách từ bên ngoài đến, đều phải do chiến quốc cùng Thánh quốc tiếp đãi, không được đi đến xí thiên giới. Cho dù là hoàng tộc giáng lâm. Đều là do vương phủ tiến xí thiên giới thông báo, xí thiên giới phái người đi ra gặp mặt. Vô Hồi Thánh Địa mặc dù là thánh địa tôn chủ Nam Bộ, nhưng cũng không thể có được đãi ngộ như vậy chứ. Xí thiên giới đây là đang cho Vô Hồi Thánh chủ mặt mũi, hay là cho Khương Phàm mặt mũi? Xí thiên giới đây là chiếu cố Khương Phàm, hay là sủng ái Khương Phàm? Đám người oanh động, nghị luận ầm ĩ. Tại thời kỳ đặc thù khi Khương Phàm tuyên chiến nhân gian ngục, Vô Hồi Thánh chủ cao điệu tạo thế, giới chủ xí thiên giới cũng không e dè, thâm ý phía sau không thể không khiến cho người người suy nghĩ sâu xa. Đội ngũ Vô Hồi Thánh địa tiến vào xí thiên giới, đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh động. Nơi này tựa như là thế giới xâm lâm mênh mông, thế núi chập trùng, núi lớn che trời, rừng rậm tươi tốt, mây mù tràn ngập, một chút nhìn không thấy bờ. Không chỉ có năng lượng tự nhiên nồng hậu dày đặc, mà còn tràn ngập thản nhiên mùi thuốc. Nơi này quả nhiên giống như truyền thuyết, là một tiểu thế giới độc lập. Hoàng tộc ơi hoàng tộc! Chênh lệch ơi chênh lệch! Bọn người Chu Thanh Thọ đều là lần đầu tiên đi đến hoàng tộc, đều rung động không thôi. Thánh địa hơn có hơn trăm dặm, liền đã cảm giác rất lớn, lại tới đây mới biết được cái gì gọi là lớn thật sự. Bọn hắn đi trong thánh địa đường, nhiều nhất cưỡi mây đạp gió, nhưng đến nơi này,
lại còn phải thông qua tế đàn không gian, vượt qua không gian để di chuyển. Khương Phàm mang theo bọn hắn liên tiếp vượt qua tế đàn, vượt qua hơn 2.000 dặm, đi tới sâu trong cấm khu. Tiểu cô nương, trách không được. Vô hồi thánh chủ còn chưa đi tiến xí thiên đại điện liền thấy giới chủ ngồi tại chỗ cao. Cảnh giới phiêu hốt, nhất định là sinh tử cảnh. Gương mặt non nớt, không giống như dùng đan dược duy trì. Nói cách khác, tiểu nữ hài nhi này lại là giới chủ mà còn ở vào sinh tử cảnh. Vô hồi thánh chủ đi đến trước đại điện, ý vị sâu xa liếc mắt nhìn Khương Phàm. Không phải như ngài nghĩ đâu. Khương Phàm tranh thủ thời gian thấp giọng giải thích, tuyệt đối đừng náo ra trò cười. Không phải, như thế, nàng có thể, như thế. Loại nào cùng loại nào. Đừng giả bộ ngốc, nuôi trong nhà phổ biến đều ưa thích hoang dại, tìm kích thích, ta hiểu. Vô hồi thánh chủ thuận miệng hai câu, sau đó đi đến xí thiên đại điện. Hình tượng, chú ý hình tượng. Ngụy Thiên Thu vội vàng ở phía sau thấp giọng nhắc nhở. Ai, thật không bớt lo được. Từ khi ta kế nhiệm tôn chủ thánh địa Nam Bộ, quá bận rộn chỉnh đốn thánh địa Nam Bộ, chuẩn bị đại hoang thánh địa, không thể kịp thời tiếp giới chủ, thất lễ. Giới chủ có đảm phách tiếp thu Khương Phàm, còn có thể công chính xử trí phản nghịch Tác Ngọc Đường, càng không sợ hoàng đạo, hoàng tộc uy hiếp, bảo vệ uy nghi xí thiên giới, ta cảm thấy bội phục sâu sắc. Vốn cho rằng một nam tử oai hùng cường thế, không nghĩ tới lại là một nữ nhi. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu, ai nói nữ tử không bằng nam tử, thật sự là mẫu mực của nữ tử chúng ta. Vô hồi thánh chủ vừa đi vừa nói, đưa tay hành lễ với giới chủ. Giới chủ cũng đưa tay hoàn lễ. Vô hồi thánh chủ thủ vững đại hoang thâm uyên, chống cự hắc ám xâm nhập, dùng máu tươi bảo vệ tôn nghiêm thánh địa, liên minh thánh địa Nam Bộ đã sớm hẳn là giao cho trên tay của ngươi. Thánh địa trung ương cuối cùng là đã làm quyết định chính xác. Hai người khách khí ngươi tới ta đi, bầu không khí coi như hòa hợp. Điều này cũng làm cho các trưởng lão hai bên âm thầm thở phào. Sợ cô nương, nhà mình nói sai, mất cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ là nói, giới chủ cảm giác có điểm là lạ. Lão nương môn này mà rốt cuộc là tới làm gì? Đã không có sách chuyện hợp tác, cũng không có ý tứ kết giao, chính là chút không liên quan đau khổ. Sau đó, vậy mà cáo từ. Họp bàn không dài không ngắn, không nhẹ không nặng mà kết thúc. Ngay cả tiểu lão đầu đứng trong góc cũng đều cảm thấy ngoài ý muốn. Giới chủ sao có thể nghĩ đến, vị tôn chủ thánh địa nhìn phong hoa tuyệt đại này, chỉ là đến xem nàng là nam hay là nữ. Khương Phàm đang ở ngoài điện cùng Hàn Ngạo, Chu Thanh Thọ giải thích hỗn thiên linh bảo, giới thiệu bọn người Dương Biện, cũng không nghĩ tới vô hồi thánh chủ liền đi ra nhanh như vậy. Nhanh như vậy đã xong rồi, mọi người đều nói chuyện gì rồi. Khương Phàm nghênh tới, ngươi không có bắt lấy nàng. Vô hồi thánh chủ há miệng một câu làm cho Khương Phàm đỏ mặt tới mang tai. Thánh chủ, ta là loại người bán nhan sắc đổi lấy hợp tác này sao? Vì sao nàng lại giúp ngươi như vậy? Nếu như không có chút xâm nhập giao lưu, nàng có thể che chở ngươi như vậy? Lúc mới đầu ta nghĩ là ngươi tìm cho mình một phụ mẫu, đặc biệt tới giao lưu trao đổi tâm đắc nuôi trẻ. Lần đầu tiên gặp nàng ta lại cho rằng ngươi tìm một thê tử, chuẩn bị kỹ càng tốt nói chuyện quyền nuôi dưỡng hài tử. Có thể nói, cảm giác không đúng lắm. Khương Phàm, ngươi để cho ta rất xấu hổ. Ta còn xấu hổ đây. Khương Phàm khóc không ra nước mắt, cái này đều cái gì cùng cái gì. Ngươi làm như thế nào? A, An Nhiên, phá à nha. Vô hồi thánh chủ bỗng nhiên tập trung vào Dạ An Nhiên ở bên cạnh. Dạ An Nhiên đang muốn hành lễ, bỗng nhiên khẽ giật mình, phá cái gì? Chu Thanh Thọ nơi đó kinh hô một tiếng. Bắt lấy rồi. Huynh đệ, làm tốt đấy. Dạ An Nhiên giờ mới hiểu được tới, mặt lập tức đỏ lên ngượng ngùng. A, à, hai mắt Khương Tuyền tỏa sáng, tranh thủ thời gian kéo Dạ An Nhiên lại. Có tin vui chưa? Không có, còn không có. Dạ An Nhiên xấu hổ, gương mặt xinh đẹp biến thành quả táo đỏ. Chuyện khi nào rồi? Khương Tuyền liên tiếp nháy mắt cho Khương Phàm, được đó, rốt cuộc cũng hành động, Khương gia sắp có hậu nhân. Dạ An Nhiên nháy mắt cho Khương Phàm, chuyện này phải trả lời thế nào? Không nên gấp gáp, tìm chút thời gian, chú ý tư thế, tiếp tục cố gắng. Vô hồi thánh chủ đều nhìn An Nhiên lộ ra nụ cười giống như từ mẫu. Thánh chủ, bọn người Ngụy Thiên Thu tranh thủ thời gian khuyên can, ngươi cũng đã là lão cô nương, nói cũng rất có kinh nghiệm.
Chu Thanh Thọ vỗ vỗ Khương Phàm bả vai. Đại lực xuất kỳ tích. Kỳ tích cái đầu của ngươi. Na Yêu nắm lấy hắn hất ra, ngươi xem náo nhiệt cái gì. Dạ An Nhiên thực sự chống đỡ không được, lúng túng nhìn Khương Phàm cầu cứu. Khương Phàm tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Thánh chủ, ngài cùng giới chủ nói chuyện gì rồi? Ngươi đã không có bắt lấy liền quen biết đơn giản một chút. Không có bàn bạc chuyện khác. Ngươi không biết tranh đua, ta còn có thể nói chuyện gì? Lần đầu tiên gặp mặt, quen biết một chút là được. Không có quan hệ đặc biệt, đi lên liền nói quá sâu lộ ra chúng ta không có cấp bậc. Ngài vạn dặm xa xôi chạy tới, gặp mặt liền trở về rồi. Nơi này chỉ là tiện đường, ta muốn tới Tử Vi Thánh Địa. Nơi đó lại tìm phiền toái. Bọn hắn vẫn đang ngó chừng Đại Hoang Thâm Uyên, ta đi để tỉnh bọn hắn một câu, thuận tiện khóc than. Khóc than. Ta muốn chủ hoạch kiến lập Đại Hoang Thánh Địa, không ai không có tiền không có tài nguyên. Ly Hỏa Thánh Địa bị Tác Ngọc Đường rút sạch, nghèo rất mồng tơi. Linh Kiếp Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa, đòi người đòi tiền đều cùng muốn mạng, ta lười nhác xem bản mặt nhọn kia của bọn hắn. Trên mặt Vô Hồi Thánh Chủ hiện ra nụ cười xảo quyệt. Tử Vi Thánh Địa đánh mặt của ta có thể tha cho bọn hắn sao? Lần này không lấy bọn họ 10 cân máu, lão nương ta không đi. Nhanh nhẹn dũng mãnh thật. Khương Phàm rung động lắc đầu. Bọn người Ngụy Thiên Thu thì thẹn đến lắc đầu liên tục, có một thánh chủ như thế, bọn hắn thật sự rất bất đắc dĩ. Ta có thể đi nhờ không? Khương Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một biện pháp, do Vô Hồi Thánh Chủ mang theo hắn, vượt qua biên giới Nam Bộ cùng Trung Vực, xâm nhập Trung Vực. Ngươi muốn đi Tử Vi Thánh Địa. Ta phải vào Trung Vực, có một số việc phải xử lý. Ngươi bây giờ đều đã là sinh tử cảnh, còn dám chạy loạn khắp nơi. Ngươi không sợ chết ở bên ngoài, để An Nhiên thủ tiết. Ta không gây chuyện. Ngươi không gây chuyện mới là lạ. Được rồi, mặc kệ ngươi. Dọn dẹp một chút, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Thánh chủ, ngài thật muốn mang hắn theo. Hắn là sinh tử cảnh. Ngụy Thiên Thu vội vàng nhắc nhở thánh chủ, đây cũng không phải là trò đùa. Tính cách của Khương Phàm bọn hắn đều hiểu, lúc này khăng khăng phải vào Trung Vực, khẳng định có chuyện rất đặc biệt, cũng càng mang ý nghĩa sẽ có nguy hiểm. Sinh tử cảnh thích hợp yên lặng điều dưỡng, tu luyện, cảm ngộ, nếu như gặp phải chuyện ngoài ý muốn lớn, không phải suy yếu chí tử, thì chính là bạo thể mà chết. Lúc này thánh chủ dẫn hắn rời khỏi, chẳng phải là hại hắn. Với tính cách phấn khởi của hắn, có thể an an ổn ổn ở chỗ này ở 3 năm. Nếu thật là ở 3 năm, hắn không điên, An Nhiên đều sẽ điên. Vô Hồi Thánh Chủ nói xong, đám người tập thể trầm mặc. Khương Phàm đuổi kịp Vô Hồi Thánh Chủ. Thánh Chủ, có thể mượn hai người sử dụng hay không? Chu Thanh Thọ và Hàn Ngạo, ngươi cũng rời khỏi Thánh Địa, vẫn không quên hút máu ta. Đừng nói nghiêm trọng như vậy, ta chỉ mượn dùng một thời gian. Bọn hắn dung hợp vũ khí có chút bí mật đặc biệt, ta muốn lúc đầu bọn hắn đều có thể tập hợp một chỗ, nhìn xem có thể cảm ngộ thứ gì hay không. Ngươi nói chuyện với bọn hắn đi, đã lớn không phải do mẹ, bọn hắn muốn theo ta thì theo ta, muốn theo ngươi thì theo ngươi. Khương Phàm đắng chát cười nói. Ta sẽ còn trả bọn hắn cho thánh địa, nhất là Hàn Ngạo. Chu Thanh Thọ đâu, nghe giọng điệu ngươi thế này, là không có ý định trả. Trả, thật sẽ trả. Ngươi tiến vào Trung Vực có chuyện gì? Ta muốn đi gặp một người. Rất gấp sao? Cũng không tính là quá gấp. Lần này đi Tử Vi Thánh Địa, kỳ thật còn có nguyên nhân. Sau khi Vô Hồi Thánh Chủ kéo dài khoảng cách cùng người phía sau, nói. Tổ Sơn Trung ương cách mỗi 200 năm sẽ từ 4 đại Thánh Địa Trung ương chọn lựa một người canh giữ. Đây là vinh hạnh vô cùng đặc biệt, cũng sẽ có được quyền lợi cực lớn, càng quan trọng hơn là có thể tiếp quản Thương Sinh Cung. Người bây giờ canh giữ, thuộc về Thánh Địa Trung ương Bắc Bộ, Vạn Sơ Thánh Địa. Thiên phẩm linh văn, thánh linh cảnh giới. Hắn tại vị đã 267 năm, sở dĩ không có thoái vị đúng thời hạn là bởi vì Thánh Địa Trung ương từ đầu đến cuối không có sinh ra ra 3 vị thiên phẩm linh văn trở lên. Đây là quy củ Tổ Sơn, trước khi người canh giữ đầy 200 năm thì phải bắt đầu chọn lựa người canh giữ mới, nhưng nhất định phải là cùng thời điểm xuất hiện 3 vị thiên phẩm trở lên. Đồng thời cùng nhau cạnh tranh, mới có thể chiến đấu chức vụ người canh giữ Tổ Sơn. Cái cạnh tranh này thường vô cùng kịch liệt, bởi vì Thánh Địa không có tài nguyên bồi dưỡng thiên phẩm đến Thánh Linh, Tổ Sơn lại có.
Thánh địa Trung ương vẫn còn có chút nội tình. Khương Phàm biết thực lực Thánh địa Trung ương sẽ rất mạnh. Mặc dù lực lượng đơn độc kém xa hoàng tộc, nhưng bốn bên liên hợp lại, thật đúng là có thể có thực lực của hoàng tộc. Lại thêm lực ảnh hưởng cường đại, lại có mối quan hệ tốt cùng đông đảo thế lực giao hảo, địa vị Thánh địa tại Trung vực rất cao cũng hợp tình hợp lý. Bây giờ Trung ương Bắc Bộ, Vạn Sơ Thánh địa, Trung ương Đông Bộ, Thái Huyền Thánh địa, Trung ương Nam Bộ, Tử Vi Thánh địa, đều có thiên phẩm riêng phần mình, lại đều đã bồi dưỡng thành quen, chính là chọn lựa người thừa kế là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cái gì? Khương Phàm kỳ quái nhìn biểu hiện trên mặt của Vô Hồi Thánh chủ, rất ít thấy được nàng nghiêm túc như vậy. Dựa theo mong muốn trước đó, người canh giữ Tổ Sơn thế hệ này rất có thể sẽ rơi vào Vạn Sơ Thánh địa. Bởi vì vị truyền nhân kia kinh thái tuyệt diễm, thực lực phi phàm, lại là trực hệ hậu đại của người canh giữ đương nhiệm. Thế nhưng một thời gian trước, truyền nhân của Tử Vi Thánh địa, Lãnh Văn Thanh đã thành công dơ lên phục chế Thương Sinh cung, ngưng tụ sát sinh tiễn đánh ra hơn 200 dặm, chấn kinh Trung vực Nam Bộ, cũng kinh động đến Tổ Sơn. Rất nhiều thánh địa sau khi lấy được tin tức đều đã bắt đầu khởi hành tiến về Tử Vi Thánh địa Nam Bộ, bọn hắn muốn ở nơi đó cùng nhau tận mắt chứng kiến kỳ tích này. Thương Sinh cung phục chế phẩm. Khương Phàm nhớ ra rồi, tựa như là thánh khí mà Phù Sinh hội phỏng chế rất nhiều ngày, trong đó có Thương Sinh cung của Tổ Sơn. Thương Sinh cung là trọng khí trấn sơn của Tổ Sơn Trung ương, cao tới 3.000 trượng, nặng đến cả ngàn tấn, có thể mượn trợ pháp trận kỳ diệu của Tổ Sơn, ngưng tụ lực lượng cầu nguyện của dân chúng, phóng xuất ra sát sinh tiễn, các loại lực lượng hủy diệt của Thương Sinh kiếp quang. Thương Sinh cung có tiềm lực vô hạn, tầm bắn có ghi chép cao nhất đã từng đạt tới qua 30 vạn dặm, uy lực thì có liên quan cùng các loại lực lượng tín ngưỡng, lực lượng cầu nguyện của dân chúng. Một tổ chức tên là Phù Sinh hội, đã từng phòng chế qua Thương Sinh cung, mặc dù không có thành công, nhưng trong đó có hai kiện có thể chân chính phóng xuất ra lực lượng cầu nguyện. Một cái tại Vạn Sơ Thánh địa, một cái tại Tử Vi Thánh địa. Uy lực cụ thể của bọn chúng có rất ít người biết, nhưng bởi vì là hàng nhái, ngưng tụ lực lượng dân chúng có hạn liền xem như cao giai niết bàn cảnh cũng chỉ có thể đánh ra trăm dặm. Thế nhưng truyền nhân của Tử Vi Thánh địa lại có thể lấy linh hồn cảnh cửu trọng thiên, cướp đoạt khí vận cường đại, đánh ra 200 dặm, thật sự không thể tưởng tượng được. Nếu quả thật là như thế này, rất có thể người canh giữ lần này không cần dựng lên, nàng chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Bởi vì rất có thể nàng là người được ông trời chọn trong truyền thuyết, phù hợp với Thương Sinh cung nhất. Người được trời chọn. Khương Phàm đối với cái tên này quá nhạy cảm. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, tựa như là bên trên tư liệu lịch sử Tổ Sơn có ghi lại. Sau khi truyền nhân Lãnh Văn Thanh của Tử Vi Thánh địa đánh ra 200 dặm, Tổ Sơn nơi đó đã đặc biệt phái sứ giả đi Tử Vi Thánh địa, giống như làm kiểm tra. Sư phụ, ngài hiểu không? Khương Phàm lập tức hỏi thăm Đan Hoàng, là kẻ được trời chọn giống như hắn hiểu, hay là xưng hô đơn độc của Tổ Sơn? Hẳn là một trong Thương Sinh tạo hóa của Vĩnh Hằng Lục Đạo. Còn có Vĩnh Hằng Lục Đạo. Thế giới thai nghén lực lượng hủy diệt, đồng thời cũng sẽ sinh ra lực lượng bảo vệ bản thân, tên là Vĩnh Hằng Lục Đạo. Cũng là 6 loại truyền thừa cực hạn, 6 loại bảo vệ cực hạn. Thương Sinh tạo hóa, ý là hấp thu khí vận vạn linh dân chúng, diễn dịch huyền diệu vô thượng. Tu luyện tới cực hạn có thể cộng minh với ý nguyện của dân chúng thiên hạ, mượn dẫn cầu nguyện của dân chúng, diễn dịch ra lực lượng hủy diệt diệt tuyệt chư thiên. Khương Phàm ngạc nhiên, còn có lực lượng như vậy. Ngoài chư thiên lục táng, còn có Vĩnh Hằng Lục Đạo. Chẳng phải là nói thiên hạ tổng cộng có 12 đứa con của trời sao? Đan Hoàng thì kỳ quái, thiên hạ tổng cộng có Cửu Châu Thập Tam Hải, kẻ được trời chọn cũng chỉ có 12 người, mỗi địa vực gánh vác một người cũng không tệ rồi, vậy mà Thương Huyền Đại Lục liên tiếp tuyển định Khương Phàm, Diệp Trục Thiên, còn có Lãnh Văn Thanh. Chẳng lẽ là bởi vì Thương Huyền Đại Lục là tổ địa, hay là Thương Huyền Đại Lục chôn giấu thiên? Sư phụ, một người có thể đồng thời có được Vĩnh Hằng Lục Đạo cùng chư thiên lục táng không? Sau khi Khương Phàm kinh ngạc, sắc mặt đột nhiên nghiêm trọng lên. Ngươi muốn làm gì? Nếu như không thể làm bằng hữu, ta nhất định phải diệt trừ nàng. Ánh mắt âm tình cả Khương Phàm không thay đổi. Thương Sinh tạo hóa, khí vận vạn linh, dân chúng cầu nguyện. Truyền thừa như vậy rơi xuống thánh địa, không thể nghi ngờ là có được hoàn cảnh lớn lên mà trời ưu ái. Nếu như Tổ Sơn vì Lãnh Văn Thanh cao điệu tạo thế, lực ảnh hưởng của nàng sẽ càng lớn, khống chế khí vận sẽ mạnh hơn, thực lực càng biết đột nhiên tăng mạnh,
tiếp tục tăng vọt. Đây là một nhân vật đáng sợ, càng là một uy hiếp tiềm ẩn lớn. Một khi Lãnh Văn Thanh là địch với hắn, khó có thể tưởng tượng được hắn sẽ gặp phải cục diện hỏng bét gì. Diệt trừ nàng. Đan Hoàng đã hiểu lo lắng của Khương Phàm. Tử Vi Thánh Địa cùng Vô Hồi Thánh Địa có ân oán, Lãnh Văn Thanh là truyền nhân Tử Vi sớm đã coi ta là phản nghịch. Chờ tương lai của ta nhấc lên hỗn loạn, gây nên các phương thảo phạt, nàng làm người canh giữ tổ sơn, càng sẽ coi ta là dị loại. Vì để tăng lên lực ảnh hưởng của nàng, nàng còn có thể dơ cao khẩu hiệu, thay trời hành đạo, thuận theo dân chúng, bắt đầu dùng Thương Sinh Cung cách mấy chục vạn dặm oanh sát ta. Khương Phàm càng nghĩ càng thấy có khả năng. Mặc dù còn chưa gặp mặt, nhưng Khương Phàm hoàn toàn có thể phán đoán, bọn hắn sẽ là tử địch. Lãnh Văn Thanh này sắp mang tới uy hiếp, rất có thể sẽ vượt qua Diệp Trục Thiên, vượt qua Thiệu Thanh Hoa. Đan Hoàng trầm ngâm nói. Trên lý luận thì kỳ thật có thể, nhưng, ngươi là người thừa kế của Chư Thiên Lục Táng, muốn kế thừa lực lượng Vĩnh Hằng Lục Đạo, cần phải có điểm phù hợp. Ta có, ta đương nhiên có. Sư phụ ngài quên rồi sao, kiếp trước sau khi ta chết, thiên hậu xuất lĩnh chư tướng thần triều liên hợp tế thiên, ngưng tụ lời cầu nguyện của hàng trăm triệu vạn con dân, phong ấn quốc vận thần triều. Nguồn năng lượng kia, chính là điểm phù hợp. Cái này đúng là điểm phù hợp, nhưng nàng là truyền nhân Tử Vi, sắp trở thành người canh giữ tổ sơn. Nếu như người cưỡng ép cướp đoạt, chẳng khác nào triệt để đắc tội thánh địa. Đắc tội thánh địa dù sao cũng tốt hơn đắc tội dân chúng. Ta không thể để cho Lãnh Văn Thanh chủ đạo dân chúng cầu nguyện, không thể để cho thánh địa liên minh bởi vì nàng mà trở thành tử địch của ta. Khương Phàm hạ quyết tâm, nói với Vô Hồi Thánh Chủ. Ta đi chiếu cố nàng. Vô Hồi Thánh Chủ không biết Khương Phàm đã động sát ý, nói. Nếu như nàng thật là đứa con của trời, chính là người canh giữ tổ sơn. Dựa theo truyền thuyết xa xưa kia, nàng thậm chí còn có thể hiệu lệnh thánh địa Thương Huyền, thậm chí thánh địa đại lục khác. Một lần nữa liên minh thánh địa Thương Huyền sẽ khiến cho thiên hạ chú ý tới, địa vị thánh địa cũng sẽ được tăng lên. Nếu như ngươi không nôn nóng, có thể tới đó nhìn. Lý do, liền lấy danh nghĩa xí thiên giới, nói các ngươi trả lại Ly Hỏa Lô, chém tắc Ngọc Đường, muốn vì chuyện mạo phạm Tử Vi thánh địa trước đó nói lời xin lỗi. Nếu như ta còn gây thêm phiền toái cho ngài, ngài biết sẽ không? Ngươi đi đến đâu mà không gây phiền toái, ta gánh vác được. Nếu như phiền phức trêu đến có chút lớn thì sao? Ngươi sẽ không kiềm chế một chút, dẫn đầu lợn rừng qua tay nghiện là được rồi, còn không phải hàng còn rồng bắt con hổ. Sau khi Vô Hồi Thánh Chủ cao điệu tiến vào xí thiên giới, Diệp Trục Thiên một đường theo dõi bọn họ cũng đã tới đến chiến quốc. Lúc trước hắn một mực tiềm phục tại La Phù, chờ đợi tinh thần kiếm đi ra ngoài lịch luyện, muốn tìm cơ hội cướp đoạt. Không nghĩ tới đã đợi lại đợi. Vậy mà lại chờ đến khi Vô Hồi Thánh Chủ cao điệu xuất hành, tinh thần kiếm đang ở trong đó. Hắn chỉ có thể lặng lẽ đi theo, không nghĩ tới lại là cùng đến chiến quốc. Về tới điểm xuất phát. À, trong thần miếu lại có ai tới chiến quốc? Diệp Trục Thiên vừa tới chiến quốc, ngọc bội bên hông liền nổi lên sáng rực. Đây là ngọc thạch đặc biệt của Thái Cổ thần miếu, thời điểm mỗi nhân vật quan trọng hành động ở bên ngoài đều sẽ treo một cái bên hông. Nếu như gặp phải nguy hiểm. Ngọc Thạch sẽ tự động vỡ vụn, ghi chép hình ảnh cuối cùng, truyền về tế đàn Thái Cổ Thần Miếu. Nếu như hai ngọc bội ở khoảng cách rất gần, cũng có thể cảm ứng được lẫn nhau. Đi qua nhìn một chút. Diệp Trục Thiên cảm thấy rất kỳ quái, nếu hắn phái tới, làm sao còn phái người khác? Người của Thái Cổ Thần Miếu vẫn luôn thưa thớt, bộ phận lớn cũng đều tại Thiên Khải Chiến Trường, một sự kiện ở, hạ giới, nhờ một người là được, giống như không cần thiết phải nhờ người thứ hai. Thái Tuế, sao ngài lại tới đây? Diệp Trục Thiên lần theo ngọc bội đuổi tới mục tiêu, sau khi kinh ngạc thì liền vội vàng hành lễ. Mặc dù hình phù đồ nhỏ hơn hắn 2 tuổi, nhưng sinh ra chính là Thánh Vương Linh Văn, bây giờ đã là Niết Bàn Cảnh. Mà, thân phận hình phù đồ quá đặc biệt, ngay cả miếu chủ đều phải xưng hô thành Thượng Tổ. Có thể nói hình phù đồ là có địa vị cao nhất, thân phận đặc biệt nhất tại Thái Cổ Thần Miếu. Ngươi đi đâu? Hình phù đồ xếp bằng ở trong phòng, yên lặng minh tưởng. Xử lý một việc tư. Diệp Trục Thiên rất kiêng kỵ hình phù đồ. Sở dĩ không có công bố đại táng truyền thừa của hắn, chính là lo lắng bị hình phù đồ cưỡng ép cướp đi. An bài ngươi qua đây, là quan sát giới chủ xí thiên giới, ứng phó hoàng đạo uy hiếp. Ngươi lại đi xử lý việc tư.
Hình phù đồ mở hai mắt ra, đen như mực, không hề có tròng trắng. Đây là ma nhãn đáng sợ đến từ ma thai thai nghén. Chuyện đột nhiên xảy ra. Diệp Trục Thiên biểu hiện rất tôn trọng. Trước khi không có thật sự cường đại lên, hắn là không thể nào nổi xung đột cùng hình phù đồ. Xử lý xong. Còn cần một thời gian. Cho ngươi thêm một thời gian, xử lý xong mau chóng về thần miếu. Thời gian ngươi đã dừng lại tại cửu trọng thiên đủ lâu, là thời điểm tiến sinh tử cảnh. Diệp Trục Thiên hành lễ đồng ý, hỏi. Thái tuế, sao ngài lại đích thân đến? Vạn đạo thần giáo tìm chúng ta, hy vọng điều giải mâu thuẫn, bảo đảm người mà xí thiên giới giam thuận lợi rời khỏi Nam Bộ. Bọn hắn đều đi rồi. Xảy ra chút ngoài ý muốn, tuy nhiên đều đã đi. Ngài ở lại nơi này là Khương Phàm tuyên chiến cùng nhân gian ngục, xí thiên giới lại lựa chọn dung túng. Ta muốn đích thân xác định ý đồ của giới chủ xí thiên giới, nàng là muốn bảo hộ Khương Phàm, hay là phải bồi dưỡng Khương Phàm. 3.000 năm trước, hình phù đồ chứng kiến qua giới chủ tranh giành hoàng đạo, đáng tiếc cuối cùng lại thất bại. Lần này luân hồi trở về, khẳng định không chịu cô đơn, sẽ còn mang theo xí thiên giới trùng kích hoàng đạo. Khương Phàm xuất hiện rất có thể sẽ kích thích nàng lựa chọn một con đường tranh giành không giống với tiền thế. Đương nhiên, hắn ở lại nơi này ngoại trừ quan sát giới chủ, còn muốn chờ đợi Thái M Thái Dương đồ đằng của Khương Phàm. Khương Phàm tuyên chiến nhân gian ngục. Diệp Trục Thiên chỉ lo truy tung đi đường, còn chưa kịp tìm hiểu tình huống. Ngươi đi xử lý chuyện của ngươi đi, sau khi xong việc thì mau chóng về thần miếu. Vâng. Diệp Trục Thiên cáo từ rời khỏi. Chờ một chút, trước đây ngươi đã từng có tiếp xúc cùng Khương Phàm sao? Đơn giản gặp qua một lần, vốn định gặp thêm vài lần, tiếp xúc một chút, nhưng đã bị hắn cự tuyệt. Ngươi thôi diễn qua số mệnh hắn chưa? Hình phù đồ không biết vì sao, thời điểm mấy ngày nay minh tưởng, luôn luôn nhớ tới Khương Phàm. Ngoại trừ đồ đằng, còn có cảm giác quen thuộc không hiểu thấu. Thật giống như đã từng thấy qua ở nơi nào đó. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Đã thôi diễn qua, nhưng không thấy rõ. Diệp Trục Thiên xác thực đã thôi diễn qua, nhưng tình tượng phức tạp, mông lung hay thay đổi, là tình tượng tối nghĩa khó hiểu nhất trong tất cả những tình tượng hắn thôi diễn qua. Hắn không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Khương Phàm đã tiếp nhận táng diệt truyền thừa, vận mệnh chỉ có thể do trời định, do hắn định. Ngày thứ hai, vô hồi thánh chủ từ biệt giới chủ xí thiên giới, cao điệu lên phía bắc trung vực. Khương Phàm bí mật xâm nhập vào đội ngũ của vô hồi thánh địa. Lý Dần, Khương Bân, Dương Biện đều giấu ở trong thanh đồng tiểu tháp. Tuy nhiên tặc điểu, Hướng Vãn Tình thì ở lại xí thiên giới. Bọn hắn cùng Dạ An Nhiên càng ngày càng phối hợp ăn ý, lấy được cảm ngộ cũng càng ngày càng nhiều, ngay cả ngũ hành thần long đều đề nghị bọn hắn ở lại. Bọn hắn muốn đi đâu? Diệp Trục Thiên đứng ở trong vùng hoang dã, ngắm nhìn đội ngũ vô hồi thánh địa đi xa. Vốn cho rằng vô hồi thánh địa sẽ ở lại chỗ này chờ lâu mấy ngày, cũng coi là chủ nhân tinh thần kiếm trở lại thánh quốc, chiến quốc đi dạo trong cửa hàng, hắn vừa vặn tìm cơ hội hấp dẫn tinh thần kiếm rời khỏi, đi ra bên ngoài ra tay. Ta phương hướng xem bọn hắn, thật giống như muốn lên phía bắc. Chúng ta còn phải đi theo. Nam tử làm bạn có chút lo lắng. Thời gian bọn hắn ra ngoài có hạn chế, hình phù đồ cũng đã nhắc nhở Diệp Trục Thiên mau trở về chuẩn bị sinh tử cảnh. Đi săn quan trọng nhất chính là kiên nhẫn. Diệp Trục Thiên chắc chắn phải có được tinh thần kiếm. Chuẩn bị sinh tử cảnh. Đây chính là chuẩn bị của hắn. Chỉ cần có thể có được tinh thần kiếm, hắn có thể tùy tiện vượt qua sinh tử cảnh. Sau khi hình phù đồ nhận được tin tức, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Vô hồi thánh chủ lên phía bắc rồi. Bọn hắn chẳng lẽ muốn đi trung vực? Lão giả làm bạn nói. Lực ảnh hưởng của vô hồi thánh chủ tại Nam Bộ. Không tại trung vực. Hẳn không phải là đi trợ giúp Kiều gia, chỉ có thể là... tiếp Tử Vi Thánh Địa. Vô hồi thánh chủ muốn xin mời Tử Vi Thánh Địa nhúng tay trận chiến tại trung vực Nam Bộ, áp chế nhân gian ngục sao? Có khả năng này. Vô hồi thánh chủ thật coi Khương Phàm là nhi tử nuôi rồi sao? Hình phù đồ lắc đầu, tiếp tục minh tưởng. Hắn chính là chờ Khương Phàm, chính là chờ Thái M Thái Dương đồ đằng, những cái khác không có liên quan gì với hắn. Về phần biện pháp, hắn chuẩn bị hai cái. Một cái là tinh không hắc kim. Một loại vật liệu kim loại cực kỳ quý giá, bên trong ẩn chứa năng lượng đặc biệt,
là một trong những vật liệu chủ yếu để luyện chế thiên đan, đạo nguyên đan. Mục đích là mượn tinh không hắc kim tiếp giới chủ, sau đó do giới chủ ra mặt, để hắn có thể mượn dùng thái M thái dương đồ đằng của Khương Phàm để nhìn, xác định tình huống hai cái đồ đằng này, nhìn xem có đáng để hắn tranh thủ hay không. Thứ hai là hoàng tuyển u hồn thư, vũ khí nguyền rủa chân tàng của thái cổ thần miếu. Giọt máu của người nào đó rơi trên hoàng tuyển u hồn thư liền có thể tạm thời khống chế hồn phách của hắn, biến thành con rối. Mục đích là sau khi xác định thái M thái dương đồ đằng xác thực đáng giá, tranh thủ tìm cơ hội dùng hoàng tuyển u hồn thư mệnh lệnh Khương Phàm giao ra đồ đằng. Hai món đồ này đều tại thái cổ thần miếu, hắn đã sai người đi lấy. Lấy thân phận và địa vị của hắn, thần miếu nơi đó sẽ không cự tuyệt. Tính toán thời gian, lại chừng 3 đến 5 ngày nữa liền có thể đưa tới. À, loại cảm giác này. Hình phù đồ đột nhiên đã nhận ra một loại cảm giác rất phi diệu, khiến cho minh hồn hắn ba động. Hắn rời khỏi sân nhỏ, truy tìm cảm giác đi đến cửa thành bắc của chiến quốc. Bá vương, hung linh hầu thay mặt giới chủ xí thiên giới, tự mình tiễn biệt vô hồi thánh chủ. Trong đội ngũ tiễn biệt có hai vị nữ tử mỹ lệ làm rung động lòng người đứng đấy. Một trời trong đó, dáng người thướt tha, tóc dài phiêu giật, chỉ là bóng lưng đã liền cho người ta cảm giác mê người huyết mạch căng phồng. Nàng mặc vô cùng hoa lệ, có loại khí chất tôn quý, lại bởi vì lộ ra ngoài da thịt trắng tuyết, mà mang thêm mấy phần mị hoặc. Thân ảnh kia một mực hấp dẫn hình phù đồ lực chú ý. Không phải là bởi vì dáng người, mà là năng lượng đặc biệt. Nàng là ai? Hình phù đồ là minh hồn, là ác hồn không chết của U Minh địa ngục, đối với khí tức cực âm vô cùng mẫn cảm. Nữ tử trong đám người kia, giống như trong thân thể chiếm cứ một loại khí âm hàn mênh mông nào đó không cách nào nói rõ được, mà lại còn vô cùng thuần túy. Tại thời điểm hình phù đồ chú ý tới nàng, thân ảnh kia tựa hồ có cảm giác, cũng quay đầu nhìn phía cửa thành náo nhiệt. Chính là Hướng Vãn Tình, mang theo mặt nạ che giấu thân phận. Nhìn cái gì vậy? Dạ An Nhiên hỏi Hướng Vãn Tình bên cạnh. Đối với nữ tử vũ mị đến trong lòng này, nàng có hảo cảm hơn. Bởi vì Hướng Vãn Tình hoàn toàn có thể đi theo Khương Phàm rời khỏi, lấy mị lực của nàng, có lẽ thật có thể tranh thủ được thứ gì. Nhưng Hướng Vãn Tình chủ động ở lại, cố ý giữ vững khoảng cách cùng Khương Phàm. Đây là tôn trọng đối với nàng. Hướng Vãn Tình cách rất xa, quét đến một thân ảnh, tuy nhiên nàng làm bộ không có phát hiện. Rất tự nhiên quay người lại. Bọn người Dương Biện bồi tiếp Khương Phàm, người không cần quá lo lắng. Hỗn Thiên Linh bảo dưới tình huống đặc thù đều có thể bộc phát ra lực lượng cường đại mạnh hơn cảnh giới. Ta kỳ thật hy vọng có người bồi tiếp đi qua. Muội muội quá để mắt ta, tính cách của hắn, người hẳn là hiểu rõ nhất, nếu thật là làm quyết định gì, ta có thể ngăn được sao? Hướng Vãn Tình cũng nghĩ sẽ đi theo, nhưng cân nhắc đến Dạ An Nhiên, cho nên nhịn được. Mà, nàng không biết Khương Phàm có chú ý đến hay không, nữ tử trong quan tài thủy tinh kia giống như đang muốn thức tỉnh. Ta thật phục các ngươi, vậy mà lại lo lắng hắn. Nếu là hắn dễ dàng chết như vậy, đã sớm chết rồi, còn có thể làm ầm ĩ đến bây giờ. Tặc điểu biến thành hồ ly bộ dáng, uốn ở trên vai Hướng Vãn Tình, ánh mắt mê say nhìn cổ áo có chút rộng mở. Cái khe rãnh thâm thúy kia, giống như muốn kéo linh hồn của nó đi đến. Chúng ta cần phải trở về. Khi đội ngũ vô hồi thánh địa biến mất ở chân trời, bá vương, hung linh hầu các loại đều lần lượt trở lại chiến quốc. Hướng Vãn Tình, Dạ An Nhiên thì tiến về xí thiên giới. Người trong xí thiên giới sao? Hình phù đồ ngắm nhìn thân ảnh phong thái yểu điệu kia. Có thể để cho minh hồn cảm ứng. Là linh văn của nàng, hay là có vũ khí gì? Xem ra bên trong xí thiên giới vật có ý tứ không ít. Tử Vi Thánh Địa. Tại thời điểm vô hồi thánh chủ tiến về Tử Vi Thánh Địa, sứ giả Tổ Sơn hoàn thành kiểm tra đối với truyền nhân Tử Vi, Lãnh Văn Thanh, chính thức xác định thân phận, đứa con được trời chọn mà tư liệu lịch sử Tổ Sơn ghi lại. Nhưng muốn được Thánh Địa Thương Huyền tán thành, Tử Vi Thánh Địa cần công khai hiện ra thực lực của Lãnh Văn Thanh, sau đó lại do Tổ Sơn công bố bí mật. Sau đó, Tử Vi Thánh Địa phụng mệnh Tổ Sơn tuyên cáo với các Thánh Địa ở Thương Huyền. Mời bọn hắn tề tụ về Tử Vi Thánh Địa. Văn Thanh, sao con lại đi ra làm gì? Không phải ta đã nói rồi sao, có gì cần thì cứ trực tiếp mở miệng, ta sắp xếp người đưa qua cho con. Tử Vi Thánh Chủ, Lãnh Thanh Phong nhìn thấy nữ nhi bảo bối,
lập tức lộ ra nụ cười, bước nhanh nghênh đón. Bây giờ còn phải điều chỉnh tinh lực trạng thái đến tốt nhất, chờ thánh địa thiên hạ tụ tập, cố gắng biểu hiện ra năng lực của con. Phụ thân yên tâm, trạng thái nữ nhi rất tốt, sẽ không làm cho Tử Vi thánh địa mất mặt. Lãnh Văn Thanh người cũng như tên, lạnh nhạt thanh cao, có loại cảm giác người ở ngoài ngàn dặm. Nhất là sau khi lấy được tạo hóa truyền thừa, dần dần tản mát ra một loại uy nghi áp đảo trên vạn người. Nhưng nàng thật sự rất đẹp, là nét đẹp giữa trần thế khó gặp, có thể làm cho trăm hoa thất sắc, để quần phương ảm đạm, giống như một thánh nữ chân chính bước đến nhân gian. Nàng cũng xác thực có tư cách kiêu ngạo, tứ đại thánh địa trung vực đều là trăm năm khó có được xuất hiện một vị thiên phẩm, một khi sinh ra, hẳn là vinh quang vô thượng của thánh địa, huống chi nàng thức tỉnh thiên phẩm lại là do ông trời đã chọn. Ha ha, thánh địa thiên hạ tề tụ một chỗ là thịnh hội vạn năm khó gặp một lần. Con là kiêu ngạo của phụ thân, con là kiêu ngạo của Tử Vi thánh địa chúng ta. Lãnh Thanh Phong thật sự kìm nén vui sướng trong lòng không được, nói vui mừng thì đều không đủ. Lúc sứ giả Tổ Sơn chính thức xác định thân phận Lãnh Văn Thanh, một khắc này, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên tươi đẹp. Mặc dù Tổ Sơn không có giải thích quá rõ ràng đối với đứa con của trời, nhưng ý tứ trong lời nói đã vô cùng minh xác. Lãnh Văn Thanh không cần kiểm tra, sẽ trực tiếp trở thành người canh giữ Tổ Sơn, còn có thể có quyền lợi pháp lệnh thiên hạ thánh địa. Phụ thân dựa vào nữ nhi quý giá, địa vị của hắn cũng tùy theo đó mà tăng lên, trở thành một trong những thánh địa tôn quý nhất thiên hạ. Triệt để vượt trên Vạn Sơ, Thái Huyền, Hạo Thương. Lãnh Văn mang theo mạng che mặt mỏng, dung nhan thanh lãnh xinh đẹp như ẩn như hiện, mông lung thần bí. Nữ nhi nghe nói nhân gian ngục cùng Kiều gia càng náo càng nghiêm trọng hơn. Chó cắn chó mà thôi, để bọn hắn cắn. Lãnh Thanh Phong hừ một tiếng. Lúc ấy nhận được tin tức, hắn cũng rất bất ngờ, nhưng hắn cùng các trưởng lão thánh địa đều phỏng đoán sau khi Kiều gia tại tập kích chẳng mấy chốc sẽ rút lui, không nghĩ tới bây giờ lại càng náo càng lớn. Không chỉ có hai bên đánh đến khí thế ngất trời, rất nhiều tổ chức sát thủ cũng đều dục dịch. Nhìn tình thế này, còn muốn loạn một thời gian. Bây giờ hơn phân nửa khu vực Trung Nam đều loạn thành một đoàn, Kiều gia giống như là như chó điên mạnh mẽ đâm tới, quấy rối bốn chỗ. Con nghe nói Thánh Tổ Chí Tôn Kim Thành, Cổ Hoa Hoàng Thành đều đang đuổi tới nơi này. Đúng vậy, bọn hắn một mực không hề từ bỏ tìm kiếm Kiều gia, rốt cuộc cũng nhận được tin tức, sao có thể buông tha cơ hội. Ta đoán chừng mấy ngày gần đây nhất sẽ liền muốn tiến Trung vực Nam Bộ. Sao con lại quan tâm tới chuyện như vậy? Nữ nhi không quan tâm bọn hắn sống chết, con chỉ là không muốn tại thời khắc các thánh địa thương huyền tụ tập tại Tử Vi, nhìn thấy cục diện hỗn loạn như vậy. Mặc dù Tử Vi thánh địa chúng ta cùng nhân gian ngục từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu như dung túng Trung Nam đại loạn, khó tránh khỏi sẽ cho người ta nói Tử Vi thánh địa chúng ta không có năng lực. Lãnh Văn Thanh quan tâm không phải hỗn loạn, mà là kéo dài loạn đấu sẽ ảnh hưởng đến tín ngưỡng xung quanh địa khu đối với thánh địa. Ảnh hưởng đến thi triển tại cuối tháng của nàng. Nàng tự tin có thể thể hiện ra thực lực chân chính của nàng trước mặt ác thánh địa thương huyền, nhưng nàng mong đợi hiện ra hoàn mỹ nhất, là kinh diễm thương huyền, chấn nhiếp thánh địa. Đợi thêm nửa tháng, nếu như chiến loạn còn không có lắng lại, chúng ta mời Chu Thiên Thần Điện ra mặt. Lãnh Thanh Phong không phải không muốn trực tiếp nhúng tay, mà là nhân gian ngục thật sự không thể để ý tới Tử Vi thánh địa bọn hắn, huống chi đã liên lụy đến Cổ Hoa và các hoàng tộc. Nhiều nhất nửa tháng, chiến loạn Nam Bộ nhất định phải ngừng lại. Lãnh Văn Thanh thần tình nghiêm túc. Lãnh Thanh Phong cười nói. Được được được, 10 ngày sau ta sẽ bắt đầu an bài, bảo đảm sau nửa tháng Trung Nam đại địa một mảnh an bình. Con trở về điều dưỡng cho tốt, chuyện khác cũng đừng có phí tâm. Vô hồi thánh địa sẽ đến không? Ta vừa nhận được tin tức, vô hồi thánh chủ đã sớm động thân. Còn giống như đã đi xí thiên giới một chuyến. Được nơi đó nhiệt tình tiếp đãi. Thời điểm con hiện ra thực lực, không hy vọng có người quấy rối. Nếu bọn hắn sớm đến đây, con cứ việc yên tâm, từ địa vị để tính, Liên minh Thánh địa Nam Bộ bị Tử Vi Thánh địa chúng ta quản thúc. Ta sẽ gõ một cái nàng thật tốt, để nàng bảo vệ tốt quy củ. Phụ thân, con phụ trách hiện ra thực lực, ngài phụ trách ổn định cục diện, nữ nhi không hy vọng đến lúc đó lại xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì. Trong lời Lãnh Văn Thanh nói mang theo vài phần mệnh lệnh. Lãnh Thanh Phong lại không quan tâm, cười ha hả đưa tiễn nữ nhi bảo bối. Văn Thanh sư muội,
Một nam tử mặt trắng phong độ nhẹ nhàng đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Lãnh Văn Thanh đi ra thì lập tức nhiệt tình nghênh đón. Mấy ngày nay vẫn không có gặp muội. Sư huynh, ngươi không tu luyện sao? Lãnh Văn Thanh lạnh nhạt, trực tiếp cắt ngang. Tất cả thánh địa sắp tề tụ tại Tử Vi chúng ta, có rất nhiều việc cần làm sớm. Nam tử còn chưa nói xong, Lãnh Văn Thanh lại lạnh lùng cắt ngang. Tiếp đãi làm việc có trưởng lão đệ tử phụ trách, trừ ta ra, ngươi là người có linh văn mạnh nhất Tử Vi thánh địa, chính ngươi phải chuẩn bị tốt. Chính ta chuẩn bị. 25 đại thánh địa tụ tập tại Tử Vi, ngươi thật sự cho rằng bọn hắn vạn dặm xa xôi tới chỉ là tới xem một chút. Đây không chỉ là một trận chứng kiến, càng là trận tập kết cực lớn của các thánh địa thương huyền ngàn năm khó có được một lần. Giữa bọn hắn tránh không được sẽ có khiêu chiến, cũng tránh không được nhằm vào Tử Vi thánh địa chúng ta. Trừ ta ra, ngươi là người có linh văn mạnh nhất Tử Vi thánh địa, nhất định phải thể hiện ra thực lực, giữ gìn tốt hình tượng của chúng ta. Ta không hy vọng xa vời trước khi ta đến ngươi lại có thể biểu hiện kinh diễm cỡ nào, nhưng tuyệt đối không thể cho ta mất mặt. Ngữ khí Lãnh Văn Thanh nghiêm khắc, đi qua nam tử, bước chân không có dừng lại, con mắt đều không có nghiêng nhìn hắn, cứ như vậy sượt qua người, để lại mùi hương thản nhiên. Nam tử cứng tại ở tại chỗ, thể hiện liên tiếp thay đổi. Trước khi Lãnh Văn Thanh thức tỉnh linh văn, bọn hắn là Thanh Mai Trúc Mã, là hai đứa trẻ vô tư. Bởi vì hắn sớm thức tỉnh chí tôn thánh văn, oanh động thánh địa, cũng trở thành kiêu ngạo trong mắt Lãnh Văn Thanh, mỗi ngày đi theo phía sau cái mông gọi, Minh Đạt ca ca. Thế nhưng sau khi Lãnh Văn Thanh thức tỉnh thiên văn, thái độ bắt đầu lạnh nhạt, cao ngạo, nhưng ít ra gặp mặt còn có thể giữ vững đầy đủ tôn trọng, xưng hô cũng là, Minh Đạt sư huynh. Nhưng bây giờ, sư huynh, chỉ một câu sư huynh khô cằn. Thái độ càng là không có chút tôn trọng nào. Ta thật đã mất đi Văn Thanh sao? Đường Minh Đạt dùng sức nắm chặt nắm đấm. Lãnh Thanh Phong ra khỏi phòng, lạnh lùng nhắc nhở. Đường Minh Đạt, sư muội của ngươi nhắc nhở rất đúng. Tất cả thánh địa tụ tập, khó tránh khỏi sẽ có khiêu chiến, nhất là Vạn Sơ thánh địa, Thái Huyền thánh địa, Hạo Thương thánh địa, càng có thể cố ý gây sự để cho chúng ta khó xử. Ngươi lập tức triệu tập tất cả đệ tử lục phẩm cùng đệ tử thánh văn, tu luyện thật tốt, làm tốt sách lược, tuyệt đối không được để cho sư muội ngươi mất mặt, không được để cho Tử Vi thánh địa chúng ta mất mặt. Ta sẽ đi an bài. Đường Minh Đạt hành lễ, trầm mặt rời khỏi. Lãnh Văn Thanh mặc dù thanh cao tự ngạo, nhưng chuyện lo lắng xác thực sắp xảy ra. Nhất là Vạn Sơ thánh địa, Thái Huyền thánh địa, Hạo Thương thánh địa, khi bọn hắn được Tử Vi thánh địa mời, cũng nhận sứ giả Tổ Sơn tự mình đến nhà nhắc nhở, đãi ngộ. Sau khi Tổ Sơn bí mật gợi ý về kẻ được trời chọn, yêu cầu bọn hắn chứng kiến thực lực của Lãnh Văn Thanh, công khai biểu thị duy trì Lãnh Văn Thanh là người canh giữ Tổ Sơn kế nhiệm, cũng duy trì Tổ Sơn tại cùng ngày tuyên cáo một ít công việc. Cái này khiến Vạn Sơ thánh địa và các thánh địa khác vô cùng cảnh giác. Bởi vì ý tứ của sứ giả Tổ Sơn rất rõ ràng, chính là muốn cưỡng ép sửa đổi cách cục trước mắt của thánh địa, không còn là làm theo ý mình, mà là thống nhất quản thúc. Tổ Sơn muốn mạnh mẽ thu hồi quyền trưởng khống, mà trưởng khống giả chính là Lãnh Văn Thanh. Bọn hắn không dám phản kháng mệnh lệnh Tổ Sơn, bởi vì các đời cường giả nơi đó đang ngủ say quá nhiều, người canh giữ đương đại lại còn là lão tổ của Vạn Sơ thánh địa, người canh giữ đời trước càng là lão tổ của Hạo Thương thánh địa. Nhưng, bọn hắn không dám phản kháng, không có nghĩa là tùy tiện thần phục. Bọn hắn đang động thân, tập kết truyền nhân mạnh nhất của riêng thánh địa mình, cũng truyền lệnh liên minh thánh địa Tây Bộ, Bắc Bộ, Đông Bộ mà bọn hắn quản thúc, toàn bộ mang lên truyền nhân mạnh nhất. Đây đã là một trận chứng kiến thịnh hội, càng là một trận đại hội luận võ của truyền nhân thánh địa. Thời điểm tất cả thánh địa đang nhao nhao khởi hành, thời điểm rất nhiều thế lực lần lượt chú ý tới, vấn đề của thánh địa, chiến tranh hỗn loạn tại trung vực Nam Bộ càng ngày càng nghiêm trọng. Nhân gian ngục cứ việc điều động mấy chục vạn sát thủ lùng bắt, thánh tổ Thiệu gia cứ việc tự mình xuất quan, dẫn đầu đỉnh cấp cường giả liên hợp đuổi bắt, nơi này cứ việc là tại lãnh địa của nhân gian ngục. Nhưng, chiến thuật bôn tập, cắm đầu phá hư, tuyệt đối không ham chiến, của Kiều gia và ác nhân cốc, để bọn hắn cuồng dã hoành hành tại đại địa Nam Bộ mênh mông, hất ra các loại đuổi bắt hay bẫy. Bởi vì tại thời điểm vừa mới bắt đầu tập kích Kiều Vô Hối liền phá hủy Lam Ngục, đạt được số lượng lớn tư liệu tình báo, cũng bắt được rất nhiều tầng muốn người của tình báo, bọn hắn tinh chuẩn xác định tất cả phân bộ sáng tối của nhân gian ngục. Mục tiêu chính là điên cuồng phá hư, làm lớn chuyện, đảo loạn Nam Bộ,
làm cho tất cả mọi người đều biết bọn hắn không phải đến náo một trận liền đi, mà là muốn khai chiến toàn diện, dùng cái này hấp dẫn kẻ địch của nhân gian ngục bí mật nhúng tay. Tuy nhiên, sau khi bôn tập dài đến 20 ngày, Nạp Lan Thanh Cảnh dần dần xác định một tình báo đặc biệt. Điều tình báo này cũng không tồn tại ở trong tư liệu thu hoạch được từ Lam Ngục, cũng không phải là do ai nói ra, mà là sau khi nhìn trộm nội tâm mấy trăm vị tù binh, dần dần suy đoán ra. Hắc Ngục chủ quản nô lệ mua bán, sứ mệnh chân chính là điều tra Niết Bàn Thạch mà Khương Phàm nhắc đến. Hắc Ngục không nhận Thiệu gia khống chế, trực thuộc ở tiên tổ thần bí của Thiệu gia. Hắc Ngục bây giờ đang trấn áp một nhân vật cực kỳ đặc thù đến nỗi khiến vô số người kiêng kỵ. Kiều Vô Hối đoán, có thể bị Hắc Ngục trấn áp, nhất định là truyền nhân thuộc cấp kiếp trước của phụ thân. Có thể kiêng kỵ, có thể trấn áp, cũng nhất định là thuộc cấp đặc biệt, lại đã thức tỉnh linh văn cấp bậc thánh phẩm thậm chí là thiên phẩm, có hy vọng tái hiện lực lượng tổ tiên cường đại. Nạp Lan Thanh Cảnh càng suy đoán, thời gian vị nhân vật đặc biệt kia bị trấn áp từ mấy năm trước. Bởi vậy mới suy đoán, nhân vật đặc biệt đã có khả năng có liên quan cùng huynh muội U Mộng. Bọn hắn lập tức tập kích Hắc Ngục đưa vào danh sách quan trọng. Nhưng, đầu tiên Kiều Vô Hối phải giải quyết thánh tổ Thiệu gia. Hắn cũng không có tuân theo lời Khương Phàm nhắc nhở, ngược lại là không tiếc cái giá để săn giết thánh tổ Thiệu gia. Ngày 13 tháng 3, đội ngũ Kiều gia đột nhiên xuôi nam, không còn phá hư, không còn càn quét, chỉ lo cắm đầu phóng tới, mà tận lực ẩn giấu tung tích. Nhân gian ngục suy đoán, Kiều gia muốn kết thúc hành động. Bởi vì bọn hắn đã nhận được một tin tức, thánh tổ Cổ Hoa, thánh tổ Chí Tôn Kim Thành, còn có thánh tổ Huyền Nguyệt, tam đại thánh nhân đã giết tiến vào trung vực. Chắc hẳn Kiều gia cũng đã đoán được kình địch của bọn hắn sắp đến, cho nên phải kết thúc hành động, trốn về Nam Bộ. Thánh tổ Thiệu gia lập tức tập kết đội ngũ mạnh nhất, xuôi nam truy kích. Từ khi Kiều gia tập kích đến nay, bọn hắn ngay cả một lần chiến đấu ra dáng cũng không đánh đứng lên được, ngay cả một lần vây bắt cũng đều không thể hoàn thành. Bọn hắn đã tức giận đến uất ức. Nếu như lại bỏ mặc Kiều gia trốn về Nam Bộ, không chỉ có thực lực nhân gian ngục sẽ nhận chất vấn của toàn bộ trung vực, ngay cả thực lực Thiệu gia bọn hắn cũng sẽ nhận chất vấn của tất cả ngục chủ. Cho nên thánh tổ Thiệu gia nhanh chóng ngăn lại, không tiếc vận dụng bảo khí không gian, lao thẳng tới khu vực giao tiếp giữa trung vực cùng Nam Bộ, chuẩn bị chặn đường ở nơi đó. Kiều gia đã tận lực ẩn giấu tung tích, nếu muốn đuổi bắt thì thật rất khó. Bọn hắn chỉ có thể sớm phán đoán phương hướng Kiều gia rút lui, làm tốt phục kích ở nơi đó, một mẻ hốt gọn. Nhưng, sớm từ hai ngày trước, khi bọn hắn nhìn thấy Kiều gia đang xuôi nam đào vong, Kiều Vô Hối đã sớm mang theo bọn người Khương Diễm bí mật xuôi nam. Nhân gian ngục nhìn thấy, chỉ là bọn người Kiều Anh Tung. Kiều Vô Hối xảo diệu chế tạo một chiến thuật chênh lệch thời gian. Khi thánh tổ Thiệu gia, vô cùng lo lắng, dẫn người chạy tới khu vực giao tiếp Trung Nam. Thề muốn ngăn chặn đội ngũ Kiều gia rút lui, Kiều Vô Hối đã ở nửa đường làm tốt mai phục. Bọn hắn lợi dụng tất cả vũ khí, linh bảo, cùng giam giữ số lượng lớn tù binh siêu tập trong tổng bộ cùng công hội mà mình phá hủy, làm năng lượng nguyên bản, lấy phạm vi trăm dặm Sơn Hà làm cơ sở, bố trí một đại trận siêu cấp, sinh sinh bất tức quy nguyên trận. Đây là pháp trận Hoàng Bánh Nướng, Hoàng Đại Bính, lấy được trong Hồng Hoang Phủ, trước đó từng lập uy tại thời điểm bảo vệ Thiên Sư Tông. Ảo diệu ở chỗ kích phát tất cả năng lượng vật chất trong pháp trận, bao gồm cả núi sông rừng rậm, bao gồm cả các loại vũ khí, sinh linh. Năng lượng bị hút khô triệt để, phóng xuất ra uy lực cường đại. Có thể dùng để bảo vệ, cũng có thể hình thành thế công. Tài nguyên của Lam Ngục, Thanh Ngục, Hồng Ngục quá hùng hậu, tài nguyên của tất cả công hội cũng phong phú, chứ nói chi là mấy ngàn cường giả từ linh nguyên cảnh đến cao giai niết bàn cảnh khác nhau mà bọn hắn đang khống chế. Kiều Vô Hối càng lấy ra hai trong vị bán thánh tù binh, trấn áp tại trung tâm pháp trận. Khi thánh tổ Thiệu gia dùng tốc độ cao nhất đi đường, không có chút phòng bị nào, trực tiếp một đầu đâm vào pháp trận. Tài nguyên phong phú, trăm dặm Sơn Hà mênh mông, ngàn tù binh, còn có hai vị bán thánh cùng số lượng lớn cường giả niết bàn cảnh, đều tại thời gian rất ngắn bị chôn vùi thành bụi. Những tiếng kêu đau đớn thảm thiết, điên cuồng, trở thành tiếng hò hét sau cùng của sinh mệnh bọn hắn. Tựa là bạo tạc hủy diệt, trong nháy mắt phóng thích, được đám người Kiều Vô Hối, Khương Diễm liên thủ dẫn dắt, cuồng bạo che mất thánh tổ Thiệu gia. Thánh tổ Thiệu gia trở tay không kịp, lúc này đã bị trọng thương.
Mặc dù Khương Phàm đã nghiêm túc nhắc nhở qua Kiều Vô Hối không được đối chiến cùng Thiệu gia thánh nhân, thế nhưng Kiều Vô Hối nhất định phải giết cái tên thánh tổ Thiệu gia này cho phụ thân nhìn. Trận đại chiến này nhất định sẽ oanh động trung vực Nam Bộ, dưới hủy diệt kinh khủng như sóng triều dâng cao mà kéo ra tấm màn che. Thảm liệt, bi tráng, điên cuồng, đầy máu. Thực lực của thánh tổ Thiệu gia vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh, vì để chặn đánh Kiều gia, hắn cũng mang tới số lượng lớn cường giả, bao gồm cả hai vị bán thánh, số lượng lớn niết bàn cảnh. Nhưng, bạo tạc mãnh liệt không chỉ có trọng thương hắn, những người còn lại đều không một ai may mắn thoát khỏi. Kiều Vô Hối không màng sống chết cuồng dã đại chiến, điên cuồng chống cự thái M cực diễm, cũng gánh vác đại mộ bí thuật, không có để thánh tổ Thiệu gia đã trọng thương có bất cứ cơ hội phản kích gì, mấy hiệp chém giết cường thế ngắn ngủi, rung động toàn trường. Khương Diễm càng là dùng sức một mình, gắt gao ngăn chặn hai đại sát thủ bán thánh, để cho Kiều Vô Hối đến chém giết thánh tổ Thiệu gia. Thảm liệt liều mạng tiếp tục không đến nửa giờ, chỉ đội đuổi bắt của Thiệu gia không một ai may mắn thoát khỏi. Tin tức lập tức dẫn phát oanh động to lớn, truyền khắp đại địa Trung Nam, càng là triệt để cho nhân gian ngục tức giận. Ngày 19 tháng 3, nhân gian ngục lần nữa tỉnh lại một vị thánh tổ của tử ngục, cùng nghe hỏi đến ba bên thánh tổ Cổ Hoa, Huyền Nguyệt, Kim Thành gặp mặt, bọn hắn ăn nhịp với nhau, kết thành liên minh, lập tức triển khai liên hợp hành động. Thánh tổ Cổ Hoa, thánh tổ Huyền Nguyệt liên thủ xuôi Nam, mai phục tại giới tuyến Trung Nam giao, cắt đứt con đường xuôi Nam của Kiều gia. Thánh tổ Thiệu gia, thánh tổ Kim Thành triển khai lùng bắt tại trung vực Nam Bộ. Mấy trăm ngàn sát thủ đạt được tử lệnh, không tiếc cái giá đào móc tung tích bọn người Kiều gia. Bất luận thế lực nào dám can đảm cung cấp trợ giúp cho Kiều gia, chắc chắn sẽ bị nhân gian ngục thanh lý tàn khốc. Ngày 22 tháng 3, Kiều Vô Hối khóa chặt tổng bộ hắc ngục trên mặt nổi, ý đồ cưỡng ép phá hủy, tra hỏi chỗ ở thật sự của tổng bộ, tìm kiếm nhân vật đặc biệt kia. Nhưng, một ngày này, chỉ lệnh đến từ Chu Thiên Thần Điện nhanh chóng truyền khắp Minh Mông Sơn Hà tại trung vực Nam Bộ. Từ giờ trở đi, trong vòng một tháng sau này, chiến tranh tạm định, ân oán tạm dừng. Mặc dù chỉ là một chỉ lệnh đơn giản, không có nói tới trừng phạt cụ thể, nhưng Chu Thiên Thần Điện là một trong tứ đại chí tôn hoàng đạo, danh uy khắp đại địa Trung Nam, không có bất kỳ người nào dám ngỗ nghịch bọn hắn. Nhân gian ngục cứ không muốn, bọn người thánh tổ Cổ Hoa càng phẫn uất khó bình, nhưng vẫn nhịn xuống xúc động, nghỉ ngơi lấy lại sức. Kiều Vô Hối bọn hắn thì đạt được thời gian nghỉ ngơi quý giá, lặng yên ẩn nấp, bắt đầu luyện hóa chiến lợi phẩm phong phú mà bọn hắn có được. Bao gồm thánh tổ Thiệu gia, cùng ba vị bán thánh. Lần này trọng điểm đến đỡ, đặt ở trên thân bọn người Tịch Nhan. Thánh huyết, thánh cốt, thánh hồn, tùy tiện dùng. Cùng lúc đó, số lượng lớn đội ngũ thánh địa từ bốn phương tám hướng tiến vào trung vực, mục tiêu trực chỉ Tử Vi thánh địa, hấp dẫn càng ngày càng nhiều chú ý. Mọi người hiếu kỳ, rốt cuộc Tử Vi thánh địa đã xảy ra chuyện gì mà lại có thể tập kết thánh địa thiên hạ? Liên minh thánh địa lại muốn làm chuyện gì? Vậy mà lại không tiếc mời hoàng đạo can thiệp thế cục Trung Nam. Thời điểm Khương Phàm đạt được tin tức Kiều Vô Hối săn giết thánh tổ Thiệu gia, cũng theo Vô Hồi thánh chủ đến Tử Vi thánh địa. Làm tốt lắm. Tảng đá treo cao trong lòng Khương Phàm rốt cuộc cũng rơi xuống. Không hổ là huyết mạch của hắn, có dũng khí có mưu trí, đảm phách hơn người, vậy mà lại có thể giết thánh tổ Thiệu gia. Quá tranh khí, quá hả hận. Bây giờ Chu Thiên Thần Điện lại mạnh mẽ nhúng tay. Bọn người Kiều Vô Hối đã có thể an toàn chỉnh đốn, tăng thực lực lên, lại có thể bí mật mưu đồ, chuẩn bị một vòng tập kích mới. Thánh Linh Xâm Lâm. Nơi này là lãnh địa Tử Vi thánh địa khống chế, mênh mông vạn dặm, thời gian đã lâu. Bởi vì tên thánh địa quá lớn, từ xưa đến nay đều không có ai dám mạo phạm nơi này, Thánh Linh Xâm Lâm cũng đã thành tịnh thổ, lớn nhất tại đại địa Trung Nam. Nơi này có số lượng mãnh thú linh cầm khổng lồ, chủng loại phong phú. Cũng đều chảy xuôi huyết mạch cổ lão, thỉnh thoảng sẽ sinh ra dị thú thuần huyết. Nơi này trải rộng lấy ngàn bộ lạc, thành trấn to to nhỏ nhỏ, dân chúng quá trăm triệu. Bọn hắn thành tín triều bái Tử Vi thánh địa không gì sánh được, càng là lấy việc gia nhập thánh địa là vinh quang cao nhất. Tử Vi thánh địa tọa lạc tại một nơi sâu nhất trong rừng rậm, do năm ngọn núi lớn đột ngột nhảy lên dây dưa mà thành. Thẳng nhập trời cao, nguy nga bao la hùng vĩ. Ở ngoài mấy ngàn dặm liền có thể nhìn thấy. Phảng phất chim bay khó mà vượt qua, hoang thú khó mà dung chuyển. Tại chỗ cách thánh địa trăm dặm,
Bốn phương vị đông nam tây bắc, phân biệt đứng vững bốn pho bạch tượng cổ lão lại to lớn. Bọn chúng dài đến 500 mét, cao tới 300 mét, giống như núi lớn trắng tinh, rung động lòng người. Đầu voi cao, vòi voi chỉ lên trời như đang uy nghiêm gào thét với rừng rậm mênh mông, nói cho tất cả mãnh thú, ai mới là chủ nhân nơi này. Trên lưng voi thì rèn đúc cung điện màu vàng, số lượng lớn cường giả thánh địa trấn thủ ở đó. Vô hồi thánh địa bái phỏng Tử Vi thánh địa. Vô hồi thánh chủ khống chế thánh điện của nàng giáng lâm đến phía trước pho tượng. Cửa điện mở ra, Ngụy Thiên Thu, Phương Thành Tử, song song đi ra ngoài đại điện, hành lễ với đại điện màu vàng óng trên pho tượng. Chờ đợi các ngươi đã lâu. Tử Vi Túc Lão, Đường Nguyên Cực tự mình tọa trấn nơi này, đi ra khỏi đại điện màu vàng óng, chắp tay hoàn lễ. Trước đại điện mặt, còn có hai con kim viêm thánh tượng chân chính, thần tuấn uy nghiêm, kim viêm mãnh liệt, bọn chúng giơ lên vòi voi, tiếng tượng minh mát lạnh vang vọng khắp dãy núi. Thánh chủ các ngươi đâu? Vô hồi thánh chủ đi ra thánh điện. Một thân mặc váy dài màu tím, phụ trợ dáng người cao gầy thướt tha, tóc đen dài đến eo như thác nước thuận trôi, dung nhan mỹ lệ tân trang tỉ mỉ làm rung động lòng người, vẻ mặt lạnh lùng hiển thị rõ uy nghi. Thời gian đã không cho nàng già đi, chỉ có lắng đọng phong vận, phong hoa tuyệt đại, dáng vẻ ngàn vạn. Thánh chủ đợi ở bên trong. Đường Nguyên Cực đều không thể không thừa nhận, thời điểm nữ tử này không phát bão tố, xác thực đẹp để cho người ta động tâm. Nhất là loại vận vị đặc biệt kia, đối với những lão gia hỏa bọn hắn này mà nói, lực sát thương quá lớn. Ta là tôn chủ Nam Bộ, không đủ tư cách hắn tự mình đến tiếp đãi. Thánh địa thiên hạ sắp tụ tập đến Tử Vi, thánh chủ có rất nhiều chuyện quan trọng hơn phải xử lý, còn xin bỏ qua cho. Dẫn đường đi. Chờ một lát, lần này Tử Vi thánh địa chúng ta triệu tập thánh địa thiên hạ, là dâng mệnh lệnh Tổ Sơn, đến lúc đó Tổ Sơn trấn thủ cũng sẽ mang theo các trưởng lão Tổ Sơn tự mình giáng lâm. Cho nên, ta phụng lệnh thánh chủ, đặc biệt nhắc nhở vô hồi thánh địa các ngươi. Ngay ở trước Tổ Sơn, ngay ở trước mặt thánh địa thiên hạ, xin chú ý dáng vẻ, đừng ảnh hưởng tới hình tượng liên minh thánh địa Nam Bộ. Đường Nguyên Cực ngữ khí nghiêm khắc, không lưu tình chút nào. Nữ tử này xinh đẹp là thật, nhanh nhẹn dũng mãnh cũng là thật. Nhưng hắn nhất định phải gõ một cái, miễn cho đến lúc đó gây phiền toái. Ta nghĩ là Đường Túc Lão đã hiểu lầm, ta đi đến Tử Vi thánh địa có hai nguyên nhân. Mặc kệ ngươi có nguyên nhân gì, tiến vào Tử Vi thánh địa liền phải tuân thủ. Im miệng, lúc nói chuyện, chớ xen mồm. Đám người trấn thủ trong ngoài cung điện đều là sững sờ, im miệng. Còn chưa từng có người nào dám nói như vậy với Túc Lão bọn hắn. Khóe mắt Đường Nguyên Cực kéo ra. Mời. Nguyên nhân đầu tiên, là ta chủ động tới. Tổ Sơn đồng ý chủ Hoài Kiến lập Đại Hoang Thánh Địa, nhưng hoàn cảnh Đại Hoang phức tạp, chủ Hoài Kiến lập cũng không có đầy đủ tài nguyên chống lên Thánh Địa. Vấn đề hoàn cảnh này, chúng ta miễn cưỡng xem như giải quyết, nhưng tài nguyên thì thật rất khó. Vô hồi Thánh Địa nghèo khó, mọi người đều biết, Ly Hỏa Thánh Địa bị trọng thương, bị Tắc Ngọc Đường móc rỗng vốn liếng, Linh Kiếp Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa cũng đều là nhà cùng khổ. Ta hy vọng Tử Vi Thánh Địa có thể làm viện thủ, trợ giúp chúng ta giải quyết vấn đề tài nguyên, mau chóng kiến lập Đại Hoang Thánh Địa. Giúp thế nào?